Đô thị mạnh nhất hoàn khố, Diệp Thần Phong. chương 1621, thân phận yếu tiết lộ. Thủy Nguyệt lầu trưởng quỹ lâm kỳ hạo không ngừng được hồ một loại hồ hai vả miệng. Hồ một loại hồ hai nhưng không chút nào hạ thủ lưu tình. Chỉ là một sẽ thời gian, lâm kỳ hạo đã bị quạt hơn trăm cái vã miệng. Giờ khắc này, lâm kỳ hạo trong đầu hỗn loạn, miệng đầy hàm răng đã toàn bộ được đánh rớt, hắn muốn muốn tăng lên khởi khí thế phản kháng làm sao thực lực của hắn tại hồ một loại hồ hai trước mặt căn bản không đủ xem vẻn vẹn là hồ một loại hồ cấp hai bất cứ người nào là có thể cực kỳ nhẹ nhõm hạn chế lâm kỳ hạo rồi càng đừng nói hai huynh đệ đồng thời động thủ lâm kỳ hạo chỉnh há mồm hoàn toàn bị làm bể thậm chí môi hắn thượng thịt cũng bị đánh không có những người khác có thể liếc nhìn lâm kỳ hạo trong miệng tình huống rồi thủy nguyệt lầu tầng thứ nhất thực khách bọn hắn hiện tại liền không dám thở mạnh một cái vừa vặn bọn hắn dám trào phúng Diệp Thần Phong, bọn hắn hoàn toàn là cáo mượn oai hùm, bọn hắn cho rằng thủy gia người tự nhiên sẽ thu thập Diệp Thần Phong. Bằng không cho những này thực khách 100 cái lá gan, bọn hắn cũng không dám trào phúng Diệp Thần Phong a hát. Dù sao tại Thủy Nguyệt lầu tầng thứ nhất dùng cơm thực khách, thực lực của bọn họ cũng sẽ không cao đi nơi nào, vừa vặn Diệp Thần Phong miểu sát tạo hóa cảnh tam trọng thiên sơ kỳ đinh nhiễm thiên. Bọn hắn biết nếu như mình đối đầu Diệp Thần Phong, bọn hắn cũng chỉ có được Diệp Thần Phong nháy mắt giết phần. Thủy Tử Yên cùng Thủy Mộng Hàm đôi tỉ muội này, các nàng một tả một hữu ôm Diệp Thần Phong cánh tay, hai nữ nhân này trên người mùi thơm ngát không ngừng chui vào Diệp Thần Phong trong lỗ mũi, đặc biệt là vừa vặn Thủy Tử Yên này nũng nịu lời nói, này làm cho Diệp Thần Phong cũng có chút khó mà chống đỡ. Thủy Mộng Hàm trong mắt chỉ có Diệp Thần Phong một người, ánh mắt của nàng một mực ngưng tụ tại Diệp Thần Phong trên người, nàng nói nói, Diệp Đại ca, có thể nhìn thấy ngươi thật sự là quá tốt, ngươi đến thiên vân thành đến, ngươi là đến chuyên môn tìm ta cùng ta tỷ sao. Thủy tử yên nhất cử nhất động giữa đều tràn đầy sức hấp dẫn, người vuốt vuốt cái chán sợi tóc, cười nói, đệ đệ, nước này nguyệt lâu nhưng là chúng ta thủy ra sản nghiệp, người vừa đến thiên vân thành, người liền cho chúng ta thủy ra đến rước lấy phiền phức. Bất quá, ai bảo đệ đệ ngươi cứu tỷ tỷ ta mệnh đây? Tỷ tỷ sẽ giúp ngươi thanh hết thảy phiền phức đều lau sạch sẽ. Thủy Tử Yên giọng rượu bên trong không có nửa điểm trách cứ tâm ý, ngược lại là có mấy phần làm nũng ý vị. Mà nguyên bản đứng sau lưng Diệp Thần Phong ở Văn Hiên cùng ở Uyển Nhi, bọn hắn vừa vặn cũng cho rằng Diệp Thần Phong là đang nói dối, Diệp Thần Phong căn bản không nhận thức thủy ra tỉ muội. Nhưng trước mắt bất thình lình biến hóa, này hoàn toàn nhường cho Văn Hiên cùng ở Uyển Nhi trợn tròn mắt. Ở Văn Hiên cùng ở Uyển Nhi chỉ là tiểu gia trong tộc con cháu, ở trong mắt bọn họ thủy ra tỉ muội là cao cao không thể với tới tồn tại, lần sau thiên vân thành người đều biết, thủy ra tỉ muội không dễ dàng tới gần, chứ nói chi là cùng một người đàn ông thân cận như thế rồi, này hoàn toàn lật đổ ở văn hiên cùng ở uyển nhi tư tưởng. Về phần ở gia gia chủ ở hưng hoa cùng đệ đệ của hắn ở hưng lập, bọn hắn vừa vặn nhưng là không kịp chờ đợi cùng ở văn hiên, ở uyển nhi phủi sạch quan hệ, bây giờ bọn hắn nhìn xem không ngừng được thưởng miệng lâm kỳ hạo bọn hắn cũng trong nháy mắt khiếp sợ hóa đá diệp thần phong hắn suýt chút nữa đem chính sự cho quên đi hắn mở miệng nói đúng rồi lần này ta là tới nói cho các ngươi một chuyện diệp thần phong dừng lại một chút sau đó tiếp tục nói các ngươi thiên vân thành đinh gia bên trong cần phải có người trong ma đạo nghe vậy thủy tử yên biểu lộ trong nháy mắt trở nên nghiêm túc nàng nói nói đệ đệ nói là sự thật làm sao người biết đinh gia bên trong có người trong ma đạo Diệp Thần Phong lập tức nhường cho Văn Hiên cùng ở Uyển Nhi Thanh nhìn đến sự tình nói ra. Ở chỗ Văn Hiên cùng ở Uyển Nhi có chút khẩn trương đem sự tình tự thuật một lần sau đó Thủy Tử Yên lông mày trong nháy mắt nhanh nhíu lại. Người tự nói, mà đạo người không ở lại âm u hắn quỷ vực, dĩ nhiên xuất hiện tại chúng ta thiên vân thành, e sợ chuyện này có vấn đề. Diệp thần phong thuận miệng nói ra, dù sao thiên vân thành là các ngươi thủy gia địa bàn, các người thủy gia giải quyết một cái người trong ma đạo hẳn là không có vấn đề gì a à. diệp thần phong chỉ chỉ ở văn hiên cùng ở uyển nhi nói ra còn có hai người bọn họ được đuổi ra vu ra rồi các người thủy gia có thể hay không chứa chấp bọn hắn thủy tử yên vẫn là vô cùng cho diệp thần phong mặt mũi nàng nhìn ở văn hiên cùng ở uyển nhi nói ra hai người các người từ hôm nay trở đi các người chính là chúng ta thủy gia dòng chính nhất mạch người đợi lát nữa ta khiến người ta cho các ngươi tại thủy gia sắp xếp nơi ở à kinh nghỉ thực sự tới quá nhanh rồi ở văn hiên cùng ở uyển nhi trong nháy mắt hưng phấn không thể nói có thể trở thành thủy gia dòng chính nhất mạch người tuy rằng ở văn hiên cùng ở uyển nhi lúc trước chính là gia tộc thiếu gia cùng tiểu thư thế nhưng vu gia chỉ là một cái tiểu gia tộc có thể trở thành thủy gia dòng chính nhất mạch người đây đối với ở văn hiên cùng ở uyển nhi tới nói không thể nghi ngờ là mừng rỡ sự tình mà một bên ở gia gia chủ ở hưng hoa cùng đệ đệ của hắn ở hưng lập, hai người bọn họ rốt cục lộ ra vẻ hối hận, nhưng bọn họ hiện tại cũng không dám mở miệng. Thủy Tử Yên mở miệng nói ra, mộng hàm, người ở lại chỗ này bồi tiếp người diệp đại ca. Tiếp lấy, Thủy Tử Yên rồi hướng hồ một loại hồ hai, nói ra, hồ một, người lập tức cùng ta đồng thời về một chuyến thủy ra, hồ hai người bảo vệ tốt mộng hàm an toàn bộ. Nói xong, Thủy Tử Yên liền cùng Hồ Một vội vã rời đi Thủy Nguyệt Lầu. Trong bóng tối phụ trách Thủy Nguyệt Lầu an toàn bộ các loại biện pháp hoàng trung, hắn nhìn trên mặt đất được vả miệng, trưởng nửa chết nửa sống lâm kỳ hạo, trong lòng của hắn là nặng nề thở phào nhẹ nhóm, hắn vừa nãy may là không có đối với Diệp Thần Phong động thủ, hắn âm thầm quan sát Diệp Thần Phong, trong lòng của hắn đang suy đoán Diệp Thần Phong đến cùng là người thế nào. Tại Thủy Tử Yên cùng Hồ Một sau khi rời đi, thực khách chung quanh cũng gấp bận bịu rời khỏi. Diệp Thần Phong cũng không cần thiết cùng những tiểu nhân vật này chấp nhặt. Ở hưng hoa cùng ở hưng lập bọn hắn chậm chạp không hề rời đi, chính làm hai người bọn họ muốn mở miệng lúc nói chuyện. Ở Văn Hiên trước tiên mở miệng, ta và Uyển Nhi đã không phải là vu gia người rồi. Nhớ được hai người các ngươi mới vừa nói qua lời nói, còn có các ngươi phiến tại ta và Uyển Nhi trên mặt bàn tay. Ở Uyển Nhi cũng cắn môi, nói ra các ngươi không xứng làm cha của ta cùng tiểu thúc ở hưng hoa cùng ở hưng lập hiện tại hối hận ruột đều thanh bọn hắn biết ở văn hiên cùng ở uyển nhi một khi trở thành thủy gia dòng chính nhất mạch người này đối với bọn hắn vu gia tới nói là một cái cơ hội ngàn năm một thuở a hát ở chỗ hưng hoa cùng ở hưng lập còn muốn cứu vãn thời điểm diệp thần phong không nhịn được khoát tay áo một cái nói ra hai người các ngươi chả là nam nhân sao lời đã nói ra liền cho ta hảo hảo tuân thủ hay là nói các người muốn muốn vĩnh viễn ở lại chỗ này nghe vậy ở hưng hoa cùng ở hưng lập run lên một cái hai người bọn họ vội vội vàng vàng thối lui ra khỏi thủy nguyệt lầu diệp thần phong nhìn trên mặt đất cặp mắt vô thần lâm kỳ hảo đột nhiên có nhất cổ khí thế cường hãn xông vào thủy nguyệt trong lầu chỉ là thời gian một hơi thở một tên ăn mặc màu nâu trường sam lão đầu liền xuất hiện tại diệp thần phong đám người trước mặt lão đầu này liếc mắt nhìn trên mặt đất lâm kỳ hạo, trong con người của hắn tràn đầy lửa giận, trên người tản ra luân hồi cảnh tam trọng thiên đỉnh phong khí thế. ông lão này chính là thủy gia đại trưởng lão giang đồng đức rồi. vừa vặn lâm kỳ hạo được và miệng, đã có người lập tức đi thông chi thủy gia đại trưởng lão một mạch rồi. đại trưởng lão giang đồng đức trực tiếp tự mình chạy tới. lâm kỳ hạo là đại trưởng lão nhất mạch người, đinh gia cũng là đại trưởng lão nhất mạch người hiện tại Giang Đồng Đức Trả cũng không biết đinh ra bên trong xuất hiện người trong ma đạo, hắn chỉ biết là Lâm Kỳ Hạo được vả miệng, trường sống giờ chết dở, mà đinh ra gia chủ cùng thiếu chủ cũng đã bị chết ở tại Thủy Nguyệt Lầu, đây không thể nghi ngờ là trước mặt mọi người đánh hắn Giang Đồng Đức mặt. Thủy Tử Yên cùng Hồ Một chạy về Thủy Gia, mà Giang Đồng Đức chạy đến Thủy Nguyệt Lầu, bọn hắn song phương vừa vặn thác khai. Giang Đồng Đức ánh mắt hung tàn nhìn chằm chằm Thủy Mộng Hàm cùng Diệp Thần Phong, chất vấn, mộng hàm, các ngươi dòng chính một mạch đúng là cùng ta trở mặt sao. Thủy mộng hàm kéo diệp thần phong cánh tay, người không ý kỵ tí nào nói, đại trưởng lão, đinh ra bên trong xuất hiện người trong ma đạo, này lâm kỳ hạo dung túng người của đinh ra tại thủy nguyệt trong lầu gây sự, lẽ nào đại trưởng lão cũng cùng chuyện này có quan hệ. Nghe vậy, giang đồng đức lập tức biến sắc mặt, nếu như cùng người trong ma đạo dính líu quan hệ, đây cũng không phải là đùa giỡn, Giang Đồng Đức cũng không biết đinh ra bên trong lại còn có người trong ma đạo, hắn nếu như muốn đem sự tình làm lớn, e sợ những người khác sẽ cho rằng hắn Giang Đồng Đức cũng cùng người trong ma đạo có quan hệ. Cho nên, hiện tại Giang Đồng Đức chỉ có thể thanh khẩu khí này hướng về trong bụng nuốt, hắn nói ra, mộng hàm, xem ra ngươi là đúng là lớn rồi, học được uy hiếp lão đầu tử ta rồi. Giang Đồng Đức đem Lâm Kỳ Hạo nắm ở trong tay, hắn mang theo Lâm Kỳ Hạo rời khỏi Thủy Nguyệt Lầu xem ra giang đồng đức cũng không nhận ra diệp thần phong chính là giết hắn hai cái cháu trai hung thủ lúc trước giang đồng đức đại tôn tử giang tuấn năm cùng tiểu tôn tử giang tuấn hoa đã bị chết ở tại viễn cổ thần ma trong mộ địa dù sao lúc trước từ viễn cổ thần ma trong đất đi ra ngoài còn có giang mạc thiên đám người giang đồng đức nghe xong một phen sau đó hắn biết giết chết hắn cháu trai chính là cùng thủy tử yên thủy mộng hàm ở chung với nhau một tên tiểu tử hơn nữa tên tiểu tử kia vô cùng có khả năng đã chết tại trong di tích rồi cho nên, Giang Đồng Đức cũng dần dần thanh phẫn nộ chuyển đến thủy Gia dòng chính trên người. Tại Giang Đồng Đức quát lâm kỳ Hạo mang ra thủy nguyệt lầu, một đường hướng về thủy Gia đuổi lúc trở về. Miệng đã không ra hình thù gì lâm kỳ hạo, hắn khẩu bên trong mơ hồ không rõ mở miệng nói, lớn, đại trưởng lão, giết chết ngài hai cái cháu trai hung thủ khả năng còn chưa chết. Vừa vặn Thủy Mộng Hàm cùng Diệp Thần Phong lúc gặp mặt, Thủy Mộng Hàm nói một câu, Diệp Đại ca, ta liền biết ngươi cũng có thể từ trong di tích đi ra ngoài. Câu nói này được Lâm Kỳ Hạo nghe thấy được, này Lâm Kỳ Hạo tuy nói là một cái tiểu nhân, nhưng là tâm tư của hắn phi thường kín đáo, hắn cũng đại khái hiểu rõ Giang Tuấn Thiên cùng Giang Tuấn Hoa nguyên nhân cái chết. Cho nên, Lâm Kỳ Hạo mơ hồ suy đoán Diệp Thần Phong khả năng chính là giết chết Giang Tuấn Thiên cùng Giang Tuấn Hoa hung thủ. Xem ra thân phận của Diệp Thần Phong yếu tiết lộ, Chương 1622: Từ đầu đến đuôi yêu nghiệt. Thủy ra đại trưởng lão Giang Đồng Đức căn phòng bên trong. Tại vừa vặn Lâm Kỳ Hạo nói ra câu nói kia sau, Giang Đồng Đức lập tức đem Lâm Kỳ Hạo dẫn theo trở về, đồng thời giúp Lâm Kỳ Hạo xử lý một chút trên miệng thương thế, tối thiểu hiện tại Lâm Kỳ Hạo có thể rõ ràng nói chuyện. Lâm Kỳ Hạo đem tại Thủy Nguyệt trong lầu, Thủy Mộng Hàm nói với Diệp Thần Phong lời nói, hắn một lần nữa đối đại trưởng lão Giang Đồng Đức thuật lại một lần trước mặt mọi người được vả miệng, đây đối với Lâm Kỳ Hạo tới nói không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã, e sợ trong tương lai trong một đoạn thời gian, hắn sắp trở thành cả thiên vân thành chê cười. Mà Lâm Kỳ Hạo sở dĩ hội bị điên cuồng và miệng, đây cũng là bởi vì Diệp Thần Phong, cho nên Lâm Kỳ Hạo hận Diệp Thần Phong, hắn hận không thể đem Diệp Thần Phong rút gân lột ra. Lâm Kỳ Hạo như đầu chó xù như thế, hắn thận trọng nói ra, đại trưởng lão, Gần nhất trong vòng một năm Thủy Tử Yên cùng Thủy Mộng Hàm chỉ đi qua một chỗ trong di tích, mà từ Thủy Mộng Hàm trong lời nói ý tứ, tiểu tử kia có thể là giết chết tôn tử của ngài hung thủ. Ngồi trên ghế dựa đại trưởng Lão Giang Đồng Đức, hắn một mực trầm mặc không nói, hắn tại trong đầu thanh cả sự tình cân nhắc mấy lần sau đó hắn biết Lâm Kỳ Hạo nói không sai, Diệp Thần Phong rất có thể chính là giết hắn người cháu. Đối với Giang Đồng Đức tới nói thà rằng giết nhầm, không thể buông tha giang đồng đức dưới gối chỉ có giang tuấn thiên cùng giang tuấn hoa hai cái này cháu trai bây giờ hai cái cháu trai đều chết hết hắn một mực tại đè nén lửa giận trong lòng giang đồng đức trên người sát khí tràn ngập hắn cắn răng nói ra nghe nói chỗ kia di tích lối vào đã sớm phong bế tiểu tử kia lại vẫn không chết xem ra hắn chả thật không phải bình thường mạng lớn bất quá này rất tốt bởi vì ta có thể tự tay vì ta hai cái cháu trai báo thù Giang Đồng Đức trên mặt lộ ra giữ tợn điên cuồng, hắn tiếp tục tự nói, nếu như lần này thủy ra dòng chính một mạch, bọn hắn phải bảo vệ lời của tiểu tử đó, như vậy ta không ngại tới một lần lưỡng bại câu thương. Xem ra bây giờ nhất định phải muốn hảo hảo tính toán nữ một chút. Tại bởi vì Thủy Nguyệt Lầu trưởng quỹ Lâm Kỳ Hạo, Thủy gia đại trưởng lão Giang Đồng Đức đoán ra thân phận của Diệp Thần Phong lúc. Thủy Nguyệt trong lầu, ở Văn Hiên cùng ở Uyển Nhi tại Thủy Mộng Hàm An bài xuống, hai người bọn họ đã rời đi thủy nguyệt lầu rồi bọn hắn chính thức trở thành thủy gia dòng chính nhất mạch người có thể nói bởi vì diệp thần phong hai huynh muội này thân phận xảy ra biến hóa nghiêng trời tạo hóa cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong hồ hai hắn một mực cung kính đứng ở thủy mộng hàm phía sau về phần trong bóng tối phụ trách thủy nguyệt lầu an toàn bộ các loại biện pháp hoàng trung hắn cũng cung kính đứng ở một bên diệp thần phong là tùy ý ngồi ở nguyên bản trước bàn bởi vì người của Đinh ra tới quấy giày, hắn vừa vặn một bữa cơm vẫn không có chân chính ăn xong, nguyên bản Hoàng Trung muốn muốn an bài Diệp Thần Phong đi tầng thứ hai phòng khách ăn cơm. Bất quá, này trực tiếp được Diệp Thần Phong cự tuyệt, Diệp Thần Phong là một cái so sánh vì tính người, hắn cũng vừa hay ở chỗ này chờ chờ Thủy Tử Yên đến. Thủy Mộng Hàm ngồi ở một bên, người nhìn không chớp mắt nhìn xem Diệp Thần Phong, trên mặt của nàng trước sau mang theo nụ cười ngọt ngào. Lại một lát sau sau, Nước tím mẹ vội vội vàng vàng đi vào thủy nguyệt trong lầu, người tức giận liếc mắt nhìn chính nhàn nhã ăn cơm Diệp Thần Phong, nàng nói nói, "Đệ đệ, đinh ra bên trong xác thực có người trong ma đạo, bất quá, ông nội ta cùng phụ thân ta đồng thời động thủ, cuối cùng vẫn là được tên kia người trong ma đạo trốn." Tên kia người trong ma đạo thực lực tuy rằng không bằng ông nội ta, nhưng là của hắn chạy trốn bản lĩnh không bình thường, có người nói ông nội ta nói, tên kia người trong ma đạo cũng có chút danh tiếng hắn biệt hiệu gọi là quỷ diện nhà sư. Diệp thần phong không nghĩ tới thủy ra dòng chính một mạch ra tay, cuối cùng lại còn là được đinh ra cái kia người trong ma đạo trốn, hắn không nóng không lạnh lắc lắc đầu, dù sao hắn lần này cũng chỉ là đến nhắc nhở vừa xuống nước tử yên cùng thủy mộng hàm. Thủy tử yên chủ động ngồi ở diệp thần phong bên cạnh, người tới gần diệp thần phong, nhỏ giọng nói, đệ đệ, ta nghe nói vừa vặn đại trưởng lão tới bên này. Cũng còn tốt hắn cũng không nhận ra ngươi, nếu như cho hắn biết ngươi là giết hắn cháu trai hung thủ, sợ lo sự tình liền sẽ trở nên càng thêm phiền toái. Thủy Tử Yên bây giờ còn cũng không biết đại trưởng lão Giang Đồng Đức đã đoán được thân phận của Diệp Thần Phong rồi. Thủy Tử Yên tiếp tục nói, "Đệ đệ, lúc trước từ chỗ kia di tích sau khi đi ra, chúng ta cũng muốn đối đại trưởng lão một mạch động thủ, nhưng là đại trưởng lão một mạch đã thâm căn cố đế, ông nội ta thực lực cũng chỉ có luân hồi cảnh tam trọng thiên đỉnh phong." chỗ bằng vào chúng ta trong thời gian ngắn căn bản không nhúc nhích được đại trưởng lão một mạch. Bất quá, chúng ta thủy ra dòng chính nhất mạch lão tổ một mực tại bế quan, lão tổ hẳn là trong khoảng thời gian ngắn là có thể xuất quan, đến lúc đó lão tổ thực lực hẳn là đã đột phá đến niết bàn cảnh nhị trọng thiên rồi, có lão tổ ra tay, đại trưởng lão một mạch nhất định có thể nhổ tận gốc. Đúng rồi, đệ đệ, ông nội ta cùng phụ thân cũng đang chạy tới đây, bọn hắn cũng muốn làm mặt gặp ngươi một chút. Nói xong, nói xong, Thủy Tử Yên đôi mắt đẹp trong nháy mắt chừng lớn, từ vừa vặn đến bây giờ, Thủy Tử Yên một mực tại xử lý sự tình, người cũng không hề quá mức lưu ý Diệp Thần Phong thực lực. Bởi Diệp Thần Phong đột nhiên xuất hiện tại Thủy Nguyệt Lầu, liền đối Diệp Thần Phong có thể giết chết Đinh Gia gia chủ sự tình, vừa vặn cũng bị Thủy Tử Yên tạm thời không để ý đến, nhìn thấy Diệp Thần Phong, Thủy Tử Yên trong lòng vẫn là vô cùng mừng rỡ. Chuyện bây giờ đều xử lý xong, Thủy Tử Yên cảm ứng được Diệp Thần Phong trên người thực lực, này không khỏi làm cho nàng khiếp sợ vạn phần. Nhớ rõ Thủy Tử Yên lần thứ nhất cùng Diệp Thần Phong gặp phải thời điểm, lúc trước chính là trên trời Diệu Thành, Thủy Tử Yên lúc đó phụ trách thiên Diệu Thành tử vân sản đấu giá. Mà lúc ấy, Diệp Thần Phong thực lực chỉ có thông linh cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong tầng thứ, mà bây giờ mới bao lâu trôi qua. Diệp Thần Phong thực lực càng nhưng đã có tạo hóa cảnh nhất trọng thiên trung kỳ. Mà bây giờ Thủy Tử Yên cũng mới thần niệm cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong tầng thứ, người thực sự không nghĩ ra Diệp Thần Phong là như thế nào tăng cao thực lực. "Đệ đệ, thực lực của ngươi bây giờ tại tạo hóa cảnh nhất trọng thiên trung kỳ." Thủy Tử Yên mở miệng hỏi. Diệp Thần Phong tùy ý gật gật đầu, nói ra, "Đúng vậy, có vấn đề sao?" Thủy Tử Yên xem quái dị phải xem Diệp Thần Phong, mà Thủy Mộng Hàm cũng hơi chút hồi phục thần trí. Người một mực đắm chìm tại nhìn thấy Diệp Thần Phong mừng rỡ bên trong, người một cách tự nhiên cũng quên luôn rất nhiều chuyện. Thủy Mộng Hàm cũng một mặt sùng bái nhìn xem Diệp Thần Phong, hỏi: "Diệp đại ca, ngươi là làm sao tăng cao thực lực?" Một bên hồ hai cùng hoàng trung bọn họ là vẻ mặt nghi hoặc, Diệp Thần Phong bằng chừng ấy tuổi có thể có tạo hóa cảnh, vậy cũng là không sai thiên tài, nhưng là cùng nhất phẩm trong tông môn đỉnh cấp thiên tài so ra e sợ còn chưa đáng kể, những kia nhất phẩm trong tông môn đỉnh cấp thiên tài thực lực, hẳn lại yếu rất xa vượt qua Diệp Thần Phong. Thủy Tử Yên nhìn ra Hồ Hai cùng Hoàng Trung trong lòng nghi hoặc, người mở miệng nói, Hồ Hai, Hoàng Trung, có phải hay không các người không hiểu ta cùng mộng hàm tại sao phải như thế khiếp sợ. Cho là ta này đệ đệ bằng chừng ấy tuổi có thực lực như vậy, cũng không tính quá mức nghịch thiên. Hồ Hai cùng Hoàng Trung lẫn nhau lướt nhau một cái sau đó Hồ Hai gật đầu nói, Đại tiểu thư, hai tiểu thư, vậy ta Hồ Hai nói thật, ta không muốn tại đại tiểu thư cùng hai tiểu thư trước mặt nói dối, vị thiếu gia này cũng không cần trách tội của ta vô lễ. Hồ Hai dừng lại một chút sau đó hắn tiếp tục nói, những kia nhất phẩm trong tông môn người, e sợ cùng vị thiếu gia này như thế tuổi thiên tài, thực lực của bọn họ yếu vượt qua vị thiếu gia này. Nước tím mẹ cũng không hề tức giận, Như Thần Phong cũng không có sinh khí, ngược lại là thủy mộng hàm khó chịu nhô lên miệng đến. Thủy Tử Yên cười nói ta đến ngẫm lại, ta cùng vị này đệ đệ nhận thức thời gian dài bao lâu. Là năm tháng đâu này, vẫn là sáu tháng, hay hoặc giả là tám tháng. Dù sao ta lần thứ nhất cùng vị này đệ đệ gặp mặt, khoảng cách hiện tại khẳng định bất mãn một năm. Các ngươi biết ta lần thứ nhất cùng ta vị này đệ đệ gặp mặt, ta vị này đệ đệ tại thực lực ra sao sao. Ta đến ngẫm lại A-Hát, hắn lúc trước hẳn là tại thông linh cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong đi hả à, nghe được thủy tử yên hiểu rõ lời nói sau khởi điểm hồ hai cùng hoàng trung trả chưa kịp phản ứng đợi đến bọn hắn nghĩ thông suốt sự tình sau bọn hắn thân thể đột nhiên một cái run rẩy hồ hai mở miệng nói đại tiểu thư người không có cùng ta nói đùa sao thủy tử yên một mặt nghiêm túc nói hồ hai xuất hiện tại các ngươi trả cho là ta vị này đệ đệ chẳng có gì ghê gớm đấy sao thủy tử yên lời nói chẳng khác gì là thừa nhận Bản thân nàng vừa vặn nói đều là lời nói thật. Hồ Hai cùng Hoàng Trung đang xác định sự thực này sau, trong lòng bọn họ là hút vào hơi lạnh, bọn hắn cuối cùng cũng coi như rõ ràng tại sao Diệp Thần Phong phải nhận được Thủy Tử Yên cùng Thủy Mộng hàm yêu ái rồi, này Diệp Thần Phong rõ ràng chính là yêu nghiệt ma. Một cái từ đầu đến đuôi yêu nghiệt, một năm thời gian cũng chưa tới. Từ thông linh cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong khóa nhập tạo hóa cảnh nhất trọng thiên trung kỳ tầng thứ coi như là những kia nhất phẩm trong tông môn thiên tài, tại Diệp Thần Phong trước mặt chỉ sợ cũng chỉ là một cái dám rồi. Hồ Hai cùng Hoàng Trung vội vã cùng Diệp Thần Phong xin lỗi, mà Diệp Thần Phong chỉ là cực kỳ tùy ý khoát tay áo một cái. Nước tím mẹ trên mặt lúc này mới lại lộ ra nụ cười, không biết tại sao. Nàng chính là không thích nhìn thấy Diệp Thần Phong được những người khác coi thường. chương 1623, âm mưu, hợp tác, Thủy Nguyệt Lầu tầng thứ nhất, Tại hồ hai cùng Hoàng Trung dồn dập cho Diệp Thần Phong xin lỗi lúc. Một vị đầy mặt uy nghiêm lão đầu đi vào thủy nguyệt trong lầu, tại ông lão này phía sau trả đi theo một tên khí độ bất phàm đàn ông trung niên, này ánh mắt của hai người lập tức như ngừng lại Diệp Thần Phong trên người. Diệp Thần Phong cũng đón nhận này ánh mắt của hai người, hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác được, lão đầu này thực lực tại Luân hồi cảnh tam trọng thiên đỉnh phong, về phần một gã khác đàn ông trung niên Thực lực của hắn tại Luân hồi cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ. Lão đầu này chính là thủy gia gia chủ đương thời, đồng dạng cũng là nước tím mẹ cùng thủy mộng hàm gia gia, tên của hắn gọi là Thủy Hồng Phúc. Mà cùng sau lưng Thủy Hồng Phúc đàn ông trung niên, hắn chính là thủy tử yên cùng phụ thân của thủy mộng hàm nước dễ dàng phàm. Tại Diệp Thần Phong cảm giác được thực lực của đối phương lúc, Thủy Hồng Phúc cùng nước dễ dàng phàm cũng tương tự cảm thấy Diệp Thần Phong thực lực, hai người bọn họ trên mặt vẻ mặt hơi sững sờ. Lúc trước Thủy Tử Yên phụ trách Thiên Diệu Thành Tử Vân Sàn đấu giá lúc, Diệp Thần Phong luyện chế ra rất nhiều chữ vật giới chỉ bán cho Tử Vân Sàn đấu giá. Chuyện này Thủy Tử Yên tự nhiên không có ẩn giấu Thủy Hồng Phúc cùng nước dễ dàng phàm, trước đó hai người bọn họ cũng đại khái từ Thủy Tử Yên khẩu bên trong hiểu được Diệp Thần Phong thực lực. Sau đó viễn cổ thần ma nghĩa địa một chuyện, Thủy Tử Yên cùng Thủy Mộng Hàm đương nhiên cũng không có che giấu. Thủy Hồng Phúc cùng nước dễ dàng phàm lúc đó cho rằng Diệp Thần Phong đã bị chết ở tại di tích bên trong, bọn hắn tâm yếu mặt trả một trận tiếc hận đây. Dù sao Diệp Thần Phong luyện chế ra tới chư vật giới chỉ, quả thực so với luyện khí tông sản xuất tốt hơn rất nhiều, tuy rằng bao quát thủy tử yên ở bên trong, Thủy Hồng Phúc bọn người không rõ ràng Diệp Thần Phong luyện khí trình độ, nhưng bọn họ vững tin Diệp Thần Phong luyện khí trình độ sẽ không kém đi nơi nào. Đầy mặt uy nghiêm Thủy Hồng Phúc trên mặt hắn lộ ra nụ cười hòa ái, hắn nhanh chân hướng về Diệp Thần Phong đám người đi đến, hắn nhìn xem Thủy Tử Yên nói ra tím mẹ, người có thể không thành thực a hát. Vị tiểu hữu này phải là Diệp Thần Phong đi nha. Diệp tiểu hữu thực lực hôm nay rõ ràng đã có tạo hóa cảnh nhất trọng thiên trung kỳ rồi. Thủy Tử Yên cười giải thích ra ra, ta đây đệ đệ căn bản không thể đủ lẽ thường đi so sánh hắn, ta lần thứ nhất thấy đến hắn thời điểm, hắn thật sự chỉ có thông linh cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong tầng thứ, này vẫn chưa tới một năm này, hắn dĩ nhiên cũng đã đến tạo hóa cảnh nhất trọng thiên trung kỳ rồi. Khi nghe đến Thủy Tử Yên giải thích tại sau đó Thủy Hồng Phúc cùng nước dễ dàng phàm trong lòng đột nhiên một cái lộp bộp, một năm không tới thời gian, từ thông linh cảnh bước vào tạo hóa cảnh, bực này tu luyện tư chất quả thực không thể tưởng tượng nổi, lại tăng thêm diệp thần phong chính là là một gã luyện khí sư thủy hồng phúc cùng nước dễ dàng phàm bắt đầu chăm chú đối xử diệp thần phong rồi thủy hồng phúc đối với bên cạnh mũi trung nói ra hoàng trung mở ra thiên tự số một phòng khách ta muốn hảo hảo cảm tạ thịnh tạ diệp tiểu hữu hoàng trung hơi sướng sờ sau đó hắn liền vội vàng gật đầu đáp lại vội vội vàng vàng đi chuẩn bị thủy hồng phúc cùng nước dễ dàng phàm phân biệt tự giới thiệu mình một phen sau Thủy Hồng Phúc nói ra, Diệp tiểu Hữu, thế nào? Cho lão đầu tử ta một bộ mặt, để ta mời người uống chén rượu nhạt làm sao? Chính là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, lại nói có Thủy Tử Yên cùng Thủy Mộng Hàm cái tầng quan hệ này, Diệp Thần Phong ngược lại cũng không tiện cự tuyệt rồi, hắn cực kỳ tùy ý nói ra, lão gia tử, được rồi, ta liền cùng ngươi uống vài chén rượu. Thủy Hồng Phúc nụ cười trên mặt càng thêm rõ ràng, hắn gật đầu nói, không tệ, không tệ. Diệp Tiểu Hữu rất đúng lão đầu tử ta khẩu vị a hát. Ta cháu gái nhỏ nhưng là thường thường nhắc lên người đây. Đi thôi, chúng ta cùng tiến lên lầu 3. Tại Thủy Hồng Phúc cùng nước dễ dàng phàm dẫn dắt đi, Diệp Thần Phong đám người đi vào tầng thứ ba thiên tự số một phòng khách. Đi vào thiên tự số một phòng khách, dùng hai chữ hình dung là xa xỉ, dùng ba chữ hình dung thật là xa xỉ, dùng bốn chữ hình dung là cực kỳ xa xỉ. Hôm nay chữ số một phòng khách từ trang sức đến chung quanh bố trí khiến người ta hầu như chọn không xảy ra bất cứ vấn đề gì đến. Trên mặt đất bày ra quý giá yêu thú gia thú chế thành thảm, tại bao xương chính giữa lại vẫn bố trí một cái tụ linh trận, có thể biên độ nhỏ thanh linh khí hội tụ đến trong căn phòng này đến. Chả có cái này phòng khách chung quanh bài biện cũng đều cực kỳ không bình thường, khắp nơi đều tiết lộ ra hoa lệ hai chữ. Thủy mộng hàm sát vào Diệp Thần Phong, người nhỏ giọng nói, Diệp Đại Ca, hôm nay chữ số một phòng khách bình thường không đối với bất kỳ người nào cởi mở đây. Liền ngay cả ta cùng tỷ tỷ cũng không có thể tùy tiện vào đến. Trên đất huyền giới tuy rằng rất nhiều nơi đều có thủy nguyệt lầu chi nhánh, thế nhưng thiên tự số một phòng khách duy nhất nơi này mới có. Diệp thần phong là lặng lẽ gật gật đầu, xem ra thủy hồng phúc cùng nước dễ dàng phàm rất là coi trọng hắn, bằng không bọn hắn tuyệt đối sẽ không mở ra thiên tự số một bao xương rồi. Mộng hàm, người trước không nên quấn lấy Diệp Tiểu Hữu rồi, nếu như người thật sự yêu thích Diệp không phát, mà Diệp Tiểu Hữu cũng thích ngươi, như vậy ta ngược lại thật ra không phản đối việc hôn sự này. Thủy Hồng Phúc mang theo đùa giỡn ngữ khi nói ra, này làm cho Thủy Mộng Hàm là ngượng ngùng đi qua một bên, bất quá, trong lòng nàng lại là một trận vui sướng. Thủy Hồng Phúc cùng nước dễ dàng phàm tự mình bắt chuyện Diệp Thần Phong vào chỗ rồi, dưới cái nhìn của bọn họ Diệp Thần Phong người trẻ tuổi này tiềm lực vô hạn, còn nữa tại Viễn Cổ Thần Ma trong mộ địa chính là Diệp Thần Phong cứu thủy tử Yên cùng thủy mộng Hàm, bất kể như thế nào, thủy hồng phúc cùng nước dễ dàng phàm vẫn là muốn hảo hảo hướng về Diệp Thần Phong nói cảm ơn. Tại tất cả mọi người vào chỗ sau các loại mỹ vị món ngon rất nhanh sẽ dọn lên bàn. Thủy hồng phúc hướng về Diệp Thần Phong giơ chén rượu lên, nói ra, Diệp tiểu hữu làm cảm tạ ngươi khi đó thanh cái kia cỡ nào chữ vật giới chỉ bán cho chúng ta tử vân sàn đấu giá cũng rất cảm tạ ngươi tại trong di tích đã cứu ta hai cái tôn nữ. Còn có hôm nay nếu không phải ngươi thông báo, chúng ta còn không biết đinh ra trà trộn nhập ma đạo người trong. Một chén rượu này, lão đầu tử ta uống trước rồi nói. Thủy Hồng Phúc trực tiếp uống một ngụm hết sạch, hắn thân là thủy gia gia chủ, hơn nửa tuổi đã cao, có thể thanh kiêu căng hoàn toàn buông ra, chính là phi thường khó được sự tình. Cho nên, Diệp Thần Phong đương nhiên sẽ không dài dòng, hắn cũng uống một ngụm hết sạch một chén rượu tiếp lấy nước dễ dàng phàm cũng cực kỳ khách khí cùng diệp thần phong hàn huyên một phen sau hai người bọn họ cũng đúng uống một chén không biết diệp tiểu hữu dự định tại thiên vân thành lưu lại thời gian bao lâu đang uống mấy chén rượu sau đó thủy hồng phúc mở miệng hỏi diệp thần phong còn muốn về một chuyến diệp môn sau chả muốn đi vào long nguyên bí cảnh bên trong hắn không muốn ở chỗ này làm lỡ thời gian hắn hồi đáp ta sau đó muốn đi. Nghe vậy, Thủy Mộng Hàm trên mặt lập tức lộ ra không bỏ, mà Thủy Tử Yên đôi mắt đẹp bên trong cũng tránh qua một vệt u oán. Thủy Hồng Phúc cười nói, Diệp Tiểu Hữu ngày mai chúng ta thiên vân thành tử vân sản đấu giá có một cuộc bán đấu giá, Diệp Tiểu Hữu ngươi cũng không cần vội vã đi, có lẽ đấu giá hội bên trên trả mũi ngươi xem thượng đồ vật đây. Thủy Mộng Hàm cũng vội vàng nói, đúng vậy, Diệp Đại ca, Ngươi liền lưu lại ở một buổi chiều đi. Về Diệp môn, lại tiến vào Long Nguyên bí cảnh, Diệp thần phong thời gian cũng vẫn tính là đầy đủ, tại Thiên Vân Thành lưu lại một ngày cũng không có vấn đề quá lớn, cuối cùng hắn vẫn là đáp ứng, hắn cũng vừa hay nhìn xem đấu giá hội bên trên có hay không thứ mà hắn cần. Thấy Diệp thần phong đáp ứng lưu lại sau một ngày, trên bàn rượu bầu không khí lần thứ hai trở nên trở nên sống động. Màn đêm chậm rãi chậm lại thủy gia đại trưởng lão Giang Đồng Đức không riêng tại thủy gia có nơi ở, tại Thiên Vân Thành những nơi khác cũng có một tòa trang viên. Kể từ cùng thủy gia dòng chính một mạch làm lộn tung lên, sau đó Giang Đồng Đức liền chuyển ra thủy gia loại này. Giang lại Đức căn phòng bên trong, trên bàn ánh nến đung đưa, Giang Đồng Đức đầy mặt che lấp ngồi ở trên mặt ghế, hắn đã vừa mới nghe nói Diệp Thần Phong tiến vào thủy gia, xem ra thủy gia xác thực cùng Diệp Thần Phong quan hệ không bình thường. Giang Đồng Đức hai con bàn tay gầy guộc trong nháy mắt nắm thành quyền đầu, hắn chả không nghĩ tới một cái vẹn toàn phương pháp xử lý, thế nhưng hắn cháu trai nợ máu lại không thể đủ không báo. Kẹt kẹt, một tiếng, cửa phòng đột nhiên chính mình mở ra rồi, một trận gió lạnh rót vào bên trong căn phòng, trên bàn ánh nến lay động càng thêm lợi hại rồi, phảng phất bất cứ lúc nào đều phải dập tắt. Giang Đồng Đức vẻ mặt trong nháy mắt ngưng trọng lên, khẩu bên trong quát lên, là ai? Sức tiếng, một vệt bóng đen xuất hiện tại Giang Đồng Đức trước mặt, một tấm cực kỳ buồn nôn mặt làm nổi bật ở dưới ánh nến. Này dung nhan cực kỳ buồn nôn chính là một ông lão, tóc trên đầu hắn toàn bộ được cạo sạch, mặc trên người một cái màu đen tăng bào. Này buồn nôn lão đầu chắp tay trước ngực, thanh âm hắn có phần khàn giọng nói, thí chủ, bần tăng quỷ diện tối nay tới có việc thương lượng. Này buồn nôn lão đầu không phải là đinh ra cái kia người trong ma đạo quỷ diện nhà sư ma. Quỷ diện nhà sư tiếp tục nói: "Đại trưởng lão, ta nhưng nghe nói ngươi và Thủy gia dòng chính một mạch bất hòa, Thủy gia dòng chính nhất mạch lão tổ bế quan sợ rằng cũng phải đi ra, đến lúc đó chính là các ngươi nhất mạch giờ chết, nếu có Bần tăng giúp đỡ, như vậy tại Thủy gia lão tổ xuất quan trước đó, ngươi là có thể đem Thủy gia dòng chính một mạch hoàn toàn diệt trừ." Bần tăng đêm nay đến thăm là muốn cùng thí chủ ngươi hợp tác, ai bảo Thủy gia dòng chính một mạch chọc tới Bần tăng trên đầu tới đây này? audio điện tử võ tấn bền Chương 1624, viễn cổ cấm chế. Quỷ diện nhà sư trưởng Khống Thiên Vân thành Đinh gia cũng có một đoạn thời gian. Đinh gia lấy tư cách đại trưởng lão nhất mạch người, Đinh gia tự nhiên cũng đi hiểu thủy gia bây giờ chỗ thế. Thủy gia dòng chính một mạch cùng đại trưởng lão nhất mạch mâu thuẫn, còn có thủy gia dòng chính một mạch lão tổ đang lúc bế quan sự tình quỷ diện nhà sư là trước kia từ đinh ra ra chủ khẩu bên trong hiểu được đến. Quỷ này mặt nhà sư đi nổi danh thù dai, hắn nguyên vốn có thể trốn ở đinh ra bên trong, an an tâm tâm tu luyện mê muội công, chờ đợi ma đế huyết thiên thức tỉnh ngày, nhưng tất cả những thứ này đều bị thủy ra dòng chính một mạch quấy dày rồi. Quỷ diện nhà sư chả nghe nói, hành tung của hắn là bị cùng ở Văn Hiên, ở Uyển Nhi ở chung với nhau một tên tiểu tử cho vạch trần, Quỷ diện nhà sư căn bản núi không trôi khẩu khí này, hắn trang điểm mặc dù là nhà sư dáng dấp, thế nhưng hắn cũng không có nhà sư cần phải có lòng giả từ bi. Bên trong gian phòng yên tĩnh, tia sáng có vẻ hơi tối tăm, chỉ có yếu ớt ánh nến không ngừng nhúc nhích. Quỷ diện nhà sư thấy Giang Tiểu Đức sắc mặt liên tục biến đổi, hắn lại mở miệng nói: "Thí chủ, Bần tăng mặc dù là người trong ma đạo, thực lực cũng không bằng ngươi, thế nhưng thí chủ ngươi muốn cầm nã ta, cái kia là căn bản không thể nào." nếu như thí chủ không muốn hợp tác, như vậy bần tăng không thể làm gì khác hơn là rời đi. Quỷ diện nhà sư tỷ hơi dừng lại, nói tiếp chỉ bất quá thí chủ nhất mạch người, e sợ cũng không có bao nhiêu tháng ngày tốt sống, thủy ra dòng chính nhất mạch lão tổ vừa xuất quan, thí chủ một mạch nhất định được nhổ tận gốc. Nếu như thí chủ nguyện ý hợp tác, như vậy tại tương lai cho dù thủy ra dòng chính nhất mạch lão tổ xuất quan, ta cũng có thể tự mình đi mời ma đạo cường xem ra trợ trận, nhưng là lúc sau thí chủ nhất định muốn toàn bộ nghe ta, đây chính là ta hợp tác với người điều kiện. Ngồi trên ghế dựa giang đồng đức, ánh mắt của hắn lấp lóe không yên, hắn biết theo dựa vào năng lực của mình, hắn muốn diệt trừ thủy ra dòng chính một mạch, chính là phi thường khó khăn, nếu có quỷ diện nhà sư trợ giúp, như vậy là hắn có thể đủ nhẹ nhõm giết chết nước ra gia chủ. Còn nữa, quỷ diện nhà sư nói không sai, thủy ra dòng chính nhất mạch lão tổ một khi xuất quan, đến lúc đó nhất định là hắn giang đồng đức nhất mạch giờ chết, chẳng bằng cùng quỷ này mặt nhà sư hợp tác, đây là bây giờ một cái biện pháp tốt nhất rồi. Giang đồng đức trải qua một phen giấy ruộa sau đó nội tâm hắn hoàn toàn kiên định xuống, hắn nhất định muốn để Diệp Thần Phong giết hắn nhất định muốn để thủy ra dòng chính nhất mạch người chết. Được, ta đáp ứng hợp tác với ngươi. Giang đồng đức cuối cùng nhất vẫn là đáp ứng xuống, chắp tay trước ngực quỷ diện nhà sư, hắn buồn nôn trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, nói ra, rất tốt, ta tin tưởng tương lai ngươi sẽ vì hôm nay lựa chọn mà cảm thấy may mắn. Người đầu tiên giúp ta đi thu thập một ít nữ tử, thực lực càng cao càng tốt, ta tu luyện công pháp là phải dựa vào nữ nhân tăng lên. Nói xong, quỷ diện nhà sư lộ ra uy nghiêm đáng sợ răng trắng, hắn thâm trầm nhìn chằm chằm giang đồng đức, cười nói, bần tăng hy vọng ngươi không cần động bất kỳ lệch ra suy nghĩ, Bằng không một khi bần tăng đem người hợp tác với ta tin tức công bố, người sắp trở thành hết thảy người trong chính đạo truy sát mục tiêu. Giang đồng đức phẩn đục con người vi vi ngưng lại, con người của hắn đột nhiên co rút lại, sát theo đó, hắn lập tức lại buông lỏng thân thể, hắn mở miệng nói, nếu hợp tác với người rồi, như vậy ta liền hội tuân thủ ước định giữa chúng ta. Như vậy mới phải, như vậy mới phải, người ý định lúc nào động thủ. Quỷ diện nhà sư hỏi Giang Đồng Đức hồi đáp, đương nhiên là càng sớm càng tốt rồi, không bằng đợi ngày mai một cuộc bán đấu giá sau khi kết thúc, chúng ta lập tức tự đối thủy ra dòng chính nhất mạch người động thủ làm sao. Quỷ diện nhà sư không có phản đối gật gật đầu, nói ra tất cả do ngươi sắp xếp, dù sao ta liên thủ với ngươi, muốn đối phó nước ra gia chủ là phi thường nhẹ nhõm rồi, về phần nước ra gia chủ nhi tử chỉ có luân hồi cảnh nhất trọng thiên, này đối với chúng ta mà nói căn bản không đáng sợ, theo ta sẽ giải thích hủy ra dòng chính một mạch hẳn không có còn lại luân hồi cảnh cao thủ. Chân trời dần dần dâng lên một vệt ngân bạch sắc, một vòng mặt trời mới mọc chậm rãi bay lên, một ngày mới lại bắt đầu. Thiên vân thành thủy ra một chỗ trong sân, diệp thần phong giãn ra một thoáng thân thể, tối hôm qua hắn sẽ ngủ ở chỗ này sân trong phòng. Đối với thủy gia đại trưởng lão Giang Đồng Đức cùng quỷ diện nhà sư chuyện hợp tác, Diệp thần phong cùng với thủy Gia dòng chính nhất mạch người chả không chút nào biết. Diệp đại ca, tiểu nhu hôm nay muốn chính mình ra ngoài đi một chút được không? Ta khoảng thời gian này vừa vận tìm tòi ra một loại mới chiêu thức, yêu cầu tìm một chỗ tu luyện một cái. Tại diệp đại ca bên trong tiểu thế giới, ta cũng không thể làm phá hoại. Bạch tiểu nhu trơ mắt nhìn diệp thần phong, tối hôm qua diệp thần phong tiến vào một chuyến hỗn độn nhẫn bên trong tiểu thế giới lâm hân di cùng hạ tử ninh là trung đụng rất tốt nhưng bạch tiểu nhu trời sinh có một loại ngạo khí tận trong xương tủy khí khả năng này là vì bạch tiểu nhu chính là sư vương nhất mạch công chúa đi sau đó tối hôm qua diệp thần phong yếu từ tiểu thế giới bên trong đi ra bạch tiểu nhu liền quấn lấy diệp thần phong dẫn nàng cùng đi ra đến không có lựa chọn nào khác diệp thần phong hắn chỉ có thể làm cho bạch tiểu nhu cũng đi ra cùng với thiên vân thành tử vân sàn đấu giá buổi đấu giá yếu đến tối mới cử hành bạch tiểu nhu thực lực cũng có luân hồi cảnh tam trọng thiên sơ kỳ để bạch tiểu nhu một người ra ngoài hẳn là làm không tồn tại an toàn bộ vấn đề thế là diệp thần phong liền gật đầu nói tiểu nhu vậy ngươi nhớ rõ buổi tối nhất định phải về tới nơi này ta sẽ không ở thiên vân thành lưu lại quá lâu biết rồi diệp đại ca bạch tiểu nhu thân mật hô tiếp lấy bạch tiểu nhu trong gân mạch linh khí dòng sông vận chuyển người của nàng thể trong nháy mắt hướng về trên bầu trời bay đi chỉ là mấy cái trong chớp mắt liền biến mất ở Diệp Thần Phong trong tầm mắt. Tại Bạch Tiểu Nhu rời đi không bao lâu sau đó Thủy Mộng Hàm liền đến tìm Diệp Thần Phong đi ăn điểm tâm rồi. Tuy nhiên đối với tu luyện xem ra không ăn cơm cũng không có vấn đề, nhưng đây là một loại tập thói quen vấn đề, ăn cơm có lúc cũng là một sự hưởng thụ. Bởi buổi đấu giá yếu ở buổi tối mới cử hành, tại sau khi ăn điểm tâm xong, nước ra gia chủ Thủy Hồng Phúc hắn đề nghị trước tiên mang Diệp Thần Phong đi thiên vân thành tử vân sản đấu giá tham quan tham quan. Thế là tại Thủy Hồng Phúc cùng con trai của hắn nước dễ dàng phàm dẫn dắt đi, còn có tại Thủy Tử Yên cùng Thủy Mộng Hàm cùng đi, Diệp Thần Phong đi theo hướng về thiên vân thành tử vân sản đấu giá đi đến. Tử vân sản đấu giá cũng là thủy gia trọng yếu sản nghiệp một trong. Trên đất huyền giới cái rất nhiều tu luyện người trong thành trì đều có tử vân sản đấu giá chi nhánh thiên vân thành lấy tư cách thủy ra đại bản doanh nơi này tử vân sàn đấu giá đương nhiên là xa hoa nhất được rồi tại thủy hồng phúc cùng nước dễ dàng phàm dưới sự hướng dẫn diệp thần phong thủy tử yên cùng thủy mộng hàm đi vào tử vân sàn đấu giá rất nhiều dòng chính nhất mạch người chính đang bố trí buổi tối buổi đấu giá hiện trường tại nhìn thấy thủy hồng phúc đám người sau bọn hắn liền vội cung kính chào hỏi bọn hắn cũng dồn rập suy đoán diệp thần phong rốt cuộc là ai lại có thể để nước ra ra chủ thủy hồng phúc tự mình cùng đi tại tử vân trong phòng đấu giá đại khái đi dạo một vòng mấy lúc sau thủy hồng phúc cùng nước dễ dàng phàm đem diệp thần phong dẫn tới tử vân sản đấu giá tận cùng bên trong hiện ra tại diệp thần phong trước mặt là vỗ một cái cửa đá khổng lồ thủy hồng phúc giới thiệu diệp tiểu hữu này cửa đá sau lưng căn phòng chính là lưu trữ mỗi lần yếu bán đấu giá vật phẩm nếu ta cùng tiểu hữu người có duyên như vậy không cần chờ buổi đấu giá bắt đầu, bên trong nếu có tiểu hữu ngươi xem bên trong vật phẩm, nhỏ như vậy hữu ngươi cứ việc cầm đi là tốt rồi. Mặc dù có rất nhiều vật phẩm là còn lại tu luyện người ủy thác tử vân sàn đấu giá bán đấu giá, nhưng mà nếu như tử vân sàn đấu giá cho bọn họ một cái thích hợp giá tiền, cho dù không lấy ra bán đấu giá, những kia tu luyện người cũng sẽ không nói gì nhiều. Thủy Hồng Phúc từ trong lòng lấy ra một khối màu xanh sẫm ngọc bội, hắn đem ngọc bội để vào cửa đá lõm hỏng bét bên trong trên cửa đá nhất thời ánh sáng tỏa ra két một tiếng chỉnh phiến dày nặng cửa đá từ từ mở ra thủy hồng phúc giải thích diệp tiểu hiếu nếu như không có khối ngọc bội này lời nói như vậy cho dù niết bàn cảnh tam trọng thiên cao thủ cũng đừng hòng muốn mở ra này phiến cửa đá xem ra thủy hồng phúc hoàn toàn không coi diệp thần phong là làm người ngoài thủy hồng phúc cùng nước dễ dàng phàm dẫn trước tiên đi vào sau đó tại thủy tử yên cùng thủy mộng hàm cùng đi diệp thần phong cũng đi vào cửa đá bên trong thủy hồng phúc nói ra diệp tiểu hữu ngươi nhìn kỹ một chút đi có ngươi vừa ý vật phẩm sao nếu đến rồi như vậy diệp thần phong cũng không làm kiêu hắn đại khái quét mắt một lần phần lớn đồ vật hắn đều không có hứng thú dù sao lúc trước diệp thần phong tại viễn cổ thần ma trong mộ địa hắn nhưng là rời chống huyết hồn tộc bảo khố, của cải của hắn yếu bỏ qua thủy ra tốt mấy con phố đây. Chính lúc Diệp Thần Phong yếu không có hứng thú thời điểm, lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh mở miệng, tiểu ra hỏa, đi xem xem dưới góc trái đổ nơi đó. Nghe vậy, Diệp Thần Phong liền đi tới, chỉ thấy tại dưới góc trái địa phương, để đó một cái giày nặng cổ điển hình chữ nhật hộp, trên cái hộp che kín cho bụi. Cần phải có một thời gian thật dài không có ai chạm qua chiếc hộp này rồi. Thủy Hồng Phúc thấy thế, hắn mở miệng nói: Diệp Tiểu Hiếu, cái này dày nặng hình chữ nhật hộp là chúng ta thủy gia tổ truyền xuống. Bất quá, bất luận ai cũng không mở ra chiếc hộp này. Lúc trước thậm chí có nhất phẩm tông môn cường xem ra qua, nhưng bọn họ đối chiếc hộp này cũng không có biện pháp chút nào, cũng không biết trong cái hộp này đến cùng có những gì. Lâu dần, chiếc hộp này đã bị tạm thời đặt ở nơi này. Cho dù bên trong có bảo vật, nếu như không mở ra cũng là không làm nên chuyện gì huống chi bất kỳ cao thủ cũng đều không có cảm giác đi ra, trong hộp có những gì đặc thù bảo vật. Lão Bạch Ngô Phong rối rảnh thanh âm lần nữa vang lên, bọn hắn những người này đương nhiên là không cách nào mở ra chiếc hộp này, chiếc hộp này trên có viễn cổ cấm chế, nếu như không hiểu được phá tan cấm chế phương pháp, coi như là niết bàn cảnh ngũ trọng thiên cao thủ cũng không cách nào mở hộp ra. Tiểu gia hỏa, trong cái hộp này khẳng định có quái lạ, người nhất định phải đem chiếc hộp này chiếm được, về phần phá tan viễn cổ cấm chế sự tình, giao cho ta cùng lão hắc là được rồi. chương 1625, khiến hắn sống không bằng chết. Đang nghe xong lão bạch ngô phong dỗi rảnh lời nói sau. Diệp thần phong ngồi xổm xuống thân tử, hắn đem cổ điển dày nặng hình chữ nhật trên cái hộp cho bụi cho xóa đi một ít, chỉ thấy cái này hình chữ nhật hộp là hiện lên màu đỏ, tại hộp mặt ngoài khắc họa rậm rạp chẳng chịt hoa văn dù sao Diệp Thần Phong là xem không hiểu những này hoa văn ý nghĩa, những này rậm rạp chẳng chịt hoa văn phải là lão bạch chỗ nói viễn cổ cấm chế đi. Có lẽ là bởi vì viễn cổ cấm chế nguyên nhân, Diệp Thần Phong đưa tay đặt tại trên cái hộp, hắn chút nào cảm giác không ra trong hộp bộ động tính, xem ra chỉ có đem hộp mở ra sau đó mới có thể chứng kiến trong hộp bộ mặt thật rồi. Nước tím mẹ cùng thủy mộng hàm ra ra thủy hồng phúc, hắn nhìn thấy Diệp Thần Phong cử động sau đó hắn nói ra, Diệp tiểu hữu chiếc hộp này chính là chúng ta thủy ra tổ truyền xuống, nếu như ngươi ưa thích lời nói, như vậy chiếc hộp này liền đưa cho ngươi đi. Dù sao cũng không ai có thể mở ra chiếc hộp này. Ngược lại, Thủy Hồng Phúc trên mặt lại lộ ra một vệt rảo hoạt vẻ mặt, nói ra, bất quá, Diệp Tiểu Hữu tuy rằng chiếc hộp này không cách nào mở ra, nhưng dù sao cũng là tổ truyền xuống, nguyên bản ta định cho cháu gái của ta làm đồ cưới. Nếu Diệp Tiểu Hữu nguyện ý nhận lấy chiếc hộp này, như vậy mọi người về sau đều là người một nhà. Này Thủy Hồng Phúc lời nói nói mơ mơ hồ hồ, kỳ thực cái này không cách nào mở ra hộp, trước đó đều nhanh cũng bị Thủy Hồng Phúc chính mình đã quên, bây giờ Diệp Thần Phong nhìn chúng chiếc hộp này, như vậy Thủy Hồng Phúc không bằng đến một cái biết thời biết thế đây. Vì cháu gái của mình hạnh phúc thật tốt mưu tính mưu tính. Thủy Hồng Phúc đối Diệp Thần Phong người trẻ tuổi này là cực kỳ thỏa mãn, tạm thời không nói đến Diệp Thần Phong luyện khí trình độ đã tới cái gì tầng thứ. Dựa vào Diệp Thần Phong tại một năm không tới thời gian trong, thực lực từ thông linh cảnh bước vào tạo hóa cảnh, vậy thì đầy đủ làm hắn thủy hồng phúc cháu rể. Tại bây giờ thủy ra bên trong, tu luyện tư chất nhân vật thiên tài hầu như không có, bây giờ thủy ra dựa vào là đang lúc bế quan lão tổ, bọn hắn mới miễn cưỡng duy trì tại tứ phẩm tông môn phạm trù, Tại Thủy Hồng Phúc trong mắt tương lai Diệp Thần Phong tại tu luyện một đường thượng thành tựu tuyệt đối phi phàm, huống chi Diệp Thần Phong trả là một gã luyện khí sư, bất quá, Thủy Hồng Phúc cũng không có không ngại ngùng hỏi, Diệp Thần Phong bây giờ cầu khẩn đáy ngọn nguồn là cái gì phẩm bậc luyện khí sư? Nếu để cho Thủy Hồng Phúc biết Diệp Thần Phong chính là ngũ phẩm luyện khí sư lời nói, chỉ sợ hắn trực tiếp hội cuộc Diệp Thần Phong cùng hắn cháu gái nhỏ Thủy Mộng Hàm kết hôn rồi. Nếu để cho Thủy Hồng Phúc biết Diệp Thần Phong vẫn là tứ phẩm luyện dược sư lời nói, e là cho dù khiến hắn thanh hai cái tôn nữ đều gả cho Diệp Thần Phong cũng nguyện ý, hay là lão đầu này còn có thể để Diệp Thần Phong cùng hắn tôn nữ của mình đi tới một gạo nấu thành cơm. Một bên Thủy Mộng Hàm nghe được ra ra mình lời nói sau, nàng là thẹn thùng cắn môi, người biết ra ra của nàng tự nhiên là tại tác hợp nàng và Diệp Thần Phong rồi. Về phần Thủy Tử Yên trên mặt tuy rằng chả mang theo nụ cười, nhưng trong lòng nàng tổng có một tia cảm giác khó chịu lẽ nào người cũng đúng diệp thần phong có hảo cảm bất quá này một tia hảo cảm hay là liền thủy tử yên chính mình cũng không có phát hiện yếu khạc diệp thần phong khá là lúng túng ho khan hai tiếng trước mặt cái này cổ điển hộp hắn là nhất định muốn lấy tới tay hắn trực tiếp đem hộp thu nhập hỗn độn trong chiếc nhẫn ra vẻ nghe không hiểu thủy hồng phúc lời nói hắn cười ha hả nói ra thủy lão gia tử vậy ta cảm ơn người đưa cái này tổ truyền hộp tặng cho ta thủy hồng phúc cười nói diệp tiểu hữu không cần khách khí về sau tất cả mọi người là người một nhà ma diệp thần phong là chỉ coi không nghe thấy đi ra ngoài hắn cũng không gấp để lão bạch cùng lão hắc lập tức phá mở hộp thượng viễn cổ cấm chế bởi buổi đấu giá yếu đến tối mới cử hành cho nên thủy tử yên cùng thủy mộng hàm cùng diệp thần phong tại thiên vân trong thành đi dạo một ngày từ khi diệp thần phong nhận cái kia thủy ra tổ truyền hộp sau đó thủy mộng hàm nhìn về phía diệp thần phong ánh mắt chính là tình ý nồng nặc rất nhanh màn đêm tự trầm chậm, chậm chậm lại thiên vân thành tử vân sàn đấu giá bắt đầu náo nhiệt tử vân sàn đấu giá lầu hai một gian phòng khách quý bên trong thủy tử yên cùng thủy mộng hàm bồi tiếp diệp thần phong diệp thần phong đã xem qua hôm nay yếu bán đấu giá vật phẩm rồi hắn đối những món đồ này đều không có hứng thú Nguyên bản Diệp Thần Phong dự định muốn rời đi, thế nhưng cầm thủy ra tổ truyền hộp, hắn thật cũng không liền lập tức vỗ vỗ rắm cỗ đi. Đêm nay buổi đấu giá đi tiến hành cực kỳ thuận lợi, rất nhiều tông môn là tranh nhau đấu giá, mà Diệp Thần Phong lại là buồn ngủ, Thủy Mộng Hàm là thân mật kéo Diệp Thần Phong, này làm cho Diệp Thần Phong là khá là bất đắc dĩ. Sáng sớm hôm nay Bạch Tiểu Nhu chính mình ra ngoài tìm địa phương tu luyện chiêu thức mới rồi, Diệp Thần Phong tính toán đợi Bạch Tiểu Nhu sau khi trở về, hắn liền ngay cả đêm rời đi thiên vân thành rồi. Theo từng cái từng cái vật phẩm được bấn đấu giá ra, đêm nay cuộc bán đấu giá này là thuận lợi hạ màn rồi. Nước gia gia chủ Thủy Hồng Phúc cùng con trai của hắn nước dễ dàng phàm, mỗi lần tại đấu giá hội sau khi kết thúc, bọn họ đều là cuối cùng mới rời khỏi. Mà Thủy Tử Yên cùng Thủy Mộng Hàm cũng đi đi xuống lầu hỗ trợ, Diệp Thần Phong một người tại lầu hai phòng khách quý bên trong nghỉ ngơi. Tử Vân Sàn đấu giá bên trong đại sảnh khách nhân đã toàn bộ đi hết, thủy gia đại trưởng lão Giang Đồng Đức, hắn đi tới thủy hồng phúc đám người trước mặt. Giang Đồng Đức trên mặt cũng không có bất kỳ biểu tình quái dị, hắn nói ra, gia chủ, ta có chuyện yếu thương lượng với các ngươi, ta dù sao cũng là thủy gia người, chúng ta như thế đấu nữa cũng không phải biện pháp. Thủy Hồng Phúc khá là vô cùng kinh ngạc nhìn xem Giang Đồng Đức, hắn phất phất tay để Chu Vi thu thập sân bãi người nên rời đi trước rồi, bên trong đại sảnh trong nháy mắt trở nên yên tĩnh lại cuối cùng ở trong đại sảnh chỉ còn dư lại thủy hồng phúc nước dễ dàng phàm thủy tử yên thủy mộng hàm cùng binh đồng đức rồi dù sao thủy hồng phúc cùng giang đồng đức thực lực tương đồng thủy hồng phúc có thể không tin tưởng giang đồng đức dám ở chỗ này động thủ ở những người khác đều rời khỏi sau đó thủy hồng phúc mở miệng nói ra đại trưởng lão người có thể nghĩ thông suốt là tốt nhất chúng ta nên yếu một lòng đoàn kết mới đúng thủy hồng phúc nội tâm cũng không muốn diệt trừ đại trưởng lão nhất mạch Diệt trừ đại trưởng lão một mạch đối toàn bộ thủy gia tới nói cũng bị tổn thương. Đại trưởng lão Giang Đồng Đức gật đầu nói, ta cũng là ý này, bất quá, gia chủ, ngươi nhất định muốn đáp ứng ta một điều kiện, cái kia giết đinh gia gia chủ cùng thiếu chủ tiểu tử, gia chủ ngươi nhất định muốn giao cho ta xử trí. Gia chủ ngươi cũng không cần che giấu, tiểu tử kia chính là giết ta hai cái đừng, tử thuyền hung thủ. Nghe vậy, thủy hồng phúc đám người sắc mặt khẽ biến, chỉ chốc lát sau Thủy Hồng Phúc nói ra, đại trưởng lão, chuyện của quá khứ liền để hắn tới đi. Ta cũng sẽ không cho ngươi thương tổn Diệp Tiểu Hữu Giang Đồng Đức mặt trong nháy mắt lộ sách vẻ dữ tợn, hắn cười nói ta sớm đoán được sẽ là đáp án này rồi. Thủy Hồng Phúc, này đều là các ngươi buộc ta. Giang Đồng Đức gần như gầm thét đi ra, sát theo đó, một tên ăn mặc màu đen tăng bảo buồn nôn lão đầu, hắn từ đại sảnh bên trái vọt ra, quỷ này mặt nhà sư là được sự giúp đỡ của Giang Đồng Đức mới lẫn vào tử vân sản đấu giá. Quỷ diện nhà sư chắp tay trước ngực, hắn nhìn xem Thủy Hồng Phúc cùng nước dễ dàng phàm, âm thanh khàn giọng nói, Bần Tăng lại cùng hai vị thí chủ gặp mặt, hôm qua hai vị thí chủ muốn giết chết Bần Tăng, như vậy hôm nay Bần Tăng cũng có thể phải về lễ rồi. Nhìn thấy quỷ diện nhà sư xuất hiện, Thủy Hồng Phúc, nước dễ dàng phàm, Thủy Tử Yên cùng Thủy Mộng Hàm bốn người này, bọn hắn sắc mặt không khỏi kịch biến thủy hồng phúc đám người tuyệt đối không nghĩ tới giang đồng đức dĩ nhiên hội cấu kết người trong ma đạo này giang đồng đức chẳng lẽ không sợ chịu đến người trong chính đạo truy sát sao cái này giang đồng đức quả thực là điên rồi giang đồng đức liếc nhìn lầu hai hắn lại nói thủy hồng phúc con trai của ta vẫn ẩn núp tại tiểu tử kia sát vách phòng khách quý bên trong hắn và hai gã khác tạo hóa cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong người đều không hề rời đi hiện tại e sợ con trai của ta đã nhìn thấy tiểu tử kia. Bất quá, người yên tâm, miệng ngươi bên trong diệp tiểu hiếu, hắn không hội dễ dàng chết như vậy, con trai của ta nhiều nhất chỉ biết trước đem tu vi của hắn phế bỏ, sẽ đem tứ chi của hắn đánh gãy, tại sao này ta mỗi ngày đều phải cẩn thận dần và tiểu tử kia, ta muốn khiến hắn sống không bằng chết. Thủy mộng hàm trong nháy mắt viền mắt đỏ chót rồi, diệp thần phong trong lòng nàng có tuyệt đối địa vị mà Thủy Tử Yên trong lòng cũng chắn được khó chịu. Thủy Hồng Phúc cùng nước dễ dàng phàm trên mặt nhưng là được lửa giận cho bò đầy, xem ra đêm nay Giang Đồng Đức cấu kết quỷ diện nhà sư, hắn là muốn hoàn toàn cùng Thủy ra dòng chính một mạch không nể mặt mũi rồi, thậm chí là muốn đem Thủy ra dòng chính một mạch cho hoàn toàn diệt trừ. Thủy Hồng Phúc một mặt lo lắng nhìn xem lầu hai, mà Giang Đồng Đức điên cuồng cười nói, gia chủ, người bây giờ nhưng không nên lo lắng tiểu tử kia, ngươi nên muốn hảo hảo lo lắng lo lắng chính ngươi, sau đó ngươi muốn chết như thế nào đâu này. mươi 1626, một cái hô hấp. Giết một người. Tại vừa vặn đại trưởng lão Giang Đồng Đức tìm tới Thủy Hồng Phúc thời điểm. Tử vân sàn đấu giá lầu 2. Diệp thần phong vị trí phòng khách quý bên trong. ầm um. Một tiếng, phòng khách quý cửa bị nặng nề đẩy ra. Ba tên đàn ông trung niên đi vào, Thực lực của ba người này đều tại tạo hóa cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong tầng thứ. Người cầm đầu, hắn khí thế trên người muốn so hai người khác mạnh hơn không ít, xem ra người này trong khoảng thời gian ngắn, vô cùng có khả năng vượt vào luân hồi cảnh tầng thứ. Này cầm đầu đàn ông trung niên, hắn nhìn thấy Diệp Thần Phong trong nháy mắt, hắn lửa giận trong lòng liền lập tức nổ ra, trên trán nổi lên gân xanh vi vi nhúc nhích, hai tay thật chặt nắm thành quyền đầu, trên người là sát ý tràn ngập này cầm đầu đàn ông trung niên tên là giang tinh thành hắn chính là con trai của giang đồng đức đồng dạng cũng là giang tuấn thiên cùng phụ thân của giang tuấn hoa cho nên đối mặt giết hắn nhi tử diệp thần phong này giang tinh thành đương nhiên là không cách nào ước chế trong lòng tức giận giang tinh đã thành kinh một cái chân vượt vào luân hồi cảnh chỉ thiếu chút nữa là hắn có thể đủ hoàn toàn đột phá đến luân hồi cảnh nhất trọng thiên rồi mà giang tinh thành sau lưng hai gã khác tạo hóa cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong đàn ông trung niên hai người bọn họ chính là thủy gia đại trưởng lão một mạch bồi dưỡng được đến thân tín, bọn họ là Giang Đồng Đức cùng Giang Tinh Thành cực kỳ tín nhiệm người. Nguyên bản không chỗ nào xong việc ngồi trên ghế dựa Diệp Thần Phong, hắn bỗng nhiên nhìn thấy Giang Tinh Thành ba người tiến vào gian phòng, hơn nữa Giang Tinh Thành trên người không hề che giấu chút nào sát khí, coi như là kẻ ngu si đều có thể nhìn ra Giang Tinh Thành đám người lai giả bất thiện rồi. Sau lưng treo hắc huyền kiếm Diệp Thần Phong, hắn lập tức từ trên ghế đứng lên, lông mày trong nháy mắt nhíu chặt trong gân mạch linh khí dòng sông bất cứ lúc nào đều chuẩn bị thúc động diệp thần phong chính là tạo hóa cảnh nhất trọng thiên trung kỳ thực lực bởi diệp thần phong không có hết sức ẩn giấu thực lực cho nên giang tinh thành ba người đối diệp thần phong thực lực là vừa xem hiểu ngay giang tinh thành hai đứa con trai đều đã bị chết ở tại viễn cổ thần ma trong mộ địa mà hung thủ liền đứng trước mặt của hắn hắn hận không thể lập tức giải quyết diệp thần phong thế nhưng phụ thân hắn giang đồng đức đã nói nhất định không thể để Diệp Thần Phong chết quá mức tiện nghi, muốn cho Diệp Thần Phong mỗi ngày đều sống ở cực hạn trong thống khổ. Giang tinh thành trên người khí thế cuồn cuộn, hôm nay phụ thân hắn cùng quỷ diện nhà sư liên thủ, hắn không lo lắng chút nào dưới lầu sự tình. Nước ra ra chủ thủy hồng phúc căn bản không ngăn cản được phụ thân hắn cùng quỷ diện nhà sư liên thủ công kích. Giang tinh thành che lấp ánh mắt như ngừng lại diệp thần phong trên người, hắn lạnh lẽo quát lên, tiểu tử, lúc trước ngươi tại trong di tích giết của ta hai đứa con trai, như vậy ngươi liền sớm nên nên nếu muốn tới hôm nay, ngươi sẽ vì ngươi làm tất cả trả giá thật lớn. Chỉ là một cái tạo hóa cảnh nhất trọng thiên tiểu tử, phụ thân ta là quá mức cẩn thận, đối phó ngươi người ngoài này, ta một cái liền đủ rồi. Tiểu tử, người tốt nhất không nên quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, bằng không ta thật có thể vô vị rồi, chờ ta đến từ từ phế bỏ tu vi của ngươi, lại phế bỏ tứ chi của ngươi đi cho người sau này mỗi một ngày đều sống ở trong tuyệt vọng. Giang tinh thành trên mặt biểu lộ giữ tợn đáng sợ, xem ra hắn không cho là Diệp Thần Phong có thể lật được nổi bất kỳ bọt nước đến. Trên lưng treo hắc huyền kiếm Diệp Thần Phong, hắn hiện tại đoán được thân phận của đối phương. Hắn biết Giang Tinh Thành phải là Giang Tuấn Thiên cùng phụ thân của Giang Tuấn Hoa rồi. Bây giờ Giang Tinh Thành nghênh ngang phải ở chỗ này động thủ với hắn, này làm cho Diệp Thần Phong khẳng định thủy hồng phúc đám người gặp phải phiền toái. Diệp Thần Phong chỉ có tạo hóa cảnh nhất trọng thiên trung kỳ thực lực, tuy rằng Giang Tinh Thành đám người cũng không phải nhất phẩm tông môn đệ tử thiên tài, thế nhưng thực lực của hai bên tranh lệch vẫn còn quá lớn, nếu như động thủ, như vậy Diệp Thần Phong tuyệt đối không phải là Giang Tinh Thành các loại đối thủ của người. Đương nhiên Diệp Thần Phong cũng có thể trốn hỗn độn nhẫn bên trong tiểu thế giới, thế nhưng Diệp Thần Phong không muốn tránh tránh, muốn bước lên một cái con đường cường giả, hắn liền nhất định phải đem ngăn hắn lại đường đi người, toàn bộ đều đạp ở dưới lòng bàn chân. Diệp thần phong tiện tay đem sau lưng hắc huyền kiếm cắm vào trong lòng đất. Ý thức câu thông lên hỗn độn nhẫn, hỏa vẫn kiếm trong nháy mắt xuất hiện tại diệp thần phong trong tay phải, đối mặt ba tên tạo hóa cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong cường giả, hắn nhất định muốn cẩn thận đối xử, thả xuống hắc huyền kiếm sau đó diệp thần phong trong thân thể linh khí vận chuyển trở nên nhanh hơn rất nhiều. Hỏa vẫn kiếm vừa xuất hiện, trong không khí trong nháy mắt tràn ngập lửa nóng. Giang tinh thành kiến diệp thần phong tiến vào trạng thái chiến đấu, miệng hắn bên trong cắn chặt hàm răng, hắn lạnh giọng quát lên, tiểu tử, xem ra ngươi còn không rõ ràng lắm tình thế bây giờ. Ta chỉ nửa bước đã khóa nhập luân hồi cảnh, ta một người là có thể đem ngươi giết chết mấy trăm lần, càng đừng nói ta còn có hai tên tạo hóa cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong trợ thủ. Cầm trong tay hỏa vẫn kiếm diệp thần phong, hắn ánh mắt ngưng lại, hắn lãnh đạm nói, một cái chân vượt vào luân hồi cảnh, này liền nói rõ ngươi vẫn không có vượt vào luân hồi cảnh, nói trắng ra ngươi vẫn là tạo hóa cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong thực lực. Chỉ cần ngươi vẫn không có vượt vào luân hồi cảnh, ta diệp thần phong cần gì phải yếu sợ các ngươi. Ban đầu ở âm minh tông bên trên, diệp thần phong hấp thu giang mạc thiên trong thân thể hung khí, hắn tạm thời thức tỉnh rồi địa ngục ma nhãn. Bất quá, diệp thần phong chỉ có thể sử dụng 10 cái hô hấp địa ngục ma nhãn, lúc đó tại âm minh tông thượng giết âm minh tông đại trưởng lão đám người diệp thần phong đã tiêu hao bảy cái hô hấp địa ngục ma nhãn bây giờ diệp thần phong vẫn có thể để địa ngục ma nhãn thức tỉnh ba cái hô hấp yếu tại ba cái hô hấp bên trong giết giang tinh thành đám người diệp thần phong vẫn còn có chút nắm chắc dù sao bây giờ diệp thần phong thi triển ra địa ngục ma nhãn nhiều nhất chỉ có thể ảnh hưởng đến tạo hóa cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong cao thủ giang tinh thành nghe diệp thần tranh cực kỳ càn rỡ lời nói sau sắc mặt của hắn trở nên càng thêm dữ tợn rồi hắn đột nhiên bước ra một bước thân thể bên trong thật khí thế mãnh liệt hướng về diệp thần phong ép bước tới làm cho diệp thần phong sắc mặt lập tức trở nên có chút khó coi mà hai gã khác tạo hóa cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong cường giả hai người bọn họ cũng theo sát phía sau bọn hắn phong bế diệp thần phong có thể đào tẩu đường đi diệp thần phong dưới chân bước chân lui về phía sau hai bước này làm cho giang tinh thành là khinh thường quát lên tiểu tử người tại ta giang tinh thành trước mặt người căn bản không đủ cản rỡ tư cách mà lui về phía sau diệp thần phong hắn trong thân thể cũng lập tức đã vận hành lên ma thiên quyết diệp thần phong thân thể bên trong lực vu trong nháy mắt hướng về cặp mắt hội tụ mà đi địa ngục ma nhãn thức tỉnh diệp thần phong hai con mắt lập tức biến thành đen tuyền phảng phất như là tới từ ở địa ngục ác ma diệp thần phong địa ngục ma nhãn nhanh chóng nhìn hướng giang tinh thành ba người được diệp thần phong địa ngục ma nhãn nhìn chằm chằm giang tinh thành ba người thân thể đột nhiên cứng nhắc lại bọn hắn khí thế trên người trong nháy mắt biến mất không còn chút nào giang tinh thành ba người lâm vào một loại cực kỳ chân thật khủng bố trong ảo cảnh loại này huyễn cảnh để cho bọn họ cảm thấy vô cùng chân thật bọn hắn hoàn toàn không có cách nào chạy ra loại này huyễn cảnh giang tinh thành ba người trên mặt lập tức che kín vẻ sợ hãi Giang Tinh Thành tại rơi vào trong ảo cảnh lúc, dưới chân hắn bước chân hốt hoảng không khỏi lui về phía sau hai bước. Diệp Thần Phong cũng không muốn làm lỡ thời gian, bởi Giang Tinh Thành lui về phía sau hai bước, giờ khắc này Giang Tinh Thành khoảng cách Diệp Thần Phong xa nhất địa ngục ma nhãn thức tỉnh thứ một cái hô hấp. Cầm trong tay hỏa vẫn kiếm Diệp Thần Phong, hắn một kiếm đâm xuyên qua một tên tạo hóa cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong trung niên cổ của nam nhân. Địa ngục ma nhãn thức tỉnh cái thứ hai hô hấp hỏa vẫn kiếm đâm xuyên qua một người khác tạo hóa cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong cao thủ cái cổ địa ngục ma nhãn thức tỉnh cái thứ ba hô hấp cũng là cái cuối cùng hít thở này giang tinh thành tốt xấu cũng là chỉ nửa bước vượt vào luân hồi cảnh hắn dĩ nhiên dựa vào ý chí của mình hắn từ địa ngục ma nhãn trong ảo cảnh tránh thoát đi ra nhưng giang tinh thành trong lúc nhất thời trả không cách nào tăng lên khởi trong thân thể thật khí thế hắn chỉ có thể hung hăng lùi về sau diệp thần phong cũng không muốn đuổi sát theo rồi hắn trong thân thể cấp hai hỏa chi kiếm ý hơi động trong tay hỏa vẫn kiếm vung ra một đạo lửa nóng kiếm khí hướng về giang tinh thành cổ vạch tới rồi giang tinh thành làm miễn cưỡng mới tránh thoát ra địa ngục ma nhãn ảo cảnh hắn giờ khắc này không kịp vận chuyển thể trong gân mạch linh khí dòng sông để ngăn cản rồi mắt thấy lửa nóng to lớn kiếm khí càng đến gần càng gần giang tinh thành ánh mắt vi vi trừng lớn trên mặt hắn hiện lên một tia hối hận hắn biết mình là không kịp tránh qua, hắn ngạc nhiên nghi ngờ nói ra, hỏa chi kiếm ý. Lẽ nào ngươi là công tử thần bí? Trên đất huyền giới lĩnh ngộ hỏa chi kiếm ý người đã ít lại càng ít, mà gần nhất lưu truyền sôi sùng sục công tử thần bí, chính là lĩnh ngộ hỏa chi kiếm ý cùng phượng hoàng áo nghĩa người, chuyện này địa huyền giới người đều là biết rõ. Diệp thần phong lạnh nhạt nói, người đáp đúng. Giang tinh thành ánh mắt trợn lên càng gia tăng, bạch, một tiếng, Lửa nóng kiếm khí xẹt qua, Giang Tinh Thành trên mặt biểu lộ động lại, miệng hắn vi vi mở ra, hắn còn giống như có lời còn chưa dứt. Ầm. Um, một tiếng, thế nhưng, Giang Tinh Thành đầu đã rơi đến trên mặt đất. Cái thứ ba hô hấp kết thúc, tuy rằng Giang Tinh Thành miễn cưỡng tránh thoát ra địa ngục ma nhãn huyễn cảnh, nhưng hắn vẫn là đã bị chết ở tại Diệp Thần Phong dưới kiếm. Diệp Thần Phong tinh khiết con mắt màu đen khôi phục bình thường màu sắc hắn thức tỉnh địa ngục ma nhãn thời gian toàn bộ dùng hết rồi, xem ra hắn về sau nhất định muốn hấp thụ nhiều hấp thu hung khí mới được rồi. Mà cùng lúc đó, tử vân sàn đấu giá lầu một bên trong đại sảnh, Thủy Hồng Phúc cùng Giang Đồng Đức đám người nằm ở tình trạng rằng co, Thủy Hồng Phúc đã không cố được nhiều như vậy, hắn nhất định muốn đi lên lầu hai đem Diệp Thần Phong cứu ra, mà chính lúc Thủy Hồng Phúc yếu lúc động thủ. Giang Đồng Đức cười lạnh nói, không nên uổng phí tâm tư, tiểu tử kia hiện tại khẳng định đã bị con trai của ta phế bỏ, đảm giám giết của ta hai cái cháu trai, đây chính là hắn nhất định muốn trả giá cao. chương 1627, trời cũng giúp ta. Âm, 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 tử vân sàn đấu giá lầu một bên trong đại sảnh, vang trầm âm thanh không dứt bên tai. Thủy Hồng Phúc biết hôm nay một trận chiến là không thể tránh được được rồi, hắn liều lĩnh đối giang đồng đức triển khai công kích hai người đều tại luân hồi cảnh tam trọng thiên đỉnh phong thực lực. Hai luồng bất phân cao thấp thật khí thế không ngừng đụng nhau, hai người bọn họ không khí chung quanh không ngừng vặn vẹo. Có thể nói Thủy Hồng Phúc cùng Giang Đồng Đức đều toàn lực đánh ra. Nguyên bản tại tử vân sợ bán giữa trường cũng chấn thủ nước cờ tên tạo hóa cảnh cường giả, những này tạo hóa cảnh cường giả đều là thủy gia dòng chính nhất mạch người. Nhưng mà, bây giờ bên trong đại sảnh như thế động tính cực lớn, dĩ nhiên không có ai đi ra kiểm tra. E sợ những kia dòng chính nhất mạch tạo hóa cảnh cường giả cũng gặp bất chắc rồi. Thủy gia đại trưởng lão Giang Đồng Đức, hắn một bên ứng phó Thủy Hồng Phúc công kích, vừa hướng quỷ diện nhà sư, quát lên, người trả yếu xem tới khi nào. Quỷ diện nhà sư ánh mắt tập trung vào Thủy Tử Yên cùng Thủy Mộng Hàm trên người, hắn thuận miệng đối với Giang Đồng Đức, nói ra, Giang Thí Chủ, người không cần sốt ruột, lấy thực lực của ngươi ngươi sẽ không thua Thủy Hồng Phúc, hai người các ngươi nhiều nhất bất phân cao thấp mà thôi đêm nay trận này trò hay vừa mới bắt đầu đây bần tăng nhưng không nghĩ là nhanh như thế liền kết thúc giang đồng đức nghe vậy trong lòng của hắn tức giận dâng lên nhưng bây giờ hắn còn cần dựa vào quỷ diện nhà sư sức mạnh hắn chỉ có thể tạm thời đem tức giận hướng về cái bụng nuốt chuyên tâm cùng thủy hồng phúc đối chiến đấu thủy hồng phúc vừa cùng giang đồng đức đối chiến thân ảnh của hắn một bên hướng về lầu hai tránh đi rồi Hắn biết đêm nay Giang Đồng Đức cùng quỷ diện nhà sư liên thủ, hắn có thể sống sót tỷ lệ không cao. Cho dù bây giờ Diệp Thần Phong đã bị phế bỏ, Thủy Hồng Phúc không muốn đem đến Diệp Thần Phong mỗi ngày đều sống ở trong tuyệt vọng, thậm chí ngay cả tự sát cũng không làm được, còn không bằng hắn tự mình trợ giúp Diệp Thần Phong giải thoát, đây là hắn hiện tại duy nhất có thể làm rồi. Dù sao một khi quỷ diện tăng cùng Giang Đồng Đức đồng thời động thủ, hắn Thủy Hồng Phúc nhất định là không thể chống đỡ được được rồi trung quanh mặt đất cùng vách tường không ngừng nổ tung giang đồng đức là ép sát thủy hồng phúc hắn cười lạnh nói gia chủ cho tới bây giờ ngươi trả quan tâm tiểu tử kia an nguy tiểu tử kia khẳng định đã bị con trai của ta đạp ở dưới bàn chân rồi oanh 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 thủy hồng phúc cùng giang đồng đức dồn dập thi triển ra các loại chiến kỹ đi về lầu hai cầu thang trong nháy mắt ngược lại sụp xuống thủy hồng phúc cùng giang đồng đức thân ảnh dồn dập lăng không mà lên Hai người bọn họ thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại lầu 2 trên hành lang. Giang Đồng Đức cũng không làm được để Thủy Hồng Phúc trước tiến vào Diệp Thần Phong chỗ ở phòng khách quý bên trong, nếu để cho Thủy Hồng Phúc tổn thương con trai của hắn, vậy thật nhưng thì phiền toái. Giang Đồng Đức khoảng cách Diệp Thần Phong chỗ ở phòng khách quý so sánh gần, thân ảnh của hắn trước tiên nhanh chóng bên ngoài cửa vào. Phòng khách quý môn mở rộng ra, từ bên ngoài có thể thấy rõ ràng bên trong cảnh tượng đứng ở phòng khách quý phía ngoài giang đồng đức, làm hắn nhìn thấy bên trong cảnh tượng lúc, hắn trong nháy mắt như bị điện giựt, cả người đứng ngây ra ngay tại chỗ. Mà Thủy Hồng Phúc cũng lập tức xuất hiện tại cửa vào, làm hắn nhìn thấy bên trong cảnh tượng lúc, hắn cũng lập tức lâm vào trong khiếp sợ, chỉnh tấm mặt mo thượng che kín vẻ khó mà tin nổi. Hai người là thật lâu không cách nào phục hồi tinh thần lại. Về phần lầu một bên trong đại sảnh, thủy tử yên cùng thủy mộng hàm đầy mặt lo lắng nhìn xem lầu hai nước dễ dàng doanh phàm thì là cảnh giác nhìn trầm trầm quỷ diện nhà sư tướng mạo thập phần buồn nôn quỷ diện nhà sư hắn cười nói lầu hai tiểu tử kia chính là vạch trần thân phận ta người chứ hắn hiện tại e sợ đã biến thành một người phế nhân các ngươi hai nhà đầu này như thế lo lắng xem ra các người cùng tiểu tử kia quan hệ không bình thường như vậy vừa vặn các ngươi hiện tại có thể đi nhìn xem tiểu tử hình dạng rồi ta không sẽ động thủ ngăn trở. Quỷ diện nhà sư là nhìn chúng Thủy Tử Yên cùng Thủy Mộng Hàm rồi, hắn muốn dùng hai nữ nhân này đến tu luyện của mình ma công, đương nhiên hắn cũng không có quên vạch trần thân phận của hắn Diệp Thần Phong, hắn yếu ngay trước mặt Diệp Thần Phong, nắm Thủy Tử Yên cùng Thủy Mộng Hàm đến tu luyện ma công, lối trả thù này thủ đoạn nhất là khiến người ta nhiệt huyết sôi trào rồi. Xem ra quỷ này mặt nhà sư là cực độ tâm lý vặn vẹo. Nước dễ dàng phàm nhìn xa xa lầu 2, đứng ở phòng khách quý cửa ra vào giang đồng đức cùng cha của hắn, hắn vừa liếc nhìn thật giống thật sự sẽ không động thủ quỷ diện nhà sư. Nước dễ dàng phàm trực tiếp vô một cái thủy tử yên cùng thủy mộng hàm, hắn thân thể trong nháy mắt bay lên trời, chỉ là trong vòng mấy cái hít thở, hắn liền xuất hiện tại lầu 2 phòng khách quý cửa vào. Được cha của mình mang tới lầu 2 thủy tử yên cùng thủy mộng hàm, hai người bọn họ có chút không dám xem phòng khách quý bên trong cảnh tượng các nàng sợ sệt nhìn thấy bị phế đâu diệp thần phong nhìn thấy được con trai của giang đồng đức đạp ở dưới bàn chân diệp thần phong nước dễ dàng phàm tại đi tới phòng khách quý cửa ra vào thời điểm hắn cũng cảm giác được giang đồng đức cùng cha mình không đúng làm hắn nhìn thấy phòng khách quý bên trong cảnh tượng lúc hắn giống nhau như đúc cũng bị dại ra thủy tử yên cùng thủy mộng hàm cuối cùng cũng lấy dũng khí nhìn hướng phòng khách quý bên trong hai người bọn họ cũng không nhìn thấy diệp thần phong bị phế cảnh tượng hai người bọn họ cũng không nhìn thấy diệp thần phong được đạp ở dưới bàn chân cảnh tượng đôi tỉ muội này trong tròng mắt trong nháy mắt nổi lên khác thường hào quang thủy nhuận môi vi vi mở ra trên ngực dưới phập phồng khóe miệng phóng ra một vệt nụ cười chỉ thấy phòng khách quý bên trong cầm trong tay hỏa vẫn kiếm diệp thần phong hắn hoàn hảo không chút tổn hại đứng đấy trên mặt vẫn là bộ kia phong đạm vân khinh biểu lộ mà đại trưởng lão nhất mạch hai tên tạo hóa cảnh ngũ trọng thiên cao thủ trên cổ của bọn họ nhiều chỗ một cái hố máu tiên huyết chính từ bên trong sùng sục sùng sục nhô ra nghiễm nhiên là đã là ngỏm rồi về phần đại trưởng lão con trai của giang đồng đức giang tinh thành đầu của hắn an tĩnh lăn đã rơi vào trên mặt đất cặp mắt trợn lên cực kỳ to lớn nghiễm nhiên là một bộ chết không nhắm mắt dáng dấp ta cũng có thể muốn tới gặp gỡ cái kia vạch trần thân phận ta tiểu tử hắn hiện tại có phải không được hoàn toàn bị tàn phế. Ta nghĩ hắn hiện tại nhất định rất thống khổ chứ. Quỷ diện nhà sư cũng xuất hiện tại lầu 2, tiếng nói của hắn bay vào ở đây tất cả mọi người trong tai này làm cho ở đây những người còn lại lập tức từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại thủy hồng phúc cùng nước dễ dàng phàm lôi kéo còn có chút đờ đẫn thủy tử yên cùng thủy mộng hàm lập tức vỏ đến diệp thần phong bên cạnh. Mà thủy ra đại trưởng lão Giang Đồng Đức nhưng là không ngừng dao động cái đầu, hắn tự nhủ, không thể, đây tuyệt đối không thể, một cái chỉ là tạo hóa cảnh nhất trọng thiên trung kỳ tiểu tử, làm sao có khả năng giết hai tên tạo hóa cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong cao thủ. Hơn nữa còn giết con trai của ta, con trai của ta một cái chân đã vượt vào luân hồi cảnh. Quỷ diện nhà sư nhìn thấy phòng khách quý bên trong cảnh tượng sau đó trên mặt hắn buồn nôn trí cực nụ cười cũng đã biến mất, hắn đánh giá Diệp Thần Phong trong ánh mắt mang theo mấy phần uy nghiêm đáng sợ hắn hơi sững sờ sau đó hắn mở miệng nói, ngươi chính là vạch trần bần tăng thân phận tên tiểu tử kia. Không sai, ngươi ngược lại là xác thực có mấy phần quỷ dị, ngươi có thể giết ba người này, ngươi nhất định là mượn ngoại lực. Bất quá, tại to lớn thực lực tranh lệch trước mặt, cho dù ngươi có ngoại lực trợ giúp, ngươi có thể chiến đã thắng được luân hồi cảnh thực lực người sao. Chết dù sao không phải quỷ diện con trai của nhà sư, hắn đối giang tinh thành đám người chết là không nhúc nhích. Mà giang đồng đức tại hoàn toàn phục hồi tinh thần lại sau đó cả người hắn phát rồ phát cuồng hắn hai cái cháu trai được Diệp Thần Phong giết chết, bây giờ con trai của hắn cũng bị Diệp Thần Phong giết chết, này làm cho trong lòng của hắn lửa giận bạo phát đã đến cực hạn. Hai con trừng lên Diệp Thần Phong ánh mắt cực kỳ lồi ra, phảng phất đều phải từ hốc mắt của hắn bên trong đụng tới rồi. Thủy Hồng Phúc mấy người cũng không có thời gian suy nghĩ, Diệp Thần Phong vì cái gì có thể giết chết Giang Tinh thành đám người? Bọn hắn ánh mắt cảnh giác là tập trung vào quỷ diện nhà sư cùng Giang Đồng Đức trên người. Chính lúc Giang Đồng Đức thân thể bên trong lửa giận đang không ngừng tích tụ, tích tụ lại tích tụ thời điểm. Giang Đồng Đức cảm giác mình thân thể một trận như nhũn ra, hắn thậm chí có chút không cách nào vận chuyển trong gân mạch linh khí dòng sông rồi. Tại Giang Đồng Đức cảm giác được biến hóa này thời điểm, thực lực tương đối kém Thủy Tử Yên cùng Thủy Mộng Hàm đã té lăn quay trên mặt đất, liền ngay cả nước dễ dàng mấy tại thân thể lắc lư hai lần sau hắn cũng ngã xuống đất không dậy nổi rồi, thân thể bên trong căn bản vô pháp tăng lên khởi bất kỳ một tia linh khí. Tại nước dễ dàng phàm sau khi ngã xuống đất, Giang Đồng Đức cùng Thủy Hồng Phúc cũng lần lượt ngã xuống đất rồi, ở đây chỉ có Diệp Thần Phong cùng quỷ diện nhà sư vẫn có thể đứng. Quỷ diện tăng nhân mãn ý gật gật đầu, Nói ra, Bần Tăng xưa nay đều yêu thích đem hết thảy đều trưởng khống tại trong tay mình. Vừa nãy ở dưới lầu thời điểm, ta đem sai hồn tán phóng thích vào trong không khí mà ta nhưng là trước đó phục dụng thuốc giải. Này sai hồn tán vô sắc vô vị, là một loại cực kỳ hiếm thấy độc dược có thể làm cho luân hồi cảnh ngũ trọng thiên cường giả cũng khó lòng phòng bị. Lúc trước này sai hồn tán nhưng là phí hết đại nhất lần thời gian, ta mới thu vào tay bây giờ trong tay ta hết thảy sai hồn tán đều dùng ở trên người các ngươi các ngươi cũng có thể cảm thấy vinh hạnh rồi. Bởi quỷ diện nhà sư là ở lầu một đại sảnh phóng thích sai hồn tán, cho nên đang ở lầu hai diệp thần phong đương nhiên sẽ không trúng chiêu, lại mà cho dù ngửi được sai hồn tán, đoán chừng diệp thần phong cũng sẽ không có việc, hắn trong thân thể thần huyết chính là bách độc bất xâm. Đồng dạng ngã xuống đất thượng giang đồng đức, hắn thân thể bên trong không sử dụng ra được sức mạnh, Hắn tức giận trừng lên quỷ diện nhà sư, chất vấn: "Ngươi đây là ý gì?" Quỷ diện nhà sư âm trầm hồi đáp: "Bần tăng hiện tại cho ngươi hai cái lựa chọn, một là làm bần tăng trước mặt một con chó, hai là ngươi và thủy ra dòng chính nhất mạch người chết chung." Giang Đồng Đức trong lòng âm trầm lợi hại, hắn đang suy tư chỉ chốc lát sau, thanh âm hắn trầm thấp nói ra: "Ta chọn cái thứ nhất, ta lựa chọn làm chó của ngươi." giang đồng đức là thật sự không muốn chết hắn còn muốn tự tay vì con trai của chính mình cùng cháu trai báo thù quỷ diện tăng trong tay người lập tức xuất hiện một viên màu đen viên thuốc hắn đem màu đen viên thuốc bắn vào giang đồng đức miệng bên trong đang nhìn đến giang đồng đức nuốt vào viên thuốc sau hắn lại đem một bao màu trắng bột phấn để vào giang đồng đức miệng bên trong này màu trắng bột phấn chính là say hồn tán thuốc giải tại nuốt vào bột phấn sau giang đồng đức từ từ khôi phục sức mạnh Quỷ diện tăng nhìn thấy từ mặt đất đứng lên giang đồng đức hắn nói ra, hy vọng ngươi an tâm làm bần tăng một con chó. Bằng không ngươi nhất định sẽ chết so với bất luận người nào đều thê thảm. Vừa vặn viên kia cho ngươi dùng màu đen viên thuốc, nhưng cũng không phải bình thường độc dược. Ngươi nhất định muốn cách mỗi một tháng đều dùng một lần ta cung cấp thuốc giải. Mà chính lúc lúc này, một vệt thân ảnh màu trắng xuất hiện tại phòng khách quý cửa vào. Diệp đại ca, người ở nơi này a hát này bôi thân ảnh màu trắng chính là Bạch Tiểu Nhu, vừa vặn Bạch Tiểu Nhu trở về thủy gia thời điểm, người cũng không hề nhìn thấy Diệp Thần Phong. Cho nên, Bạch Tiểu Nhu căn cứ nguy tâm ngàn năm băng tuyết liên hoa cảm ứng, người tìm đến nơi này. Tại tất cả mọi người chưa kịp phản ứng thời điểm, Bạch Tiểu Nhu đã xuất hiện tại Diệp Thần Phong bên cạnh, thân mật khoác lên Diệp Thần Phong cánh tay. Mà quỷ diện nhà sư tại cảm giác được Bạch Tiểu Nhu thực lực sau, hắn đột nhiên lên tiếng bắt đầu cười lớn. Thực sự là trời cũng giúp ta, thực sự là trời cũng giúp ta a à hát. Nếu như ta có thể đủ nữ nhân này tu luyện ma công, như vậy thực lực của ta nhất định có thể có một lần nhanh chóng bay vọt. Quỷ diện tăng ánh mắt của người song toàn bộ tập trung vào Bạch Tiểu Nhu trên người. chương 1628, đồng dạng yêu nghiệt Bạch Tiểu Nhu. Tử vân sàn đấu giá lầu hai phòng khách quý bên trong. Bạch Tiểu Nhu cực kỳ ngoan ngoãn dựa vào Diệp Thần Phong. Người cả ngày hôm nay đều ở bên ngoài tu luyện một loại chiêu thức mới. Quỷ diện nhà sư trong con ngươi tràn đầy bức thiết ánh sáng, hắn sai hồn tán đã toàn bộ dùng hết rồi, hiện tại chỉ có thể dựa vào thực lực đem bạch tiểu nhu bắt lại. Ngày hôm qua Thủy Hồng Phúc cùng nước dễ dàng phàm đi đinh ra lùng bắt quỷ diện nhà sư thời điểm, quỷ diện nhà sư sở dĩ không có sử dụng sai hồn tán. Điều này là bởi vì lúc đó quỷ diện nhà sư trong lòng đã có bây giờ cái kế hoạch này nếu như hắn ngày hôm qua liền sử dụng sai hồn tán, đem thủy hồng phúc cùng nước dễ dàng phàm giết lời nói, như vậy hắn khẳng định không cách nào tại thiên vân thành ở lại, đến lúc đó hành tung của hắn nhất định là hoàn toàn tiết lộ. Mà quỷ diện nhà sư tìm tới Giang Đồng Đức, hắn chính là muốn từng bước từng bước đem thủy ra nắm giữ trong lòng bàn tay, dựa vào thủy ra khổng lồ tài nguyên, dùng này đến cung cấp cho hắn tu luyện ma công cần có nữ nhân ngã trên mặt đất cả người vô lực thủy hồng phúc cùng nước dễ dàng phàm đám người bọn hắn nhìn thấy bạch tiểu nhu xuất hiện bọn hắn cũng cảm thấy bạch tiểu nhu thực lực đáng tiếc hiện tại hết thảy đều đã quá muộn bạch tiểu nhu cũng chỉ có luân hồi cảnh tam trọng thiên sơ kỳ thực lực mà giang đồng đức có luân hồi cảnh tam trọng thiên đỉnh phong thực lực liền ngay cả quỷ diện nhà sư cũng có luân hồi cảnh tam trọng thiên sơ kỳ thực lực hơn nữa quỷ diện nhà sư so với phổ thông tam trọng thiên sơ kỳ cao thủ phải mạnh hơn không ít nếu như thủy hồng phúc cùng nước dễ dàng phàm không có chúng say hồn tán như vậy dựa vào thủy hồng phúc luân hồi cảnh tam trọng thiên đỉnh phong thực lực nước dễ dàng phàm luân hồi cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ thực lực lại tăng thêm luân hồi cảnh tam trọng thiên sơ kỳ bạch tiểu nhu như vậy có lẽ vẫn có thể đem giang đồng đức cùng quỷ diện nhà sư tính mạng ở lại chỗ này thủy mộng hàm nhìn thấy thân mật kéo diệp thần phong cánh tay bạch tiểu nhu người ngược lại là đã quên mình bây giờ tình cảnh trong lòng của nàng mơ hồ có một ít không thoải mái mà tỷ tỷ của nàng thủy tử yên cũng tương tự vi vi cao mày thủy hồng phúc âm thanh Hữu khí vô lực nói ra diệp tiểu hiếu nhanh để vị cô nương này mang ngươi rời đi ngươi không phải ở lại chỗ này quản chúng ta cầm trong tay hỏa vẫn kiếm diệp thần phong hắn không có gặm thanh âm hắn đương nhiên sẽ không bỏ lại thủy hồng phúc đám người rồi chẳng qua đem thủy hồng phúc đám người đưa vào hỗn độn nhẫn bên trong tiểu thế giới quỷ diện nhà sư thân thể chắn phòng khách quý cửa vào ánh mắt của hắn không ngừng quét mắt Bạch Tiểu Nhu, tiếp lấy, hắn vừa nhìn về phía trên mặt đất Thủy Tử Yên cùng Thủy Mộng Hàm, thanh âm hắn khản giọng nói, xem ra đêm nay bần tăng vận khí không tệ, nơi này ba người phụ nữ là cực phẩm A Hát. Không riêng tu vi không sai, hơn nữa dáng dấp càng làm cho ta thỏa mãn. Quỷ diện tăng người trên mặt mang buồn nôn nụ cười, hắn lần nữa mở miệng nói, Thủy Hồng phúc ngươi cho rằng đêm nay còn có người có thể sống sót rời đi nơi này sao? người bớt ở chỗ này nằm mơ. tuy rằng bạch tiểu nhu có luân hồi cảnh tam trọng thiên sơ kỳ thực lực, thế nhưng quỷ diện nhà sư một điểm cũng không sợ sợ. vẹn vẹn là quỷ mặt nhà sư chính mình cũng có luân hồi cảnh tam trọng thiên sơ kỳ thực lực, hắn có lòng tin vậy luân hồi cảnh tam trọng thiên sơ kỳ cao thủ ở trước mặt hắn còn thật sự không đáng chú ý, lại nói bây giờ quỷ diện nhà sư còn có giam đồng đức con chó này đây. bạch tiểu nhu tuy rằng thiên chân vô tà giống như một tờ giấy trắng. Thế nhưng được quỷ diện nhà sư như thế nhìn chằm chằm, trong lòng nàng bản năng sinh ra một loại căm ghét, người dựa vào Diệp Thần Phong quấn rồi mấy phần, ngoan ngoãn mà hỏi, "Diệp đại ca phải hay không lại có người khi dễ ngươi?" Được Bạch Tiểu Nhu hỏi lên như vậy, Diệp Thần Phong luôn cảm giác là lạ, hắn không phải là một cái thích ăn mềm cơm, trốn ở nữ nhân sau lưng nam nhân, đối với Diệp Thần Phong tới nói, bây giờ tăng cao thực lực tốc độ vẫn là quá chậm. Nếu như Bạch Tiểu Nhu có thể giải quyết trước mặt hai người này, như vậy Diệp Thần Phong cũng lười đem Thủy Hồng Phúc đám người đưa vào bên trong tiểu thế giới hỏi hắn, Tiểu Nhu, người có thể giải quyết hai người này sao? Bạch Tiểu Nhu cực kỳ ngoan ngoãn gật gật đầu nói ra, Diệp Đại Ca, người yên tâm, ta sẽ không để cho bất luận người nào khi dễ ngươi chỉ cần có Tiểu Nhu tại, ai cũng đừng hỏng yếu bắt nạt Diệp Đại Ca. Bạch Tiểu Nhu là gương mặt kiên định, bây giờ không có lúc trước ký ức Bạch Tiểu Nhu, Diệp Thần Phong chính là nàng sinh mạng toàn bộ. Bạch Tiểu Nhu buông lỏng ra Diệp Thần Phong cánh tay, người vượt liều mạng một bước, thân thể bên trong thật khí thế lăn chuyển động, ánh mắt của nàng tập trung vào giang đồng đức cùng quỷ diện tăng trên thân người. Tại Bạch Tiểu Nhu ánh mắt rời đi Diệp Thần Phong trong nháy mắt, trên người nàng ngoan ngoãn trong nháy mắt vô ảnh vô tung biến mất thay vào đó là vô hạn lạnh lẽo, chỉnh trương trắng nõn cảm động mặt cũng như vạn năm kẽ băng nứt rồi. Ngăn ở cửa ra vào quỷ diện nhà sư, hắn hoàn toàn không ý định động thủ, hắn đối với Giang Đồng Đức nói ra, nếu ngươi đã là bần tăng một con chó rồi, như vậy liền do ngươi vì bần tăng động thủ đi. Nhớ kỹ, không nên tổn thương nha đầu này gương mặt cùng thân thể. Thân thể bên trong được lửa giận tràn ngập đầy Giang Đồng Đức, hắn đối quỷ diện nhà sư cũng sinh ra hận ý, thế nhưng hắn càng hận hơn Diệp Thần Phong nếu Bạch Tiểu Nhu cùng Diệp Thần Phong như vậy thân cận này Bạch Tiểu Nhu nhất định là Diệp Thần Phong nữ nhân. Nếu như Diệp Thần Phong nữ nhân được ủy diện nhà sư cho đoạt lấy chuyện này đối với Diệp Thần Phong tới nói không thể nghi ngờ là một loại lớn nhất rằn vặt cùng thống khổ. Nghĩ thông suốt điểm này Giang Đồng Đức, hắn trong thân thể thật khí thế không giữ lại chút nào phóng thích ra ngoài, này làm cho Diệp Thần Phong trong con người nhiều hơn một bôi nghiêm nghị, mà lão hắc Giang vận thiên thanh âm cũng vang lên, tiểu tử, người không cần phải lo lắng, cửu u băng sư sư vương một mạch, mỗi cái đều có thể có thể xương tụng là thiên tài, còn nữa nhà đầu này nhưng là sư vương nhất mạch công chúa, phàm là sư vương nhất mạch công chúa, tuyệt đối có thể có thể xưng tụng là đỉnh cấp thiên tài. Nhà đầu này cùng thực lực của đối phương đối với không kém nhiều lắm, người nếu như liền loại này đối thủ đều không thể vượt cấp chiến thắng, như vậy người chả thật sự không xứng xưng là sư vương nhất mạch công chúa. Nghe được lão Hắc Giang Vận Thiên lời nói sau, Diệp Thần Phong ngược lại là yên tâm không ít. Mà ở Lão Hắc Giang vận thiên tiếng nói vừa vặn hạ xuống thời gian. Thủy ra đại trưởng Lão Giang Đồng Đức, hắn trong thân thể thật khí thế tiêu thăng đến cực điểm, trên người cuồn cuộn khí thế dường như mãnh liệt hồng thủy. Này Giang Đồng Đức là hóa phẫn nộ là lực lượng rồi, trong hai con mắt tràn đầy từng cái từng cái tơ máu, cánh tay cùng trên trán là nổi gân xanh. Trận cửa miệng quỷ diện nhà sư, hắn nhắc nhở lần nữa nói, nhớ kỹ, không nên tổn thương nha đầu này, chỉ cần đem nàng bắt lại là được rồi. Một bên ngã trên mặt đất Thủy Hồng Phúc đám người, trong lòng bọn họ là dồn dập tuyệt vọng lắc đầu, Thủy Hồng Phúc âm thanh hư nhược mở miệng nói, Diệp Tiểu Hữu là chúng ta thủy ra làm phiền hàng ngươi A Hát. Thực sự là xin lỗi. Thủy Mộng hàm hướng về phía Diệp Thần Phong Hô, Diệp Đại Ca, nếu có kiếp sau, ta nhất định phải làm nữ nhân của ngươi. Thành thục mê người Thủy Tử Yên, người cũng lần đầu tiên mở miệng nói, đệ đệ, đến giờ phút này rồi, tỷ tỷ mới phát hiện, tỷ tỷ cũng có chút thích ngươi rồi, kiếp sau đệ đệ bên cạnh ngươi nhưng cũng phải cấp tỷ tỷ lưu một chỗ ngồi a hát. Thủy Tử Yên cũng suy nghĩ mình bạch chính mình nội tâm đối Diệp Thần Lao một tia tình cảm, dù sao đều phải chết, người còn không bằng tại trước khi chết đối Diệp Thần Phong biểu lộ đây. Như vậy người cũng chết cũng không tiếc, Diệp Thần Phong nghe được Thủy ra tỉ muội biểu lộ, hắn có chút lúng túng nhún nhún vai, nói ra, yên tâm, hôm nay chúng ta đều không chết được. Tiếp lấy, Diệp Thần Phong rồi hướng Bạch Tiểu Nhu, nói ra, Tiểu Nhu, đánh nhanh thắng nhanh đi. Bạch Tiểu Nhu trên người tản ra nồng nặc hàn khí, đặc biệt là nghe được Thủy Mộng Hàm cùng Thủy Tử Yên hướng về Diệp Thần Phong biểu lộ sau đó người tuy rằng chả cũng không minh bạch nam nữ lúc trước cảm tình, thế nhưng trong lòng nàng thật giống được đồ vật gì chặn lại đồng giảng, rất khó chịu, cực kỳ khó chịu này cho tới Bạch Tiểu Nhu lạnh lẽo bên trong từ từ thả ra sát khí, người lạnh như băng đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Giang Đồng Đức, tự nói, vậy ta liền đến thi triển một cái vừa vặn tu luyện thành công chiêu thức mới đi. Mà cùng lúc đó, linh khí từ Giang Đồng Đức dưới bàn chân đột nhiên tuôn ra xuất, Giang Đồng Đức thân ảnh xuất hiện tại Bạch Tiểu Nhu trước mặt. Bạch Tiểu Nhu phảng phất đã sớm xem thấu Giang Đồng Đức động tác, người trắng nõn cánh tay hướng về Giang Đồng Đức đầu quăng tới. Tốc độ dị thường nhanh chóng, trong không khí truyền ra thanh âm chói tai. Giang Đồng Đức không nghĩ tới Bạch Tiểu Nhu tốc độ hội nhanh như vậy, hắn chỉ có thể đem hai tay chắn đầu trước. ầm um. một tiếng, hai tay được Bạch Tiểu Nhu cánh tay đánh trúng Giang Đồng Đức, hắn chỉ cảm thấy trên hai tay truyền đến nhất cổ trọng lực. Sắc mặt hắn trong nháy mắt kịch biến, dưới chân hắn bước chân nhanh chóng lùi về sau, hắn một đôi tay đã trở nên ra chóc thịt bong được rồi bạch tiểu nhu sức mạnh cùng tốc độ quá nhanh rồi này căn bản cũng không phải là phổ thông luân hồi cảnh tam trọng thiên sơ kỳ cao thủ ngăn ở cửa ra vào quỷ diện nhà sư cũng chú ý tới điểm này khi hắn vừa vặn muốn tới liên thủ với giang đồng đức thời điểm chỉ thấy bạch tiểu nhu trong thân thể linh khí hiện lên càng thêm nồng nặc hai tay của nàng nhanh chóng hướng về giang đồng đức đẩy ra nhất cổ cực hạn lạnh lẽo ầm ầm đánh úp về phía giang đồng đức giang đồng đức căn bản đến không kịp né tránh Hắn trong nháy mắt được cực hạn lạnh lẽo cho bao phủ, này cực hạn lạnh lẽo nhanh chóng thẩm thấu tiến vào Giang Đồng Đức trong thân thể. Lúc này, Bạch Tiểu Nhu tay phải thon dài 10 ngón nắm chặt thành nắm đấm, hoa tuyết tỏa ra. Tại Bạch Tiểu Nhu tay phải nắm thành quả đấm trong nháy mắt, thẩm thấu tiến Giang Đồng Đức trong thân thể cực hạn lạnh lẽo trở nên cuồng nổi hẳn lên, lạnh lẽo hàn khí không ngừng từ trên người hắn tràn ra ngoài. Giang Đồng Đức nỗ lực muốn hóa giải trong thân thể lạnh lẽo Đáng tiếc hắn làm hết thảy đều là uổng công vô ích. Hiskha Zzzz -a. His -a. His A Giang Đồng Đức quần áo trên người trong nháy mắt vỡ vụn, một đóa một đóa màu trắng hoa tuyết tại giang đồng đức trên người chán phóng ra. Tại giang đồng đức trên người che kín hoa tuyết thời điểm. cc 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 Thanh âm từ giang đồng đức thân thể bên trong truyền ra chỉ thấy rất hung ác sắc bén băng thứ, từ giang đồng đức trong thân thể đâm xuyên ra ngoài giang đồng đức căn bản không có phản kháng năng lực, hắn hầu lung bên trong không ngừng phát ra thống khổ tiếng gào. Rất nhanh, giang đồng đức trên người liền che kín rậm rạp chẳng chịt băng thứ rồi, những này băng thứ đều là từ hắn trong thân thể nhô ra. Thân thể bên trong ngũ tạng lục phủ toàn bộ bị đâm thủng, giang đồng đức cứng ngắc đứng ngay tại chỗ, hắn trong lỗ mũi hô hấp đã không có một bên chuẩn bị tới liên thủ đối phó bạch tiểu nhu quỷ diện nhà sư hô hấp của hắn trong nháy mắt ngừng lại rồi hắn buồn nôn trên mặt tràn ngập vẻ sợ hãi trước mặt nha đầu này rốt cuộc là ai hắn vừa vặn lại vẫn muốn đem nha đầu này đặt ở thân thể bên dưới quỷ diện tăng người biết hiện tại nhất định phải muốn rời đi đáng tiếc bạch tiểu nhu lần nữa động thủ cực hạn lạnh lẽo trong nháy mắt thẩm thấu tiến vào quỷ diện nhà sư thân thể bên trong quỷ diện nhà sư cũng căn bản vô pháp hóa giải trong thân thể lạnh lẽo, hắn nhìn xem bên cạnh tử tướng cực kỳ thê thảm giang đồng đức, hắn sợ hãi, hắn thật sự sợ hãi, hắn quỷ diện nhà sư cũng không phải một cái thấy chết không sờn người. Bạch Tiểu Nhu lần nữa nắm chặt nắm đấm, hoa tuyết tỏa ra. Quỷ diện tăng người y phục trên người đồng dạng là vỡ vụn, một đóa một đóa hoa tuyết ở trên người hắn tỏa ra, hắn muốn yêu cầu tha cho, hắn muốn còn sống, hắn cảm giác mình gân mạch cùng xương cốt đều bị đóng băng ở, hắn căn bản vô pháp đi lại rồi, hiểu lầm, hôm nay hết thảy đều là hiểu lầm a hát. Bần tăng sông đối mặt quỷ diện nhà sư giải thích, Bạch Tiểu Nhu là thờ ơ không động lòng, người một lần nữa về tới Diệp Thần Phong bên cạnh, trên người lạnh lẽo biến mất không còn chút nào, cực kỳ ngoan ngoãn dựa vào Diệp Thần Phong, xì xì, xì xì, xì xì, thanh âm lần thứ hai vang lên, từ quỷ diện nhà sư trong thân thể cũng đâm thủng ra rất hung ác sắc bén băng thứ, chỉ là trong vòng mấy cái hít thở, quỷ diện nhà sư tựu như cùng một con nhím rồi, một con đã bị chết con nhím. chương 1629, Viễn Cổ Uy Thế Hoa tuyết tỏa ra, này chính là sư vương nhất mạch hoàng thất mới có thể lĩnh ngộ thần thông, nhà đầu này quả nhiên là thật trăm phần trăm công chúa, bực này tư chất coi như là tại sư vương nhất mạch các đời công chúa trong, đây tuyệt đối cũng có thể đứng vào năm vị trí đầu rồi, thần thông không phải là tầng thứ này người có thể lĩnh ngộ. Hoa tuyết tỏa ra, nghe tới cỡ nào tình thơ ý họa danh tự, chỉ khi nào triển khai ra tuyệt đối là cực kỳ tàn nhẫn, lợi dụng cực hạn lạnh lẽo thẩm thấu tiến đối thủ thân thể, có thể trong nháy mắt đông lại đối thủ gân mạch cùng xương cốt, thẩm thấu tiến đối thủ trong thân thể lạnh lẽo hàn khí cũng sẽ ngưng kết thành băng thứ, từ đối thủ thân thể bên trong một cái một cái đâm ra đến lão bạch ngô phong dỗi rảnh thanh âm tại diệp thần phong trong đầu thản nhiên vang lên tử vân sàn đấu giá lầu hai phòng khách quý bên trong quỷ diện nhà sư cùng giang đồng đức trên người che kín rất hung ác băng thứ nhiệt độ chung quanh cũng có một chút giảm xuống bạch tiểu nhu khóe miệng hiện lên ngây thơ nụ cười người ngưng mắt nhìn diệp thần phong người làm yêu thích lẳng lặng nhìn diệp thần phong gương mặt mà ngã trên mặt đất thủy hồng phúc nước dễ dàng phàm thủy tử yên cùng thủy mộng hàm bốn người này bọn hắn vẫn không có từ quỷ diện nhà sư cùng giang đồng đức tử vong bên trong phục hồi tinh thần lại, bọn hắn không nghĩ tới hai người này cứ thế mà chết đi. Hơn nữa chết thê thảm như vậy, được thân thể bên trong toát ra rất hung ác băng thứ cho đâm thành nhím, điều này không khỏi làm thủy Hồng phúc đám người cả người run lên một cái. Diệp thần phong đem trong tay hỏa vẫn kiếm thu hồi hỗn độn bên trong chiếc nhẫn, sau đó đem cắm trên mặt đất bên trong hắc huyền kiếm thả lại trên lưng diệp thần phong để bạch tiểu nhu trước tiên đứng ở một bên hắn đem quỷ diện nhà sư chữ vật giới chỉ nắm xuống từ bên trong tìm tới say hồn tán thuốc giải phân biệt cho thủy hồng phúc đám người nuốt xuống đang uống hiểu rõ thuốc sau đó thủy hồng phúc đám người từ từ khôi thiếp sức mạnh từng cái từng cái từ mà mỗi lần đứng lên thủy hồng phúc cùng nước dễ dàng phàm có chút sợ hãi nhìn xem diệp thần phong bên cạnh có vẻ như cực kỳ ngây thơ bạch tiểu nhu bọn hắn nhìn ra được bạch tiểu nhu đối diệp thần phong là cực kỳ không muốn xa rời nhưng bạch tiểu nhu có luân hồi cảnh tam trọng thiên sơ kỳ thực lực đây mà diệp thần phong chỉ có tạo hóa cảnh nhất trọng thiên trung kỳ thực lực thủy hồng phúc cùng nước dễ dàng phàm không nghĩ ra bạch tiểu nhu vì sao lại như thế không muốn xa rời diệp thần phong thủy tử yên cùng thủy mộng hàm vừa vặn đều đối diệp thần phong bề ngoài làm không công rồi hai người bọn họ ánh mắt phức tạp nhìn vẻ mặt ngây thơ bạch tiểu nhu Bầu không khí có vẻ hơi lúng túng, ngược lại là Thủy Hồng Phúc phá vỡ yên lặng, hắn chân thành nói cảm ơn, Diệp Tiểu Hữu, còn có vị cô nương này, hôm nay đã tạ ơn cứu mệnh của các ngươi rồi, thủy gia hội khác trong tâm khảm. Một lần nữa kéo Diệp Thần phong cánh tay mũi tiểu Nhu, người lạnh lẽo nói ra, ta cũng không có cứu các ngươi, ta chỉ là giải quyết xong những kia bắt nạt Diệp đại ca người xấu. Nghe vậy, này làm cho Thủy Hồng Phúc là cười cười xấu hổ nói, Diệp Tiểu Hữu về sau có chuyện gì cũng có thể tới tìm chúng ta thủy ra, chúng ta thủy ra tuyệt đối việc nghĩa chẳng từ. Diệp thần phong tùy ý khoát tay áo một cái, nếu buổi đấu giá kết thúc, Bạch Tiểu Nhu còn giúp thủy ra thuận tay giải quyết xong giang đồng đức cùng quỷ diện nhà sư, như vậy hắn dự định suốt đêm rời đi Thiên Vân Thành rồi, hắn không muốn tại Thiên Vân Thành làm lỡ thời gian. Thủy lão gia tử, chuyện đêm nay ngươi không cần nói cảm ơn rồi, ta cùng tiểu nhu dự định suốt đêm rời đi thiên vân thành thật sự là còn có chuyện chờ ta đi làm, chờ lần sau lại tới quấy giày thủy lão gia tử đi. Diệp thần phong mở miệng nói ra, diệp thần phong đều thanh nói tới cái này phân thượng rồi, thủy hồng phúc thật cũng không tốt giữ lại rồi, lần sau đại trưởng lão giang đồng đức chết rồi, kế tiếp thủy hồng phúc cũng phải triệt để dọn dẹp một chút đại trưởng lão nhất mạch người. Hắn cũng không có thời gian bắt chuyện Diệp Thần Phong rồi, hắn mở miệng nói, được rồi. Diệp Tiểu Hữu đại ân không lời nào cảm ơn hết được, về sau có chuyện tự cứ việc tới tìm chúng ta thủy ra. Gần nhất trên đất huyền giới cái kia gọi là công tử thần bí người là lưu truyền sôi sùng sục ta xem Diệp Tiểu Hữu tuyệt đối không thể so công tử thần bí kém nhận. Diệp Thần Phong không được tự nhiên cười cười, dù sao hắn chính là thủy hồng phúc khẩu bên trong cái kia công tử thần bí. Tại Thủy Hồng Phúc cùng nước dễ dàng phàm đám người đưa tiến dưới Diệp Thần Phong cùng Bạch Tiểu Nhu đi tới Tử Vân sàn đấu giá cửa vào. Thủy Mộng Hàm một mặt không thôi nhìn xem Diệp Thần Phong, tinh khiết trên khuôn mặt còn có chút ít ghen tuông, người muốn giữ lại Diệp Thần Phong, nhưng nàng biết Diệp Thần Phong khẳng định có việc trọng yếu muốn làm, người cũng không phải là một cái bốc đồng nữ nhân, người biết nữ nhân quá tùy hứng, này sẽ làm cho nam nhân chán ghét. Thủy Mộng Hàm đi tới Diệp Thần Phong trước mặt, nói ra, Diệp Đại ca ngươi định phải quay về xem ta à hát, ta sẽ chờ ngươi. Thủy Tử Yên đối với vừa vặn biểu lộ trong lòng nàng đã có chút hối hận rồi. dù sao Diệp Thần Phong là muội muội nàng ưa thích nam nhân, nhưng nếu sự tình đã xảy ra, người cũng không muốn vi phạm nội tâm ý nghĩ. người cũng nói, đệ đệ, tỷ tỷ cũng sẽ nghĩ tới ngươi. kéo Diệp Thần Phong cánh tay bạch tiểu nhu, người không hiểu cái gì là giữa nam nữ yêu nhưng trong lòng nàng lại bắt đầu không thoải mái lên, thủy nhuận môi cũng vi vi tít lên. Bạch tiểu nhu ủng có thành thục mê người thân thể, nhưng nàng lại thiên chân vô tà, đại nữ nhân thành thục cùng tiểu nữ nhân đáng yêu, cộng đồng xuất hiện tại bạch tiểu nhu trên người, này làm cho bạch tiểu nhu mị lực là gia tăng mãnh liệt, huống chi người trong xương tràn đầy ngạo khí, chỉ có tại diệp thần phong trước mặt người mới sẽ biểu hiện ra chim nhỏ nép vào người một mặt. Diệp thần phong đối với thủy mộng hàm cùng nước tím mẹ nói thật hắn coi thủy mộng hàm là làm muội muội đối xử coi thủy tử Yên là làm bằng hữu đối xử đối mặt cái này hai phần cảm tình diệp thần phong chỉ có thể là một trận cười khổ lại nói tiếp vài câu phân những lời khác sau diệp thần phong cùng bạch tiểu nhu liền cùng rời đi thiên vân thành thủy hồng phúc nhìn xem diệp thần phong cùng bạch tiểu nhu bóng lưng biến mất hắn đối với thủy tử yên cùng thủy mộng hàm nói ra tử yên mộng hàm nếu như hai người các ngươi thật sự yêu thích diệp tiểu hữu như vậy ta cũng không phản đối, thậm chí còn hội tán thành. Dù sao từ cổ chí kim, cường giả bên người đều không chỉ một nữ nhân, lần sau nếu như Diệp Tiểu Hữu trở lại đến Thiên Vân Thành, hai người các ngươi tỉ muội liền nắm chắc cơ hội đi. Thủy Mộng Hàm nghe được ra ra mình lời nói sau, gương mặt của nàng lập tức trở nên hồng phác phác rồi, mà so sánh thành thục Thủy Tử Yên, trên mặt của nàng cũng lần đầu tiên hiện lên hai bôi đỏ ửng. Diệp Thần Phong cùng Bạch Tiểu Nhu một đường rời khỏi Thiên Vân Thành. Bởi Bạch Tiểu Nhu dáng dấp quá mức hấp dẫn con mắt, cho nên tại Diệp Thần Phong luôn mãi khuyên, Bạch Tiểu Nhu rốt cuộc đáp ứng rồi trở về hỗn độn nhẫn bên trong tiểu thế giới. Về phần thiên kim chuột tiểu kim cũng sớm đã bị Diệp Thần Phong để vào hỗn độn trong chiếc nhẫn rồi, từ khi Diệp Thần Phong cùng tiểu kim lập được chủ tớ khí ước sau đó tiểu kim trở nên thuận theo rất nhiều, Diệp Thần Phong cũng không cần phải lo lắng tiểu kim tại bên trong tiểu thế giới quấy rối rồi. Đối với Diệp Thần Phong tới nói cho dù mấy tháng không ngủ cũng không có vấn đề gì, đang đuổi một buổi tối đường sau đó Diệp Thần Phong tại trong một vùng núi làm sơ nghỉ ngơi. Diệp Thần Phong đem thủy ra cái kia tổ truyền hình chữ nhật hộp lấy ra, trong lòng của hắn nói ra, lão Bạch, lão Hắc, hiện tại liền phá tan chiếc hộp này thượng viễn cổ cấm chế đi. Diệp Thần Phong có phần không kịp chờ đợi muốn biết trong hộp rốt cuộc là thứ gì. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh nói ra, tiểu gia hỏa, trên cái hộp rậm rạp chẳng chịt hoa văn bố trí, trong này có quy luật nhất định, muốn muốn mở ra chiếc hộp này, dựa vào man lực là không được, chỉ cần đem trên cái hộp hoa văn một lần nữa bố trí, như vậy là có thể mở hộp ra rồi. Đương nhiên chính xác mở hộp ra hoa văn phương thức sắp xếp chỉ có một loại, nếu như một khi một lần nữa sắp xếp sai lầm, như vậy ngươi không những không mở ra hộp, còn có thể được Hoa Văn bên trong thả ra sức mạnh đánh chết. Bất quá, ngươi yên tâm đi, ta cùng lão Hắc sẽ không để cho ngươi được đánh chết, tiếp đó, ngươi chỉ muốn đi theo ta cùng lão Hắc chỉ huy đi làm, ngươi liền 100% có thể mở ra chiếc hộp này. Diệp Thần Phong cũng không nhiều lời nhiều lời, hắn đem hai tay đặt tại hộp Hoa Văn bên trên, hắn đem trong thân thể linh khí không ngừng truyền vào Hoa Văn bên trong. Tại đã tiêu hao hết hơn phân nửa linh khí, sau đó Hoa Văn thượng lóe lên hào quang màu trắng, căn cứ lão Bạch cùng lão Hắc chỉ huy, Diệp Thần Phong hai tay bắt đầu một lần nữa sắp xếp Hoa Văn bố trí, hắn có thể đủ cảm giác được Hoa Văn bên trong ẩn chứa sức mạnh, hắn hiện tại không hoài nghi chút nào lão Bạch lời đã nói rồi. Nếu như Diệp Thần Phong sắp xếp sai lầm, e sợ này Hoa Văn bên trong sức mạnh đầy đủ đưa hắn đánh giết mấy lần được rồi. Đại ước sau 20 phút Tại Lão Bạch cùng Lão Hắc dưới sự chỉ huy, Diệp Thần Phong một lần nữa bố trí hoa văn tốc độ phi thường nhanh. Chỉ cần đem một điều cuối cùng hoa văn một lần nữa sắp xếp, như vậy liền hoàn toàn đại công cáo thành. Diệp Thần Phong đem một điều cuối cùng hoa văn di động đến chính xác vị trí sau. Toàn bộ hình chữ nhật cổ điển hộp đột nhiên bắt đầu run rẩy từ một lần nữa bố trí hoa văn bên trong vọt lên một đạo tia sáng chói mắt. Sát theo đó, lạch cạch, một tiếng, hình chữ nhật hộp gỗ chính mình mở ra rồi. Nhưng mà, tại hộp gỗ mở ra trong nháy mắt, nhất cổ cổ lão uy thế từ bên trong hộp vọt ra, dĩ nhiên trực tiếp tập kích hướng Diệp Thần Phong. Này cổ uy không chỉ cổ lão, trong đó trả ẩn chứa tang thương khí tức. Luồng áp lực này giống như một đầu hồng thủy mãnh thú, mãnh liệt hướng về Diệp Thần Phong xung kích tới. Không hề chuẩn bị Diệp Thần Phong, dưới chân hắn bước chân nhanh chóng rút lui. Thế nhưng, đạo kiều uy thế tốc độ càng tăng nhanh hơn, trên mặt đất bùn đất không ngừng nổ tung, chung quanh cây cối được cuốn qua mảnh vỡ. Chỉ là số cái hô hấp ở giữa, cổ lão mà lại tăng thương uy thế liền áp sát diệp thần phong rồi. Mà lão bạch cùng lão hắc giọng nói vô cùng làm nghiêm nghị, bọn hắn không hẹn mà cùng nói ra, viễn cổ uy thế. Trong hộp dĩ nhiên ẩn chứa viễn cổ uy thế. Trường 1630, cường hãn nhục thân chiến kỹ. Oanh, oanh, Oanh. Viễn cổ uy thế giống như một tầng tầng sóng biển bình thường đánh vào Diệp Thần Phong trên ngực. Diệp Thần Phong đã đem trong gân mạch linh khí dòng sông thôi thúc đã đến cực hạn, lần sau thịt của hắn thân cường độ muốn so người cùng đẳng cấp cao hơn không ít. Thế nhưng tại thừa nhận lấy này dường như sóng biển vậy uy thế sau đó Diệp Thần Phong cảm giác cả người đều muốn rời ra từng mảnh, thân thể phảng phất được thiên quân vạn mã bước qua bình thường trên người phần lớn xương toàn bộ gãy vỡ hầu lung khẩu ngòn ngọt, tiên huyết đột nhiên từ trong miệng của hắn phun ra tung tóe. Này trong hộp viễn cổ uy thế lao ra quá đột nhiên, cũng quá mãnh liệt rồi. Diệp thần phong tại đây viễn cổ uy thế trước mặt không chút nào chống đỡ kháng lực lược, tại phần lớn xương đứt gãy sau đó diệp thần phong trực tiếp té lăn quay trên mặt đất, dày đặc đau đớn đâm kích hắn mỗi một cái thần kinh não bộ. Diệp thần phong ở trong lòng quát, lão bạch, lão hắc, chuyện gì thế này? Các ngươi không phải hố ta đây này chứ? Lòng ta oanh, 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 cho dù Diệp Thần Phong té lăn quay trên mặt đất, từ trong hộp kéo tới uy thế cũng không có đình chỉ, Diệp Thần Phong trong lòng lời nói đột nhiên im bặt đi. Này cổ lão mà lại tang thương viễn cổ uy thế, không ngừng trùng kích Diệp Thần Phong thân thể. Diệp Thần Phong quần áo trên người vỡ tan, da thịt cùng huyết nhục từng khối từng khối vỡ nứt ra, máu tươi từ vết thương bên trong nhanh chóng tràn ra. Rất nhanh diệp thần phong cả người đều ngâm ở tiên huyết bên trong diệp thần phong tại đây viễn cổ uy thế trước mặt hắn tự như cùng một con kiến một con bất cứ lúc nào cũng có thể được này viễn cổ uy thế ép chết con kiến tử vong nguy hiểm tới quá mãnh liệt rồi diệp thần phong trong đầu ý thức bắt đầu bắt đầu mơ hồ hắn hiện tại nhất định muốn lập tức trốn bên trong tiểu thế giới rồi bằng không hắn thật là cũng bị này viễn cổ uy thế bắn cho chết rồi Tại Diệp Thần Phong trong đầu mới vừa nhô ra ý nghĩ này thời điểm, Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh vội vàng nói, tiểu gia hỏa, đây nhất định là một loại thử thách, chỉ có tiếp nhận được thử thách, người mới có thể đạt được lợi ích, ta cùng Lão Hắc suy đoán tuyệt đối chưa làm gì sai. Tiểu gia hỏa, lẽ nào ngươi muốn từ bỏ cơ hội này sao? Người khi đó tại âm minh tông thượng chỉ thi triển một lần bất tử kim thân, người vẫn có thể thi triển hai lần là bất tử kim thân đây người chẳng lẽ không muốn trở thành chân chính cường giả? Được lão bạch ngô phong dối rảnh vừa nói như thế, cả người máu me đầm đìa hiểu rõ diệp thần phong, hắn trong mắt đen nhánh vi vi ngưng lại, thân thể bên trong lại lần nữa bốc cháy lên ý chí chiến đấu. Phàm là có thể để cho mình biến thành cường giả, diệp thần phong khẳng định đều không muốn bỏ qua, hắn nhất định muốn trở nên mạnh mẽ, hắn nhất định muốn trở nên càng mạnh hơn, hắn yếu đến sống mãi hắn muốn cho người ở bên cạnh đều đến sống mãi. Giờ khắc này, Diệp Thần Phong hư nhược liền cắn chặt răng răng cũng không làm được, hắn tại trong thân thể nhanh chóng đã vận hành lên thần huyết huyết bất tử kim thân. Này bất tử kim thân chính là thần huyết huyết bên trong một loại chiêu thức, có thể lợi dụng tiêu hao thần huyết đến trong thời gian ngắn khôi phục thương thế, chỉ cần có một hơi tại, dựa vào bất tử kim thân là có thể hoàn toàn khôi phục như cũ. Diệp thần phong trong thân thể thần huyết nhanh chóng hướng về bị thương mà an hội tụ, trên người hắn được một tầng hào quang màu vàng cho bao phủ lại rồi, xương đang nhanh chóng khép lại, nước toác vết thương cũng đang nhanh chóng khép lại. Diệp thần phong một lần nữa từ trên mặt đất đứng lên, thương thế trên người hắn trong nháy mắt toàn bộ khôi phục lại. Nhưng mà, từ bên trong hộp kéo tới viễn cổ uy thế cũng không có đình chỉ, cổ lão mà lại tang thương viễn cổ uy thế, giống như một đầu nằm dạp mấy vạn năm mãnh thú, nó muốn đem Diệp Thần Phong thân thể xé nát. Lúc này, Diệp Thần Phong cũng có ngồi chờ chết rồi, hắn rút ra sau lưng hắc huyền kiếm, hắn không ngừng dùng tới chiến kỹ, nỗ lực để xung kích tới uy thế yếu bớt. Long tường cửu thiên, phượng hoàng dương cánh, cấp ba hàn băng kiếm y phóng thích mà ra, ba cái màu trắng cự long ngưng tụ mà thành. Cấp hai hỏa chi kiếm ý cùng phượng hoàng áo nghĩa dung hợp, hai chỉ mang theo một tia hỏa phượng hoàng hơi thở phượng hoàng cũng ngưng tụ mà thành tuy rằng dùng hắc huyền kiếm thi triển phượng hoàng dương cánh, so với dùng lửa vẫn kiếm thi triển phải yếu hơn không ít, thế nhưng Diệp Thần Phong xuất hiện tại không có thời gian đi lấy xuất hỏa vẫn kiếm đến rồi. Tại viễn cổ uy thế trước mặt, Long tường cửu thiên cùng phượng hoàng dương cánh sức mạnh hiện ra được quá mức nhỏ bé, này hai cỗ lực lượng trong nháy mắt đã bị viễn cổ uy thế cắn nuốt mất rồi. Mà Diệp Thần Phong trong tay hắc huyền kiếm lại không có đình chỉ thất dai bất khuất kiếm ý. Một đạo khổng lồ màu nâu kiếm khí hướng về viễn cổ uy thế tập kích mà đi. Đáng tiếc là Diệp Thần Phong thực lực quá yếu, hắn không cách nào phát huy ra Thất giai bất khuất kiếm ý uy lực thực sự. Thất giai bất khuất kiếm ý đồng dạng là được viễn cổ uy thế cắn nuốt. Oanh, oanh, oanh. Từng tầng từng tầng viễn cổ uy thế đụng vào Diệp Thần Phong trên người, lần này viễn cổ uy thế so với vừa vặn mạnh hơn 8 lần khoảng chừng diệp thần phong trên người là tuôn ra một đoàn lại một đoàn xương máu uy thế chả không có đình chỉ diệp thần phong cảm giác cả người hắn đều phải bị uy thế cho diệt sạch bất tử kim thân tại uy thế oanh kích không ngừng tiếp tục đồng thời diệp thần phong thi triển ra một lần cuối cùng là bất tử kim thân trong thân thể thần huyết không ngừng khép lại diệp thần phong vết thương có thể xa xa của uy ép lại đang không ngừng để vết thương tăng nhanh Diệp thần phong trong thân thể có thể tiêu hao thần huyết cũng càng ngày càng ít thẳng đến lần thứ hai bất tử kim thân hiệu quả biến mất, bởi viễn cổ uy thế oanh kích không có đình chỉ, diệp thần phong trên người nhưng vẫn là che kín rậm rạp chẳng chịt vết thương. Diệp thần phong biết nếu như không có hai lần bất tử kim thân trợ giúp, chỉ sợ hắn dựa vào chính mình chống đối, hắn hiện tại đã biến thành một bộ thi thể rồi. Nếu lão bạch cùng lão hắc suy đoán đây là một cái thử thách, chỉ có tiếp nhận được thử thách mới phải nhận được chỗ tốt như vậy hiện tại diệp thần phong tuyệt đối không muốn tránh lánh coi như là không cách nào thi triển bất tử kim thân hắn cũng không muốn tránh né bởi vì diệp thần phong muốn trở nên mạnh hơn hắn phải biến đổi tị hắn yếu hoàn toàn trở nên mạnh mẽ nồng nặc chiến ý từ trên người diệp thần phong tản mát ra mà lão bạch cùng lão hắc cũng cảm giác diệp thần phong yếu chống đỡ không nổi nữa bọn hắn không nghĩ tới từ trong hộp kéo tới viễn cổ uy thế như thế cuồn cuộn không đoạt bọn hắn muốn khuyên Diệp Thần Phong buông tha cho. Nhưng chính lúc thời điểm này, viễn cổ uy thế đình chỉ oanh kích Diệp Thần Phong này cuồn cuộn không đoạn viễn cổ uy thế, ở trong không khí tạo thành một cái mơ mơ hồ hồ bóng người, mơ hồ có thể nhìn ra bóng người này hẳn là một người đàn ông, một người trung niên nam nhân. Đạo này do viễn cổ uy thế hình thành bóng người đứng chắp tay, ánh mắt của hắn nhìn xem Diệp Thần Phong, trên người tản ra nhất cổ vĩnh viễn không tiêu diệt chiến ý. Mà Diệp Thần Phong tại đây đạo bóng người nhìn chăm chú, hắn có một loại không chỗ nào che giấu năm quái cảm giác. Đạo này bóng người hầu lung bên trong phát ra tang thương âm thanh, thực lực quá yếu, thực lực của ngươi quá yếu, bất quá, có thể lĩnh ngộ ba loại kiếm ý, thiên phú của ngươi phải rất khá. Ta được thế nhân xưng là chiến vương, một đời chỉ biết là một chữ chiến, ta mặc dù có thể đánh đâu thắng đó, cùng ta tu luyện một loại cường thân chiến kỹ chặt chẽ không thể tách rời sau đó ta đem cái này cường thân chiến kỹ thay đổi rất nhiều, ta đưa nó đặt tên là chiến vương cường thân quyết. ta một lần nữa thay đổi cường thân quyết, ngay cả ta cũng chưa kịp tu luyện. cũng được, cũng được, ngươi đã có thể tại của ta uy thế dưới kiên trì lâu như vậy, tuy rằng vừa vạn uy thế ngay cả ta thời kỳ toàn thịnh một phần vạn cũng không có, thế nhưng ngươi đã tương đối khá, ta liền tương chiến vương cường thân quyết truyền thụ cho ngươi, ngươi là trên thế giới này cái thứ nhất tu luyện chiến vương cường thân quyết người tang thương rứt tiếng đạo kia bóng người không có cho diệp thần phong cơ hội nói chuyện đạo kia bóng người nhanh chóng hướng về diệp thần phong lướt tới tại diệp thần phong trả chưa kịp phản ứng thời điểm bóng người hóa thành một chùm sáng sương mù chui vào diệp thần phong trong não cả người là che kín vết thương diệp thần phong hắn đột nhiên cả kinh trong đầu hắn không giải thích được xuất hiện một môn tên là chiến vương cường thân quyết thịt thân chiến kỹ chiến vương cường thân quyết chiến thiên chiến địa, chiến tận tất cả sinh linh. Thịt thân tụ thiên địa chi tinh hoa, cô động vĩnh viễn không bao giờ hủy diệt thân. Diệp thần phong tra xét trong đầu liên quan với chiến vương cường thân quyết pháp môn, cái môn này chiến kỹ không có nói rõ cụ thể cấp bậc, căn cứ trong đó pháp môn suy đoán, một cửa này chiến kỹ có thể không ngừng cường hãn thịt thân, có thể làm cho thịt thân cường độ xa xa lăng giá ở những người khác, thậm chí khiến người khác ngước nhìn. Lần sau, theo tương chiến vương cường thân quyết tu luyện tầng thứ càng ngày càng cao. Này chiến vương cường thân quyết không đơn thuần là cường hãn thịt thân chiến ký, nó vẫn là có lực công kích, theo chiến ý càng ngày càng nồng nặc, có thể càng chiến càng hăng. Có thể nói gặp mạnh thì mạnh, gặp nhược thì yếu. Chỉ là thô sơ giản lược quét một lần liên quan với chiến vương cường thân quyết tu luyện phương pháp cùng giới thiệu, Diệp Thần Phong trong lòng liền lập tức kích động. Này chiến vương cường thân quyết tuyệt đối là hiếm có thứ tốt ha-hát chương 1631, không phải một y hệt kiểu như châu bò. Chiến vương cường thân quyết tổng cộng chia làm vì 5 tầng. Một cái đến 5 tầng đều là không ngừng cường hóa nhục thân, nhưng chỉ cần tu luyện tới tầng thứ 3, liền có thể từ đó lĩnh ngộ mộ một chiêu tên là chiến vương nộ. Chiêu thức, này chiến vương nộ chính là có thể theo chiến ý càng ngày càng nồng nặc, càng chiến càng hăng được rồi. Đương nhiên, nếu như tu luyện tới tầng thứ 4, để ngũ tầng, không chỉ vẫn có thể tiếp tục cường hóa nhục thân, chiến vương nộ một chiêu này power cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Nói cách khác tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai, đơn riêng chỉ là có thể cường hóa nhục thân, còn chưa thể phát huy ra chiến vương cường thân quyết bên trong sức chiến đấu. Tại đạo nhân ảnh kia hóa thành quang vụ tiến vào diệp thần phong trong đầu sau đó trong đầu của hắn không chỉ có nhiều hơn tu luyện chiến vương cường thân quyết pháp môn, trả nhiều hơn nhất cổ mơ mơ hồ hồ sức mạnh. Lão Bạch cùng Lão Hắc đương nhiên cũng cảm thấy, Diệp Thần Phong trong đầu pháp môn tu luyện rồi, Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh chợt tỉnh ngộ nói, đúng rồi, đúng rồi, viễn cổ chiến vương, vừa vặn uy thế hẳn là là tới từ ở viễn cổ chiến vương, tại ta cùng Lão Hắc khi còn sống, chúng ta cũng đã từng nghe nói viễn cổ chiến vương sự tích. Này viễn cổ chiến vương sinh ra ở viễn cổ thời đại sơ kỳ, hắn chính là viễn cổ thời đại sơ kỳ tiếng tăm lừng lẫy cường giả, tại viễn cổ thời đại sơ kỳ, vùng thế giới này đâu đâu cũng có chiến loạn. Viễn cổ sơ kỳ chính là là cường giả rực rỡ thời đại, đáng tiếc thực lực lại làm sao người cường hãn, cuối cùng cũng chạy không thoát vừa chết, từ xưa đến nay chả không có bất kỳ người nào có thể đến sống mãi đây này. Lão trắng giọng nói chuyện bên trong mang theo có chút bi thương, này lão bạch cùng lão hắc khi còn sống chỗ ở niên đại, chính là viễn cổ thời đại thời kỳ cuối rồi. Lão Hắc Giang Vận Thiên mở miệng nói ra, tiểu tử, lúc này ngươi lại nhặt được bảo hảo hảo tu luyện này chiến vương cường thân quyết đi có lẽ ngươi đem là cái thứ nhất có thể đến sống mãi người lão bạch ngô phong rỗi rảnh cũng tiếp tới nói ra tiểu gia hỏa lão hắc nói một chút cũng không sai chiến vương cường thân quyết tuy rằng cấp bậc mơ hồ thế nhưng đường đường viễn cổ chiến vương thay đổi qua chiến kỹ cái môn này chiến kỹ tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy tiểu gia hỏa Ta cùng lão Hắc đều cảm giác được ngươi trong đầu nhiều hơn nhất cổ mơ mơ hồ hồ sức mạnh, đó phải là viễn cổ chiến vương để lại cho ngươi. Vừa nãy uy thế hình thành bóng người bên trong lưu lại một tia ý chí, hiện tại cái kia một tia ý chí đã hoàn toàn biến mất rồi. Mà ngươi trong đầu uy thế sức mạnh không có biến mất. Hảo Hảo lợi dụng nguồn sức mạnh này, ngươi bây giờ lập tức tu luyện chiến vương cường thân quyết, nói không chắc hội có thu hoạch không nhỏ. Diệp Thần Phong cảm ứng này trong đầu mơ mơ hồ hồ sức mạnh. Hắn cũng không muốn để nguồn sức mạnh này một mực lưu lại tại trong đầu của hắn, vạn nhất đến lúc xảy ra vấn đề nhưng thì khó rồi, vẫn là mau chóng đem nguồn sức mạnh này cho đã luyện hóa được đi. Cả người che kín vết thương Diệp Thần Phong, hắn lập tức ngồi xếp bằng ở trên mặt đất. Bắt đầu cẩn thận duyệt đọc khởi chiến vương cường thân quyết pháp môn tu luyện rồi. Chiến vương cường thân quyết tầng thứ nhất. Cường huyết nhục cường xương cốt, cường cân mạch. Diệp thần phong yên lặng đọc lấy chiến vương cường thân quyết. Hắn bây giờ đầu tiên yếu bước vào tầng thứ nhất, tại bước vào tầng thứ nhất sau đó hắn liền có thể đại khái hiểu được, này chiến vương cường thân quyết có phải không thật sự cực kỳ nghịch thiên. Bây giờ Diệp Thần Phong thực lực tại tạo hóa cảnh nhất trọng thiên trung kỳ, nhưng là cơ thể hắn cường độ đủ để so với tạo hóa cảnh tứ trọng thiên trung kỳ cao thủ rồi. Trong tình huống bình thường, theo thực lực tăng lên, nhục thân cường độ cũng mới sẽ cùng theo chậm rãi tăng lên. Nếu như một người nhục thân cường độ rất xa vượt qua thực lực của hắn, như vậy nhục thân cường độ tăng trưởng liền sẽ biến chỉ hoãn xuống. Trừ phi tu luyện cường hóa nhục thân chiến kỹ. Thế nhưng, tại toàn bộ địa huyền giới tương đối cao minh cường hóa nhục thân chiến kỹ phi thường ít thấy. Bình thường người tu luyện sẽ không lựa chọn đi cố ý cường hóa nhục thân, hơn nữa rất rất mạnh hóa nhục thân phương pháp đều cực kỳ thống khổ, đại đa số người tu luyện tình nguyện tốn thời gian tại tu vi tăng lên bên trên, dù sao tại đại đa số người trong mắt, tu vi tăng lên mới là vương đạo. Ngồi xếp bằng diệp thần phong, hắn song mắt nhắm chặt, trên người từng đạo vết thương sâu tới xương cực kỳ khủng bố, hắn mũi hô hấp chậm rãi trở nên đều đặn, mỗi lần hít thở giữa tràn đầy một loại nhịp điệu. Chiến vương cường thân quyết tầng thứ nhất pháp môn tu luyện, Diệp Thần Phong đã tại trong đầu thông hiểu đạo lý rồi, Hắn sức lĩnh ngộ muốn so thiên tài đều mạnh hơn rất nhiều. Này chiến vương cường thân quyết là trải qua viễn cổ chiến vương thay đổi, liền ngay cả viễn cổ chiến vương chính mình cũng không có tu luyện qua, có thể nói Diệp Thần Phong là trên thế giới này cái thứ nhất làm liều đầu tiên mà được lợi người. Diệp Thần Phong tương chiến vương cường thân quyết pháp môn ở trong người từ từ vận chuyển. Pháp môn một vòng lại một vòng tại Diệp Thần Phong trong cơ thể vận chuyển, vừa bắt đầu Diệp Thần Phong chút nào không có cảm giác đến bất kỳ không trôi chảy. Này chiến vương cường thân quyết không khỏi tu luyện rất đơn giản chứ. Tuy nói pháp môn vận chuyển vô cùng đơn giản, thế nhưng Diệp Thần Phong chút nào không có cảm giác đến trong cơ thể có bất kỳ biến hóa nào. Thẳng đến vận chuyển một trăm vòng mấy lúc sau, nhất cổ sót ruột đâm nhói để Diệp Thần Phong trong nháy mắt nhe răng trợn mắt lên sát theo đó, như thủy triều đau đớn che kín toàn thân của hắn trên người của hắn cảm giác đau thật giống được vô hạn phóng đại, cao thấp từng cái mau mảnh khổng, mỗi một tế bào đều lâm vào vĩnh viễn đau nhức bên trong. Loại đau nhức này căn bản vô pháp dùng ngôn ngữ để biểu đạt, theo lý tới nói, đau nhức tới cực điểm liền sẽ chết lặng, thế nhưng Diệp Thần Phong cảm giác đau thần kinh chẳng những không có chết lặng, trái lại là càng phát rõ ràng. Trong miệng là từng miếng từng miếng hút vào hơi lạnh, chỉnh cái đầu bên trong cũng che kín đau đớn, phảng phất chỉnh cái đầu đều phải nổ tung bình thường cái loại này ngục giống như dằn vặt đau đớn, khiến cho Diệp Thần Phong yếu chấm dứt vận chuyển chiến vương cường thân quyết pháp môn. Nhưng là, này chiến vương cường thân quyết pháp môn dĩ nhiên căn bản ngưng hẳn không được, một vòng lại một vòng tại Diệp Thần Phong bên trong thân thể không ngừng vận chuyển. Diệp Thần Phong trong đầu cái cỗ này mơ mơ hồ hồ sức mạnh, bắt đầu sinh ra một ít phản ứng, nguồn sức mạnh này chảy ra Diệp Thần Phong não bộ, hướng về Diệp Thần Phong toàn thân khuếch tán mà đi. Tại này cỗ mơ mơ hồ hồ sức mạnh khuếch tán ra trong nháy mắt, Diệp Thần Phong thân thể đau đớn nhảy lên tới đỉnh cao nhất, cả người bắt đầu không ngừng co quắp, phảng phất được đến hàng mấy chục ngàn độc trùng tại gặm cắn. Diệp Thần Phong ngực cũng từng đợt khó chịu, loại này khó chịu cảm giác sắp khiến hắn tắt thở, phảng phất được từng con viễn cổ mãnh liệt giống như dẫm đạp ở ngực. Cái cỗ này mơ mơ hồ hồ sức mạnh đang nhanh chóng hòa vào, Diệp Thần Phong toàn thân huyết nhục, gân mạch cùng xương cốt bên trong. Diệp Thần Phong chỉnh cái thân thể của con người mở trở nên phồng lên. Nguyên bản trên người nước toác vết thương đã không chảy máu nữa rồi, bây giờ tiên huyết lần thứ hai ào ào chảy ra. Thống khổ, cực kỳ thống khổ, phi thường, vô cùng thống khổ. Cái cảm giác này đúng là đau đến không muốn sống rồi, Diệp Thần Phong hai cái lông mày đều phải vặn đến cùng nhau. Miệng hắn bên trong cắn răng thật chặt răng, máu tươi từ khóe miệng của hắn chậm rãi tràn ra. Mà giờ khắc này, Diệp Thần Phong tuy rằng lâm vào vô hạn trong thống khổ, nhưng là trong cơ thể hắn lại đang phát sinh một loại biến hóa. Đầu tiên, diệp thần phong bên trong thân thể xương cốt tại từng cây từng cây trở nên càng cứng rắn hơn, sau đó bám vào xương cốt thượng gân mạch cũng đang trở nên cứng cỏi lên. Cuối cùng, Diệp thần phong vết thương trên người đang chậm chậm một đạo một đạo khép lại, máu thịt của hắn cũng đang chậm rãi trở nên cường hãn. Diệp thần phong ngồi xếp bằng ngồi xuống chính là một ngày. Sau một ngày, ngồi xếp bằng ngồi ở trên mặt đất diệp thần phong, hắn đã không cảm giác được bên trong thân thể đau nhức kịch liệt, trái lại nhiều hơn một cỗ sảng khoái. Diệp thần phong trên người rút xuống một lớp da, phảng phất là vỏ rắn lột da bình thường diệp thần phong vết thương trên người đã hoàn toàn khép lại hơn nữa hắn ra trên người có vẻ cực kỳ có sáng bóng từ cơ thể hắn bên trong còn mơ hồ tản ra nhất cổ khí thế cường hãn diệp thần phong mở mắt ra ánh mắt của hắn trở nên càng thêm ác liệt rồi hắn run rẩy một cái thân thể hắn biết hiện tại hắn là khóa nhập chiến vương cường thân quyết tầng thứ nhất hắn rõ ràng cảm thấy chính mình nhục thân biến hóa nhưng hắn bây giờ nhục thân cụ thể cường hãn tới trình độ nào hắn chả không cách nào đánh giá mỏ ra cho nên diệp thần phong ở trong lòng hỏi lão bạch lão hắc ta bây giờ nhục thân cường độ đến trình độ gì khụ khụ lão bạch ho khan hai tiếng sau đó nói ra tiểu gia hỏa người bây giờ nhục thân cường độ đủ để so với luân hồi cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong cao thủ nhục thân cường độ đủ để so với luân hồi cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong cao thủ này đây là con tôm tình huống phải biết Diệp Thần Phong mới vừa vặn bước vào chiến vương cường thân quyết tầng thứ nhất a -H. Tại không có tu luyện chiến vương cường thân quyết trước đó, cơ thể hắn cường độ chỉ có thể so sánh tạo hóa cảnh tứ trọng thiên trung kỳ cao thủ, bây giờ, bây giờ, lại. Diệp Thần Phong trong lúc nhất thời cũng có chút chưa hoàn hồn lại rồi. Này chiến vương cường thân quyết xem ra cũng không phải bình thường kiểu như châu bò A-Hát. Trường 1632, Đồ Vô Sỉ cảm thụ trong máu mênh mông sức mạnh. Đây là tinh khiết thịt thân sức mạnh a hát, trong đó không pha bất kỳ một tia linh khí. Luân hồi cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong thịt thân cường độ, tỉnh hồn lại diệp thần phong, hắn đối này chiến vương cường thân quyết phi thường hài lòng, vô cùng thỏa mãn. Diệp thần phong không có thôi thúc trong gân mạch linh khí dòng sông, hắn thân ở một mảnh to lớn bên trong dãy núi. Diệp thần phong thân thể bay thẳng đến chung quanh cây cối và đánh tới, hắn không có sử dụng bất kỳ một tia linh khí, hoàn toàn là dựa vào tinh khiết thịt thân cường độ. Âm, 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 âm. Diệp thần phong giống như một đài hình người nghiền ép cơ, phàm là bị hắn thân thể đánh tới cây cối, trong khoảnh khắc ầm ầm sụp đổ gãy vỡ. Diệp thần phong là một đường thông suốt, chỉ là trong vòng mấy cái hít thở, hắn phải dựa vào thịt thân cường độ, trực tiếp đem hơn 30 khỏa tre trời đại thụ cho đụng gầy mà trên người hắn lại không có để lại bất kỳ một tia vết thương, thậm chí ngay cả một khối da đều không có trả phá. Tiểu tử, người cũng không nên quá đắc ý vinh váo rồi, theo ta thấy này chiến vương cường thân quyết phi thường khó mà tu luyện, coi như là thiên tài, tại mới vừa tu luyện thời điểm, muốn bước vào tầng thứ nhất, sợ rằng cũng phải tiêu tốn một thời gian thật dài, người là vì có trong đầu nguồn sức mạnh kia trợ giúp, người mới thuận lợi như vậy khóa nhập tầng thứ nhất có thể là ngươi vừa vặn bước vào tầng thứ nhất, thịt của ngươi thân cường độ mới tấn mãnh tăng lên, về sau ngươi tu luyện này chiến vương cường thân quyết, e sợ thịt thân cường độ cũng chỉ sẽ từ từ tăng lên. Thân huyết quyết cùng ma thiên quyết là có một không hai công pháp, bây giờ này chiến vương cường thân quyết tuyệt đối là một môn cực kỳ đặc thù chiến kỹ. Tiểu tử, nếu như nói bên trong vùng thế giới này có người có thể đến sống mãi, như vậy trừ ngươi ra chi kiện, e sợ lại cũng không có người nào khác rồi, Tiểu tử ngươi về sau thật tốt tu luyện đi. Đến Vĩnh Viễn Ngưu, Diệp Thần Phong trong nháy mắt nắm chặt nắm đấm, hắn giờ khắc này thân thể bên trong nhiệt huyết dâng trào, đây là hắn sau này truy đuổi duy nhất một cái mục tiêu rồi. Đến sống mãi, để người ở bên cạnh đều đến sống mãi. Diệp Thần Phong quyết định chờ lần này đi hướng Long Nguyên Bí cảnh, sau đó từ Long Nguyên Bí cảnh sau khi đi ra, hắn liền muốn đem thế tục giới người thân toàn bộ nhận được địa huyền giới đến rồi. Diệp Thần Phong một lần nữa về tới cái kia thủy gia tổ truyền hộp trước, trong cái hộp này đã không có vật gì rồi, chỉ có cổ lão cùng tang thương khí tức từ bên trong không ngừng bay ra. Xem ra thủy gia tổ tiên cũng hẳn là trong lúc vô tình mới được đến chiếc hộp này. Diệp Thần Phong thanh hộp một lần nữa khép lại, hộp mặt ngoài rậm rạp chẳng chịt hoa văn vẫn còn, này hoa văn được rót vào một cổ cường đại sức mạnh, một khi đem hoa văn phương thức sắp xếp tính sai, từ hoa văn bên trong liền sẽ oanh kích tập một đạo lực lượng cường đại. Diệp thần phong đem trên cái hộp hoa văn hoàn nguyên thành đóng trạng thái, sau đó, hắn đem hộp cho thu nhập hỗn độn trong nhẫn. Chiếc hộp này về sau ngược lại là có thể dùng để âm người. Dù sao trong hộp trả cất giữ cổ lão cùng tăng thương khí tức về sau Diệp Thần Phong chỉ cần khiến người khác cảm giác được trong đó khí tức, những người khác nhất định sẽ cho rằng trong đó có bảo vật, một khi đem trên cái hộp hoa văn làm loạn, như vậy liền sẽ trực tiếp được hoa văn bên trong sức mạnh đánh chết rồi. Diệp Thần Phong tại đem cổ điển mà lại dày nặng hộp thu nhập hỗn độn trong nhẫn sau, hắn này mới phát giác trên người mình là áo không đủ che thân rồi, hắn quần áo trên người đã sớm trở nên rách dưới rồi. Hơn nữa Diệp Thần Phong trên người còn có một loại mùi lạ nói, hắn nhất định muốn tìm một chỗ trước tiên tắm rửa. Diệp Thần Phong nghi tâm thần niệm lập tức khuếch tán ra ngoài, rất nhanh hắn liền phát hiện tại sơn mạch phía tây địa phương cần phải có một chỗ hồ nước. Diệp thần phong dự định trước tiên giặt xong một cái tắm hắn mở lại trình về diệp môn. Diệp thần phong bóng người nhanh chóng đi phía tây lao đi rồi. Ước chừng sau 5 phút, diệp thần phong tầm mắt rộng rãi sáng sủa, ở trước mặt hắn là một chỗ hồ nước khổng lồ. Bên trong hồ nước nước lớn vô cùng trong suốt, không khí chung quanh cũng cực kỳ thanh tân, diệp thần phong hít một hơi thật sâu diệp thần phong đem trên người rách nát quần áo bỏ đi sau đó phù phù một tiếng hắn liền trực tiếp nhảy vào giữa hồ bên trong hồ nước nước có phần lạnh lẽo nhưng đối với diệp thần phong như vậy tu luyện xem ra những này lạnh lẽo căn bản không đáng sợ diệp thần phong tại bên trong hồ nước thoải mái giặt thân thể đột nhiên diệp thần phong khẽ cao mày động tác của hắn đột nhiên đình chỉ lại bởi vì diệp thần phong cảm giác mình trong thân thể linh khí thật giống được ép chế trụ cái cảm giác này tới quá đột nhiên. Tại Diệp Thần Phong thử nghiệm thôi thúc trong gân mạch linh khí dòng sông sau hắn là hoàn toàn khẳng định, hắn trong thân thể linh khí đúng là được ép chế trụ. Diệp Thần Phong quét mắt chu vi, hắn không có cảm giác được không thích hợp địa phương, hắn ở trong lòng hỏi, lão bạch, lão hắc, ta trong thân thể linh khí làm sao sẽ được ép chế trụ. Lão bạch ngô phong dối rảnh cảm ứng lộ ra Diệp Thần Phong thân thể, tại cảm ứng một phen sau đó hắn nói ra, tiểu gia hỏa, người thấy bên bờ hồ bên trái bên trong góc cùng bên phải bên trong góc mọc đầy cỏ xanh sao. Loại này cỏ xanh tên là ép linh thảo, bề ngoài cùng phổ thông cỏ không có gì khác nhau, thế nhưng chúng nó có thể thả ra một loại không có mùi vị mùi, một khi bị tu luyện người hút vào trong thân thể. Tu luyện người trong thân thể linh khí sẽ bị tạm thời ép hạn chế, bất quá, sau nửa canh giờ là có thể triệt để khôi phục lại. Ép linh thảo mùi chỉ có thể ảnh hưởng biện luân hồi cảnh trở xuống người, yên tâm, này ép linh thảo đối thân thể của ngươi thể không có bất kỳ thương tổn gì. Lão hắc giang vận thiên nhưng là của trách nói, tiểu tử, ngươi không cần mỗi sự kiện đều dựa vào ta cùng lão bạch, ngươi muốn học chính mình độc lập, ngươi tiểu tử này ta nhất định phải cùng ngươi tốt nhất nói một chút, tương lai có một ngày ngươi nhất định sẽ thoát ly ta cùng lão bạch, ta. Tại lão hắc giang vận thiên lại nhà lại nhải của trách diệp thần phong thời điểm. Bầu trời xa xăm trong, có bốn đạo bóng người xa hơn bên này bay đến, có thể bay trên trời, bốn người này tối thiểu đều tại tạo hóa cảnh tầng thứ. Bốn người này niên kỷ vô cùng trẻ tuổi, đại khái đều chỉ có hơn 20 tuổi đi. Trong đó ba nam một nữ, một tên dáng dấp coi như là khá lắm rồi thanh niên, hắn bay ở phía trước, thực lực của hắn tại tạo hóa cảnh tam trọng thiên sơ kỳ, tên của hắn gọi là Trương Thánh Tài, hắn chính là nhất phẩm tông môn kiếm vũ sơn trang đệ tử tại trương thánh tài bên cạnh theo sát một tên dáng dấp trung cao cấp nữ nhân nữ nhân này thực lực tại tạo hóa cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ tên của nàng gọi là phạm mộng tuyết người chính là nhất phẩm tông môn phong lôi tông đệ tử tại trương thánh tài cùng phạm mộng tuyết sau lưng hai cái thanh niên một người thể to lớn cường tráng như châu thanh niên thực lực của hắn tại tạo hóa cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong tên của hắn gọi là vạn ngày hổ hắn chính là nhất phẩm tông môn tinh vân tông đệ tử về phần cái cuối cùng thân thể nhìn như có phần gầy yếu thanh niên. Hắn và Phạm Mộng Tuyết giống nhau là phong lôi tông đệ tử, tên của hắn gọi là Phương Ninh Văn, thực lực tại tạo hóa cảnh nhị trọng thiên hậu kỳ. Phạm Mộng Tuyết ánh mắt liên tiếp hướng về Trương Thánh Tài biểu đạt yêu thương, người mở miệng nói, Trương Đại Ca, lần này ngươi có thể tiến vào Long Nguyên bí cảnh thật sự là quá tốt, chỉ là Trương Ca ngươi từ Long Nguyên trong bí cảnh đi ra, ngươi có hay không quên ta. Kiếm Vũ Sơn trang trương thánh tài, trên mặt hắn hiện lên cực kỳ cao ngạo vẻ mặt, hắn khoát tay áo một cái, nói ra, Mộng Tuyết, các loại ta lần này từ Long Nguyên trong bí cảnh sau khi đi ra, ta liền cưới ngươi. Địa Huyền giới tứ đại nhất phẩm tông môn trong lúc đó thường thường hội thông ra, loại chuyện này là lũ kiến bất tiên. Địa Huyền giới tứ đại nhất phẩm tông môn theo thứ tự là Phong Lôi tông, Kiếm Vũ Sơn trang, Tinh Vân tông cùng Thiên Âm môn, trong đó Thiên Âm môn người so sánh thanh cao không muốn làm ra một ít cầu thả sự tình, cho nên trước đây không lâu mặt khác ba đại tông môn lão tổ đi tấn công xích viêm tông, thiên âm môn cũng không có tham dự ở trong đó. Lần này Long Nguyên bí cảnh mở ra, tứ đại nhất phẩm trong tông môn nội tình phi thường hùng hậu, trong đó mũi tên mới cũng có rất nhiều, cho nên chỉ có thực lực đến tạo hóa cảnh tam trọng thiên sơ kỳ người, đồng thời tại 30 tuổi trở xuống, tại từng người trong tông môn mới có tư cách thu được Long Cốt Lệnh, do đó mới có thể tiến vào Long Nguyên bí cảnh. Trương Thánh Tài bọn bốn người trong, tại từng người trong tông môn, chỉ có Trương Thánh mới có tư cách tiến vào Long Nguyên bí cảnh, này Trương Thánh Tài ngược lại cũng có mấy phần kiêu ngạo tư bổn. Khi nghe đến Trương Thánh Tài lời nói sau, Phạm Mộng Tuyết là mị nhãn liên tục, phàm là có thể từ Long Nguyên trong bí cảnh sống sót mà đi ra ngoài, tương lai nhất định có thể trở thành một phương cường giả. Phạm Mộng Tuyết đột nhiên nhìn thấy phía trước bên trong dãy núi có một mảnh hồ nước khổng lồ. Người cũng không hề lưu ý đến bên trong hồ nước Diệp Thần Phong, thân ảnh của nàng bay thẳng đến hồ nước bay đi, nói ra: "Trương đại ca, phía dưới hồ nước rất đẹp, chúng ta đi nghỉ ngơi một hồi đi." Phạm Mộng Tuyết bay ở đằng trước, người cái thứ nhất đến hồ nước bên bờ, mà Diệp Thần Phong cũng vừa hay từ trong hồ đi ra, tình cảnh này vừa lúc bị Phạm Mộng Tuyết nhìn một cái vừa vặn, Phạm Mộng Tuyết lập tức khẽ kêu nói: "Người cái không hổ thẹn chi đồ." Trương Thánh Tài Vạn ngày hổ cùng Phương Ninh Văn cũng rơi vào bên bờ. Mà Diệp Thần Phong cũng đã đổi lại sạch sẽ y phục. Trương Thánh Tài tức giận nhìn chăm chú vào Diệp Thần Phong. Mà Diệp Thần Phong nhưng là gương mặt không biết cái gọi là. Rõ ràng là hắn ở nơi này rửa giấy. Bị trước mặt trả nữ nhân này cho thấy hết. Nữ nhân này vẫn còn có mặt mắng hắn là không hổ thẹn chi đồ. Trương 1633. Người hôm nay không ăn cơm sao? Tuy nhiên tại Trương Thánh Tài vạn ngày hổ cùng Phương Ninh Văn rơi xuống hồ nước bên bờ lúc, Diệp Thần Phong đã sớm mặc quần áo xong, nhưng là từ phạm mộng tuyết trên mặt biểu lộ, Trương Thánh tài đám người có thể suy đoán ra, vừa vặn Diệp Thần Phong nhất định là tại bên trong hồ nước rửa giấy, hơn nữa vừa lúc bị phạm mộng tuyết nhìn một cái vừa vặn. Địa huyền giới chỉ có bốn cái nhất phẩm tông môn, cái này bốn cái nhất phẩm tông môn chính là địa huyền giới thế lực đỉnh cao rồi. Nhất phẩm tông môn kiếm Vũ Sơn Trang đệ tử Trương Thánh Tài, nhất phẩm tông môn tinh vân tông đệ tử vạn ngày hổ nhất phẩm tông môn phong lôi tông đệ tử phạm mộng tuyết cùng phương ninh văn bốn người này thân là nhất phẩm trong tông môn trên tư chất chờ đệ tử trong đó trương thánh tài trả đã lấy được tiến vào long nguyên bí cảnh tư cách bọn hắn những người này là cực kỳ tâm cao khí ngạo đặc biệt là thu được tiến vào long nguyên bí cảnh tư cách trương thánh tài hắn nhìn xem phía trước mặt một mặt không sao cả diệp thần phong trong con người mơ hồ lóe lên sát ý tuy rằng bởi vì ép linh thảo nguyên nhân Diệp Thần Phong trong thân thể linh khí được ép chế trụ, thế nhưng Diệp Thần Phong trên người khí khí tức không có biến mất, cho nên Trương Thánh Tài đám người cảm giác ra, Diệp Thần Phong thực lực tại tạo hóa cảnh nhất trọng thiên trung kỳ tầng thứ. Trương Thánh Tài đám người có thể nhìn ra Diệp Thần Phong cũng mới hơn 20 tuổi, bực này tuổi tác có thực lực như vậy, cho dù tại bọn hắn nhất phẩm trong tông môn cũng xem là không tệ, đương nhiên bọn họ là sẽ không biết, Diệp Thần Phong từ thông linh cảnh bước vào tạo hóa cảnh chỗ tiêu tốn thời gian liền một năm đều còn chưa tới. Trương Thánh Tài đã sớm đem Phạm Mộng Tuyết cho rằng là nữ nhân của hắn rồi, vừa vặn nữ nhân của hắn vô cùng có khả năng nhìn thấy Diệp Thần Phong thân thể, này làm cho Trương Thánh Tài cảm giác được nữ nhân của mình được chiếm tiện nghi. Trương Thánh Tài thu được tiến vào Long Nguyên bí cảnh tư cách, mấy ngày này đúng là hắn tinh thần phấn chấn thời điểm, lần sau Diệp Thần Phong thực lực mặc dù không tệ, nhưng chỉ cần Diệp Thần Phong không phải tứ đại tông môn bên trong người, dưới cái nhìn của hắn hắn cho dù giết Diệp Thần Phong, cũng căn bản sẽ không gây nên bất kỳ phiền toái. Phong lôi tông phạm mộng tuyết, hình dạng của nàng chỉ đi không có trở ngại mà thôi nhưng bản thân nàng lại coi chính mình là làm là công chúa rồi. Ở trong mắt nàng nàng nhìn thấy Diệp Thần Phong thân thể, này rõ ràng chính là Diệp Thần Phong này không hổ thẹn chi đồ tại chiếm tiện nghi của nàng, người cũng mặc kệ Diệp Thần Phong tại người trước đó đã tại nơi này tắm rửa. Tại Phạm Mộng Tuyết xem ra Diệp Thần Phong nhiều lắm chính là nhị phẩm hoặc là tam phẩm trong tông môn đệ tử thiên tài, bọn hắn những này nhất phẩm tông môn đệ tử có gì cần sợ hãi. Địa huyền giới chính là cường giả thế giới, mặc kệ ai đúng. Ai sai, cuối cùng nhất định là thực lực yếu sai. Cường giả tự nhiên có cái chảy cái cối tư bổn, tại Phạm Mộng Tuyết trong mắt, bọn hắn tại Diệp Thần Phong trước mặt, bọn hắn chính là cường giả, dù sao Phạm Mộng Tuyết cho rằng là chính mình bị thua thiệt người thân là cường giả. Người cần gì phải đi để ý tới nghiêu thần phong người yếu này tâm tư đây. Phong lôi tông Phạm Mộng Tuyết, cánh tay nàng kéo kiếm vũ sơn trang trương thánh tài, nói ra, trương đại ca, giúp ta thanh tiểu tử này cặp mắt đào móc ra, được rồi, trương đại ca, vẫn là trực tiếp để tiểu tử này chết đi. Vừa vặn nghe được Phạm Mộng Tuyết mắng hắn là không hổ thẹn chi đồ, hiện tại Diệp Thần Phong lại nghe được Phạm Mộng Tuyết lại vẫn muốn giết hắn. Nguyên bản đã lấy được chiến vương cường thân quyết bước vào chiến vương cường thân quyết tầng thứ nhất, thanh thịt thân cường độ tăng lên tới luân hồi cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong Diệp Thần Phong, tâm tình của hắn vẫn là hết sức không sai. Nhưng khi nghe đến Phạm Mộng Tuyết này không giải thích được nữ nhân mấy câu nói sau. Diệp Thần Phong nổi giận, Diệp Thần Phong đúng là nổi giận, hắn thoải mái ở nơi này tắm rửa đến cùng trêu ai gẹo ai. Phạm mộng tuyết nữ nhân này không chỉ có bắt hắn cho thấy hết, quay đầu lại lại vẫn cắn ngược lại hắn một. Cái này Diệp Thần Phong mỗi hảo tâm tình là xua tan không còn chút nào. Kiếm Vũ Sơn trang trương thánh tài, tinh vân tông vạn ngày hổ cùng phong lôi tông phương ninh văn, bọn hắn căn bản không có coi Diệp Thần Phong là chuyện quan trọng tình, mà khi trương thánh tài yếu thôi thúc trong gân mạch linh khí dòng sông lúc, hắn mới phát hiện mình trong thân thể linh khí lại bị ép chế trụ. Trương Thánh Tài lập tức con ngươi ngưng lại hắn lên cơn giận giữ chừng lên Diệp Thần Phong, quát lên tiểu tử ngươi lại dám đối với chúng ta hạ độc. Ngươi đem chúng ta linh khí đè chế trụ, ngươi hiểu rõ ta nhóm là ai chăng? Trương Thánh Tài lời này vừa nói ra, vạn ngày hổ mấy người cũng dồn dập khởi động trong gân mạch linh khí dòng sông, bọn hắn trong thân thể linh khí toàn bộ đều bị ép chế trụ. Xem ra Trương Thánh Tài mấy người cũng nhận lấy ép linh thảo ảnh hưởng tới. Diệp Thần Phong sớm đã đem thực lực của đối phương quét một lần, thực lực đối phương cao nhất chính là Trương Thánh Tài tại tạo hóa cảnh tam trọng thiên sơ kỳ tầng thứ, Diệp Thần Phong trong lòng không có bất kỳ thật lo lắng cho. Ăn mặc trường sa màu đen Diệp Thần Phong, hắn lãnh đạm nhìn xem Trương Thánh Tài, nói ra, một đám óc heo, cho ta có bao xa lăn bao xa, ra ra ta không rảnh bồi các ngươi chơi. Thân thể nhìn qua có phần gầy yếu, Phong Lôi tông phương Ninh Văn Ánh mắt của hắn nghi hoặc nhìn hồ nước hai bên cỏ xanh một lát sau, hắn lập tức nói ra: "Trương ca, mảnh hồ nước này hai bên cỏ xanh, hẳn là chính là ép linh thảo, ta từng ở một quyển sách thượng từng thấy, này ép linh thảo mùi có thể tạm thời ép chế chúng ta trong thân thể linh khí, bất quá, sau nửa canh giờ, chúng ta liền sẽ hoàn toàn khôi phục." Trương Thánh Tài khi biết trong thân thể linh khí được ép chế đó cũng không phải bởi vì Diệp Thần Phong sau trên mặt hắn phẫn nộ không có giảm bớt, trái lại có tăng nhanh dấu hiệu. Diệp Thần Phong lại dám mắng bọn họ là ốc heo. Này mau đưa Trương Thánh Tài cho giận điên lên, hắn quát lên, tiểu tử, chúng ta chính là kiếm Vũ Sơn Trang, Phong lôi tông cùng tinh vân tông đệ tử, người biết đắc tội chúng ta hậu quả sao? Người lại vẫn dám chiếm nữ nhân ta tiện nghi, hôm nay người không thể không chết, đừng tưởng rằng mọi người linh khí đều bị ép hạn chế chúng ta mượn ngươi không có biện pháp nói xong trương thánh tài hiện lên gương mặt kiêu ngạo dưới cái nhìn của hắn tự giới thiệu sau đó diệp thần phong sẽ trực tiếp sợ đến quỳ xuống cầu xin tha thứ nhưng diệp thần phong đâu này kiếm vũ sơn trang phong lôi tông tinh vân tông diệp thần phong ở trong lòng lẩm bẩm trước đây không lâu phong lôi tông lão tổ phùng quang sơn kiếm vũ sơn trang mối lão tổ phạm trí dũng cùng tinh vân tông lão tổ tạ tránh long bọn hắn lợi dụng thiên kim chuột tiểu kim phá tan rồi xích viêm tông mê vân trận nỗ lực muốn đem xích viêm tông một lần hủy diệt cướp giật xích viêm tông trong tay còn dư lại duy một hai khối long cốt lệnh thế nhưng lúc trước diệp thần phong lợi dụng lão bạch cùng lão hắc truyền thụ dọa người pháp môn hắn đem ba đại tông môn lão tổ dọa cho được chạy chối chết rồi còn đem thiên kim chuột cho chiếm được rồi bất quá lúc trước cũng không lâu lắm, Phùng Quang Sơn đám người liền khám phá Diệp Thần Phong thủ đoạt, nhưng lúc này đã muộn, bọn hắn lúc đó suýt chút nữa là bị Diệp Thần Phong tức giận thổ huyết. Ba người bọn hắn lão đầu cũng từng thấy Diệp Thần Phong chân thật diện mạo được rồi, trong lòng đem Diệp Thần Phong là hận thấu xương. Diệp Thần Phong đã sớm cùng này ba đại tông môn kết làm cừu hật, hắn không nghĩ tới trước mặt những người này chính là ba đại tông môn, khóe miệng hắn hiện lên một tia cười gần. Kiếm Vũ Sơn Trang Trương Thánh Tài thấy Diệp Thần Phong không có một chút nào sợ hãi, trên mặt hắn lộ ra không thích, ngược lại là một bên thân thể to lớn cường tráng như châu vạn ngày hổ mở miệng, Trương Ca, tiểu tử này liền để để ta giải quyết đi. Mọi người linh khí đều tạm thời ép chế trụ, ta đối với mình thịt thân cường độ nhưng là làm có tự tin, để cho ta tới đem tiểu tử này nện thành bánh thịt. Vạn ngày hổ đi ra, khóe miệng hắn hiện lên hung tàn nụ cười, đầu lưỡi trả liếm môi một cái, nhìn xem Diệp Thần Phong ánh mắt như cùng là nhìn xem chính mình con mồi bình thường. Tại trong bốn người này, tuy rằng Trương Thánh Tài thực lực cao nhất, thế nhưng thịt thân cường độ không ai có thể hơn được vạn ngày hổ. Vạn ngày hổ thực lực tại tạo hóa cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong, nhưng thịt của hắn thân cường độ lại có thể so sánh tạo hóa cảnh tam trọng thiên đỉnh phong cao thủ. Về phần trương thánh tài đám người thực lực và thịt thân cường độ đều là bằng nhau, dù sao trên đất huyền giới sẽ đi đơn độc tăng cao thịt thân cường độ tu luyện người cũng không nhiều. Trương Thánh Tài gật gật đầu, nói ra, Thiên Hổ, không nên khiến cho quá qua máu tanh rồi, ở đây còn có Mộng Tuyết ở đây. Trực tiếp giết tiểu tử này đi. Phong Lôi Tông phạm Mộng Tuyết nhưng là một mặt khinh thường nhìn xem Diệp Thần Phong, quát lên, không hổ thẹn chi đồ, đây chính là ngươi chiếm ta tiện nghi nên được kết cục, ngươi liền an tâm đi chết đi tại phạm mộng tuyết tiếng nói hạ xuống xong tinh vân tông vạn ngày hổ hắn một mặt hung tàn nhìn chằm chằm diệp thần phong hắn không ngừng vặn vẹo cánh tay từ toàn thân hắn xương cốt bên trong phát ra vang lên giòn giã thanh âm quả đấm của hắn trong nháy mắt nắm chặt khẩu bên trong quát lạnh tiểu tử hy vọng ngươi có thể để bổn đại ra tận hứng nếu như ngươi quá không khỏi đánh vậy thì quá không thú vị vạn ngày hổ dưới chân bước chân nhanh chóng bước ra trên mặt đất để lại lần lượt chân ấn ẩn chứa rất lớn lực đạo quả đấm, hung mãnh hướng về Diệp Thần Phong ngực đánh tới. Diệp Thần Phong đứng tại chỗ, hắn cảm nhận được vạn ngày hổ quyền trong đầu sức mạnh, đối với nắm giữ luân hồi cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong thịt thân Diệp Thần Phong tới nói, đây căn bản liền chút nào uy hiếp cũng không có. Một bên Trương Thánh Tài đám người nhìn thấy Diệp Thần Phong không nhúc nhích, Trương Thánh Tài cực kỳ trào phúng nói, nguyên lai tiểu tử này chính là một cái miệng kỹ năng hắn dĩ nhiên trực tiếp được thiên hổ quả đấm cho sợ tráng váng phạm mộng tuyết con ngươi liên tục lập lòe hung tàn ánh sáng mà phương ninh văn cũng là gật đầu đồng ý trương thánh tài lời nói tại những người này xem ra diệp thần phong nhất định sẽ bị vạn ngày hổ cho nện thành bánh thịt rồi đây là một chàng không có ý tứ tranh đấu vạn ngày hổ quả đấm cũng đã vào tới diệp thần phong ngực liều mạng hắn khinh thường lắc đầu nói ra xem ra ngươi thì không cách nào để bổn đại ra tận hứng rồi thực sự là quá không thú vị tiểu tử người ngực xương cho ta toàn bộ vỡ vụn đi ầm um, một tiếng vạn ngày hổ quả đấm đánh vào diệp thần phong trên ngực chuẩn bị đi thôi tiểu tử này không đánh được mấy quyền trương thánh mới mở miệng nói nhưng mà một quyền đánh vào diệp thần phong trên ngực vạn ngày hổ trên mặt hắn biểu lộ trong nháy mắt kịch biến hắn cảm giác quả đấm của mình phảng phất là đánh vào khối thép bên trên quả đấm của hắn phảng phất đều phải bị chấn bể. Đến giờ phút này rồi, vạn ngày hổ mới biết mình đá vào tấm sắt lên, cùng Diệp Thần Phong giao đấu thịt thân cường độ, hắn quả thực chính là mình muốn chết lại dám tại nghịch đại đao trước mặt quan công. Đây là không muốn chết cũng phải chết tiết tấu. Diệp Thần Phong ngực xương gãy vỡ thanh âm lúc nào cũng không có vang lên. Ngược lại là Diệp Thần Phong nhẹ bóng lời nói truyền vào ở đây tất cả mọi người trong tai, liền điểm này lực đạo đây chính là bản thân mình tin tư bản. Lẽ nào ngươi hôm nay không ăn cơm sao? chương 1634, nhìn ngươi trả làm sao hung hăng. Diệp thần phong vai vi vi run lên, ngực hướng phía trước ưỡn một cái. Nhất cổ luân hồi cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong thịt thân sức mạnh tại ngực của hắn bạo phát. Mà tinh vân tông vạn ngày hổ nắm tay phải trả chống đỡ tại diệp thần phong trên lồng ngực đây. Này cỗ thiếp đạo đột nhiên bạo phát, vạn ngày hổ nắm tay phải dường như thừa nhận lấy kịch liệt pha chạm. Sang rác, sang rác, sang rác. Trong không khí nhất thời được dày đặc xương gãy vỡ thượng che kín. Vạn ngày hổ nắm tay phải bên trên nhất thời ra chóc thịt bong, nắm tay phải bên trong hết thảy xương trong nháy mắt gãy vỡ. Tiên huyết lập tức nhiễm đỏ hắn toàn bộ nắm tay phải, hắn thân thể được chấn động lùi ra, dưới chân bước chân liên tiếp lui về phía sau năm bước. Vạn ngày hổ cảm thụ nắm tay phải phát hỏa cay đau đớn, trên mặt hắn tự tin và hung tàn vẻ mặt, đã sớm là không còn sót lại chút gì rồi, trên trán toát ra mồ hôi hột như nấm mọc sau mưa măng. Vạn ngày hổ hầu kết rung động, hắn không ngừng nuốt nước miếng, hắn trong con người tràn đầy không thể tin tưởng, mang trên mặt điểm một chút sợ hãi, hắn cảm giác được diệp thần phong thịt thân cường độ tối thiểu đã tới luân hồi cảnh nhất trọng thiên rồi. Này vạn ngày hổ trời sinh tính hung tàn, đối với chính mình thịt thân cường độ cực kỳ có tự tin, yêu thích thanh đối thủ từng quyền từng quyền nện thành thịt nát. Hắn vốn là coi Diệp Thần Phong là làm con mồi, muốn muốn hảo hảo chơi một chút Diệp Thần Phong. Nhưng hôm nay vạn ngày hổ nhãn trong con mồi biến thành kẻ săn mồi, mà hắn vạn ngày hổ lại biến thành không hơn không kém con mồi. Vạn ngày hổ sau lưng Trương Thánh Tài, Phạm Mộng Tuyết cùng Phương Ninh Văn, bọn hắn nhìn xem nắm tay phải máu me đầm đìa vạn ngày hổ, trên mặt bọn họ xem thường động lại, chuyện này rốt cuộc là như thế nào vạn ngày hổ thịt thân cường độ không phải đủ để so với tạo hóa cảnh tam trọng thiên đỉnh phong cao thủ sao? Chẳng lẽ nói trước mặt thực lực này chỉ có tạo hóa cảnh nhất trọng thiên tiểu tử, thịt của hắn thân cường độ so với vạn ngày hổ còn cường hãn hơn? Kiếm Vũ Sơn trang trương thánh tài, hắn lập tức hỏi, thiên hổ, chuyện gì thế này? Thân thể to lớn tráng vạn ngày hổ, trên mặt hắn tràn đầy uất ức, hắn nói ra, này, tiểu tử này thì thân cường độ tối thiểu có thể so sánh luân hồi cảnh nhất trọng thiên cao thủ rồi. Thịt thân cường độ dựa vào phổ thông cảm ứng là cảm giác không ra được vạn ngày hổ là vừa vặn cùng Diệp Thần Phong thân thể tiếp chạm vào, hắn mới mơ hồ suy đoán ra Diệp Thần Phong thịt thân cường độ. Trương Thánh Tài bọn người ở tại nghe được vạn ngày hổ lời nói sau, bọn hắn mỗi một người đều sắc mặt kịch biến, bây giờ bọn hắn trong thân thể linh khí được ép chế trụ, yếu tại sau nửa canh giờ mới có thể khôi phục, bọn hắn chẳng phải là muốn tùy ý Diệp Thần Phong làm thịt. Tạo hóa cảnh nhất trọng thiên trung kỳ thực lực, nhưng có luân hồi cảnh nhất trọng thiên thịt thân cường độ, này Diệp Thần Phong quả thực chính là một cái quái thai. Trương Thánh Tài muốn mở miệng trước tiên ổn định Diệp Thần Phong, các loại khôi phục linh khí, bọn hắn lại cẩn thận thu thập Diệp Thần Phong. Mà Diệp Thần Phong thân ảnh lại động, Diệp Thần Phong một chân đạp đất mà lại bùn đất nhất thời tung tóe lên, thân ảnh của hắn hướng về vạn ngày hổ lướt tới vừa vạn này vạn ngày hổ đối diệp thần phong hoàn toàn không có hạ thủ lưu tình nếu như diệp thần phong thịt thân cường độ không phải yêu nghiệt như thế lời nói e sợ vừa vặn một quyền hắn sẽ chết tại vạn ngày hổ trong tay rồi đối xử kẻ địch mỗi nhân từ liền là đối xử của mình tàn nhẫn tay phải máu me đầm đìa vạn ngày hổ hắn nhìn xem diệp thần phong áp sát hắn căn bản là muốn tránh cũng không được đang suy đoán suốt diệp thần phong thịt thân cường độ sau Hắn liền ngay cả một trận chiến dũng khí cũng không có. Ta sông. Ầm, um, một tiếng, vạn ngày hổ vừa vặn mở miệng muốn muốn nói chuyện diệp thần phong một quyền liền đánh vào vạn ngày hổ ngực, làm cho vạn ngày hổ hầu lung bên trong thanh âm im bật đi. Ngực chịu đến diệp thần phong một quyền oanh kích, vạn ngày hổ ngực xương trong nháy mắt toàn bộ gãy vỡ, từ trên lồng ngực của hắn tuôn ra một đoàn lại một đoàn xương máu. Diệp thần phong lãnh đạm nói, người không phải là muốn ta cho người tận hứng sao muốn ta cho ngươi cảm thấy thú vị sao? Ngươi không phải là lo lắng ta làm không chịu đánh sao? Hiện tại ngươi có hài lòng hay không? Diệp thần phong đem luân hồi cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong thịt thân cường độ phát vung tới cực hạn, song quyền của hắn không ngừng oanh kích vạn ngày hổ ngực. Có thể nói là từng cú đấm thấu thịt, vạn ngày hổ ngực tuôn ra tiên huyết tứ tán tại trong không khí. Vạn ngày hổ xương bị oanh kích thành bột phấn, vạn ngày hổ trái tim trực tiếp được đánh bể cuối cùng vạn ngày hổ ngực bị oanh kích biến thành một bãi thịt nát. Tại đêm vạn ngày hổ oanh sau khi chết, Diệp Thần Phong vẩy vẩy bàn tay của chính mình, hắn đưa bàn tay thượng giọt máu vung rơi xuống đất bên trên. Nhìn trên mặt đất cặp mắt trừng to lớn vạn ngày hổ, Diệp Thần Phong lạnh nhạt nói, ta đã nói rồi ra ra ta không rảnh bồi các ngươi chơi, tại sao các ngươi chính là muốn buộc ta đâu này. Từ Diệp Thần Phong bắt đầu oanh kích vạn ngày hổ đến trực tiếp đem vạn ngày hổ đánh chết thời gian chỉ trôi qua ngăn ngắn mấy giây. Một bên kiếm vũ sơn trang trương thánh tài, phong lôi tông phạm mộng tuyết cùng phương ninh văn, ba người bọn hắn liền liền hô hấp cũng ngừng lại rồi nhìn trên mặt đất ngược bị oanh thành thịt nát vạn ngày hổ. Trong lòng bọn họ tràn đầy lửa giận, nhưng thịt của bọn hắn thân cường độ căn bản cùng Diệp Thần Phong không thể so sánh, cho nên bọn hắn chỉ có thể đem lửa giận giấu ở trong lòng. Trương Thánh Tài nhanh chóng từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại, hắn cực lực ép chế trong lòng mỗi lửa giận, hắn nói ra tiểu tử, người có phải hay không thật quá mức rồi. Chúng ta cùng ngươi không thù không oán chứ, ngươi dĩ nhiên trực tiếp dưới giết tay, ngươi biết được người đánh chết người là ai chăng, hắn chính là nhất phẩm tông môn tinh vân tông đệ tử. Diệp thần phong trên mặt biểu lộ không hề biến hóa hắn chỉ vào phạm mộng tuyết, nói ra hiện tại muốn cùng ta giảng đạo lý ra ra ta ở nơi này rửa giấy, là nữ nhân này đem ta cho thấy hết, quay đầu lại người ngược lại là mắng ta không hổ thẹn chi đồ. Các ngươi còn muốn giết ta, bây giờ nói ngược lại là đường hoàng, thực sự là một đám dối trá đến cực điểm rác rưởi. Trương Thánh Tài, Phạm Mộng Tuyết cùng Phương Ninh Văn ba người này, bọn hắn được Diệp Thần Phong nói sắc mặt đỏ lên, dưới cái nhìn của bọn họ Diệp Thần Phong chỉ là thịt thân cường độ cường hãn một ít mà thôi, thực lực chỉ có vẻn vẹn tạo hóa cảnh nhất trọng thiên trung kỳ tầng thứ, chỉ cần bọn hắn trong thân thể linh khí không bị ép hạn chế bọn hắn phải giải quyết diệp thần phong là vài phút đồng hồ sự tình. Trương Thánh Tài sắc mặt âm úc nói ra, huynh đệ, làm vẫn là không muốn ép người quá đáng tốt hôm nay chuyện này đều là một chuyện hiểu lầm, chúng ta có thể làm làm chuyện gì cũng không có phát sinh, chúng ta đều là nhất phẩm trong tông môn đệ tử, chúng ta về sau còn có thể làm bằng hữu. Trương Thánh Tài hoàn toàn là muốn tránh thoát nguy cơ trước mắt, hắn muốn cùng Diệp Thần Phong làm bằng hữu. Trong lòng của hắn hận không thể đem Diệp Thần Phong lập tức băm thành tám mảnh rồi. Trên lưng treo hắc huyền kiếm Diệp Thần Phong, hắn nhạt sát nói, ồ, người muốn cùng ta làm bằng hữu. Trương Thánh Tài liền vội vàng nói, đúng, đúng, chính là không đánh nhau thì không quen biết ma. Một trận gió nhẹ thổi qua mặt hồ, từ hồ nước đối diện bay tới một mảnh lại một mảnh màu xanh lam cánh hoa diệp thần phong đám người chu vi cũng bị thổi đã tới mấy mảnh màu xanh lam cánh hoa này màu xanh lam trong cánh hoa có một loại đặc thù hương vị đang hút vào trong lỗ mũi sau đó diệp thần phong trong thân thể linh khí ép chế lại đang chậm rãi biến mất rồi mà trương thánh tài các loại người đồng thời là cảm thấy điểm này lão bạch ngô phong dỗi rảnh thanh âm tại diệp thần phong trong đầu vang lên tiểu gia hỏa vạn vật đều là tương sinh tương khắc, vừa nãy đã quên nói cho người biết, sinh trưởng ép linh thảo phụ cận, khẳng định cũng sinh trưởng phong linh hoa. Gió này linh hoa cánh hoa hương vị có thể giải trừ ép linh thảo đối với linh khí ép chế lực, người không cần các loại sau nửa canh giờ, người trong thân thể ép chế lực mới sẽ biến mất rồi. Trương Thánh Tài ba người tại cảm giác được thân thể bên trong ép chế lực hoàn toàn biến mất sau, bọn hắn cũng đoán được chính là từ hồ nước đối diện bị gió thổi tới màu xanh lam cánh hoa ảnh hưởng. Trương Thánh Tài lập tức đem trong thân thể thật khí thế tăng lên tới cực điểm, hắn thân thể bên trong phẫn nộ không hề che giấu chút nào bạo phát ra, hắn ánh mắt không lành nhìn chầm chầm diệp thần phong, quát lên tiểu tử, ta bây giờ nhìn ngươi chả làm sao hung hăng. Chỉ là tạo hóa cảnh nhất trọng thiên trung kỳ thực lực, ngươi cũng dám cùng chúng ta đối nghịch. Ngươi quả thực là không biết sống chết rồi. Diệp Thần Phong có vẻ cực kỳ bình tĩnh, cho dù ép Linh Thảo ép chế lực giải trừ thì đã có sao? Nói thật ra, hắn chả thật không có thanh trương thánh tài đám người để ở trong mắt hắn một mặt hí hành hạ mà hỏi làm sao? Không muốn cùng ta làm bằng hữu? Làm bằng hữu, đầu óc người nước vào đi nha, người cũng xứng làm bằng hữu của chúng ta. Ta liền để đến mở mang ta trương thánh tài kiếm thuật. Trương Thánh Tài trên ngón tay chữ vật giới chỉ lóe lên một cái trường kiếm màu trắng nhất thời xuất hiện tại trong tay hắn. Trương Thánh Tài thân là kiếm Vũ Sơn Trang đệ tử, hắn sở tu luyện đương nhiên là liên quan với kiếm chiến kỹ rồi. Nói đến chơi kiếm lời nói, nếu để cho Trương Thánh Tài biết Diệp Thần Phong lĩnh ngộ ba loại kiếm ý, thật không biết hắn còn dám hay không đối Diệp Thần Phong động thủ. Tại kiếm, thượng, Trương Thánh Tài vượt qua Diệp Thần Phong tỷ lệ là số 0, hay là tại tiện. Thượng, hắn ngược lại là có mấy phần thắng. chương 1635 lại đạt được một viên long cốt khiến. Trong thân thể ép chế lực biến mất sau, kiếm vũ sơn trang trương thánh tài, tay hắn nắm trường kiếm màu trắng, trên mặt là tự tin tràn đầy. Tuy rằng Diệp thần phong thịt thân cường độ cực kỳ yêu nghiệt, thế nhưng thực lực chỉ có tạo hóa cảnh nhất trọng thiên trung kỳ. Mà ở trương thánh tài đám người xem ra, Diệp thần phong phần lớn thời gian đều tiêu vào cường hóa thân thể lên, Diệp Thần Phong sức chiến đấu chắc chắn sẽ không cường đi nơi nào. Còn nữa, Trương Thánh Tài ba người thực lực đều còn mạnh hơn Diệp Thần Phong, bọn hắn đối Diệp Thần Phong thịt thân cường độ kiêng kỵ hoàn toàn biến mất rồi. Phong lôi tông phạm mộng tuyết cùng Phương Ninh Văn, hai người bọn họ cũng muốn đồng thời động thủ, thế nhưng Trương Thánh Tài lại nói mộng tuyết, hai người các ngươi ở một bên nhìn xem được rồi, đối phó tiểu tử này ta một người liền đủ rồi. Trương Thánh Tài trên người tản ra tự tin thật khí thế, hắn tại kiếm vũ bên trong sơn trang có thể thu được long cốt lệnh, do đó có tư cách tiến vào long nguyên bí cảnh bên trong, hắn khẳng định cũng là có mấy phần thực lực. Phạm Mộng Tuyết cùng Phương Ninh Văn nghe được Trương Thánh Tài lời nói sau, bọn hắn vừa vặn bước ra bước chân lại thu lại rồi, trong thân thể đối với linh khí ép chế lực hoàn toàn biến mất rồi, hai người bọn họ đồng dạng cho rằng Trương Thánh Tài đối phó Diệp Thần Phong nhất định là không có vấn đề rồi. Diệp Thần Phong cũng không muốn cùng những người này nhiều lời, hắn đem sau lưng hắc huyền kiếm trực tiếp rút đi ra trương thánh tài thấy thế hắn cười lạnh nói ngươi lại còn còn muốn tại kiếm thuật thượng cùng ta một phần cao thấp ngươi quả thực là muốn chết nếu như ngươi không cần kiếm lời nói ngươi hay là vẫn có thể sống thêm thời gian mấy hơi thở thế nhưng ngươi sử dụng kiếm rồi ngươi đây là tại sỉ nhục kiếm đạo ta sẽ không để cho ngươi ở trong tay ta sống qua một chiêu ăn mặc một thân trường sa màu đen diệp thần phong hắn đem hắc huyền kiếm chỉ hướng Trương Thánh Tài, hắn bình thản nói ra, ngươi quá táo lưỡi rồi. Ha ha ha, thấy Diệp Thần Phong đến lúc này còn tại ra vẻ, Trương Thánh Tài rốt cục không nhịn được lên tiếng bắt đầu cười lớn, hắn trong con ngươi tràn đầy âm trầm, lớn tiếng quát lên, tiểu tử, thịt thân cường độ chỉ là đường nhỏ, thực lực chân chính mới là vương đạo. Ta liền cho ngươi mở mang chúng ta kiếm vũ sơn trang kiếm đạo chiến kỹ, hy vọng ngươi cũng không nên bị dọa đến tè ra quần. Trương Thánh Tài khí thế trên người đột nhiên biến đổi, nhất cổ mơ hồ kiếm khí ở trên người hắn tràn ngập ra. Trương Thánh Tài nắm trong tay trường kiếm màu trắng thân kiếm, lấy mắt trần có thể thấy phạm vi rung động chuyển động, hắn trong thân thể linh khí đang nhanh chóng hướng về thân kiếm hội tụ. Diệp Thần Phong thấy cảnh này, hắn hơi sững sờ, xem ra này Trương Thánh Tài cũng xác thực có mấy phần bản lãnh. Tại Diệp Thần Phong trong lòng bốc lên ý nghĩ này thời điểm, Trương Thánh Tài trên người kiếm khí tăng mạnh, trên mặt hắn lộ ra điên cuồng nụ cười, tiểu tử, cho ta ta đi chết đi. Kiếm chém nhật nguyệt, trương thánh tài trong tay trường kiếm màu trắng nhanh chóng vung ra, từ trường kiếm màu trắng bên trong tuôn ra ra nồng nặc kiếm khí. Kiếm khí tại giữa không trung tạo thành một cái thái dương cùng trăng sáng đổ án. Một bên phạm mộng tuyết cùng phương ninh văn khán đáo một chiêu này. Hai người bọn họ trên mặt đều là lòng vẫn còn sợ hãi, bọn hắn biết này kiếm chém nhật nguyệt chính là kiếm vũ sơn trang uy lực cực lớn kiếm thuật chiến kỹ một trong phạm mộng tuyết môi khẽ nhếch lạnh lùng nói này không hổ thẹn chi đồ hẳn phải chết rồi phương ninh văn cũng gật đầu nói đáng tiếc vạn ngày hổ đã bị chết ở tại trên tay tiểu tử này lúc này tránh không được được tinh vân tông người truy cứu trách nhiệm của chúng ta rồi oanh một tiếng tại phạm nửa tuyết cùng phương ninh văn trong khi nói chuyện giữa không trung thái dương cùng trăng sáng đồ án tán loạn rồi, từ đó đánh ra hai đạo sát ý nồng nặc kiếm khí, cái này hai đạo kiếm khí trong nháy mắt sáp nhập thành một đạo kiếm khí. Này một đạo kiếm khí độ dài có tới hơn ba thước, hướng về diệp thần phong phần đầu chém xuống. Không khí phảng phất đều bị tia kiếm khí này yếu bổ làm hai rồi. Trương Thánh Tài đang sử dụng xuất kiếm chảm nhật nguyệt hậu, hắn đem trường kiếm màu trắng thu hồi trong vỏ kiếm, hắn cực kỳ ra vẻ nói, mộng tuyết, chúng ta có thể đi rồi, tiểu tử này chắc chắn phải chết rồi. Nhưng mà, tại sát ý nồng nặc kiếm khí không ngừng áp sát Diệp Thần Phong đầu thời điểm, Diệp Thần Phong trong thân thể cấp ba hàn băng kiếm ý hơi độc, trên người nhất thời tản ra lạnh lẽo thật khí thế, chỉnh thanh hắc huyền kiếm được một tầng xương trắng cho bao phủ lại, long tường cửu thiên. hắc huyền kiếm vung ra, tam đạo tiếng rồng ngâm vang lên. Ba cái màu trắng cự long từ hắc huyền kiếm bên trong nhảy ra, hướng về tia kiếm khí kia xung kích tới. Âm, um, một tiếng, sát ý nồng nặc kiếm khí cùng ba cái màu trắng cự long đồng thời tán loạn, xem ra cái này hai chiêu sức mạnh tại sàn sàn với nhau. Diệp thần phong nhìn thấy tình cảnh này, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, nếu như hắn có thể đủ lĩnh ngộ long áo nghĩa, dung nhập vào long tường cửu thiên bên trong, e sợ trương thánh tải kiếm chém nhật nguyệt căn bản không ngăn được. Bây giờ Phượng Hoàng Dương cánh chính là dung hợp cấp 2 hỏa chi kiếm ý cùng Phượng Hoàng Áo Nghĩa, Power muốn so long tường cửu thiên còn mạnh hơn hơn mấy lần. Mà thất dài bất khuất kiếm ý thì càng khỏi phải nói, bất khuất kiếm ý chính là hiện tại diệp thần phong lợi hại nhất chiêu thức. Tại long tường cửu thiên hóa giải kiếm chém nhật nguyệt sau. Một bên thanh trường kiếm thu nhập trong vỏ kiếm trương thánh tài, hắn là trang bức biến ngu vãi cả L rồi mà phạm mộng tuyết cùng phương ninh văn cũng bất khả tư nghị nhìn xem diệp thần phong diệp thần phong mới chỉ là tạo hóa cảnh nhất trọng thiên trung kỳ thực lực a hát trương thánh tài nhưng là có tạo hóa cảnh tam trọng thiên sơ kỳ thực lực mà kiếm chém nhật nguyệt chính là kiếm vũ sơn trang power cực mạnh chiến kỹ một trong diệp thần phong làm sao có khả năng chống đỡ được này hoàn toàn vượt ra khỏi phạm mộng tuyết đám người dự liệu thân thể nhìn như gầy yếu phương ninh văn hắn ngưng mắt nói ra băng thuộc tính kiếm ý Tiểu tử này lĩnh ngộ băng thuộc tính kiếm ý. Phương Ninh Văn thân thể nhìn như gầy yếu, nhưng hắn tâm tư là nhất là âm trầm, hắn biết hôm nay không phải là bọn hắn chết chính là Diệp Thần Phong chết. Sau đó, Phương Ninh Văn không chút do dự đối với Diệp Thần Phong động thủ, hắn hai bàn tay dồn dập đánh ra, trong thân thể linh khí dường như núi lửa bạo phát. Từ Phương Ninh xăm mình thượng tản ra nhất cổ nóng rực sức mạnh, hắn hai con đập ra tay trưởng biến đến đỏ bừng một mảnh, hỏa vân trường từng mảng từng mảng dường như đám mây hỏa diễm hướng về Diệp Thần Phong xung kích tới. Đồng thời Phương Ninh Văn cũng quát lên, đồng thời động thủ, tiểu tử này làm quỷ quái. Nhưng tại Phương Vũ Văn vừa dứt lời thời khắc, Diệp Thần Phong cười nói, theo ta đùa lửa, người còn chưa đủ tư cách. Diệp Thần Phong trong thân thể cấp hai hỏa chi kiếm ý cùng Phượng Hoàng Áo Nghĩa đồng thời vận chuyển. Tuy rằng địa huyền giới phần lớn tu luyện người đều biết, Đại náo âm minh tông công tử thần bí lĩnh ngộ hỏa chi kiếm ý cùng phượng hoàng áo nghĩa, thế nhưng Diệp Thần Phong hiện tại cũng không sợ tiết lộ thân phận của mình rồi, bởi vì hôm nay Trương Thánh Tài đám người là tất chết rồi. Trong tay Hắc Huyền kiếm trở nên nóng bỏng lên, Hắc Huyền kiếm vung ra, Phượng Hoàng Dương cánh. Hai tiếng phượng hót vang lên, hai con có chứa phượng hoàng hơi thở hỏa phượng hoàng, từ Hắc Huyền kiếm bên trong ngưng tụ đi ra to lớn hỏa phượng hoàng phá tan rồi từng mảng từng mảng hỏa diễm đám mây hướng về phương ninh văn xung kích tới phương ninh văn chỉ có tạo hóa cảnh nhị trọng thiên hậu kỳ thực lực con mắt của hắn trong nháy mắt chừng lớn hắn sợ đến cả người một cái run rẩy sợ hãi quát lên hỏa hỏa chi kiếm ý phượng phượng hoàng áo nghĩa ngươi ngươi là công tử thần bí oanh một tiếng phương ninh văn mới vừa nói xong hắn thân thể đã bị hai con hỏa phượng hoàng cắn nuốt mất rồi kiếm ý sen lẫn hỏa diễm Phương Ninh Văn thậm chí ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Đợi đến hai con hỏa Phượng Hoàng biến mất, Phương Ninh Văn thân thể đã trở nên cháy đen vô cùng, cháy đen trên người che kín từng đạo rậm rạp chẳng chịt kiếm ngân. Một bên Trương Thánh Tài cùng Phạm Mộng Tuyết là hoàn toàn choáng váng, bọn hắn rõ ràng nghe được Phương Ninh Văn trước khi chết lời nói. Hỏa chi kiếm ý, Phượng Hoàng áo nghĩa, công tử thần bí, làm một phẩm tông môn, mạng lưới tin tức muốn so những tông môn khác càng thêm linh thông. Trương Thánh Tài đám người tự nhiên cũng là nghe nói qua công tử thần bí được rồi, có người nói tên kia công tử thần bí tại âm minh tông thượng đại sát tứ phương, điều khiển động nửa bước tiên khí lưu ly cung điện, tên kia công tử thần bí thân phận phi thường bí ẩn, lưu truyền công tử thần bí tối rõ rệt một cái đặc điểm chính là công tử thần bí lĩnh ngộ hỏa chi kiếm ý cùng phượng hoàng áo nghĩa. Còn có trước đó linh dược cốc dược phương thành bị hủy, luyện khí tông đại trưởng lão chết đi bực này các loại một dãy chuyện đều là công tử thần bí gây nên trương thánh tài rốt cuộc cảm thấy sợ hãi hắn một viên trái tim hoàn toàn chìm vào đáy vực mà phạm mộng tuyết cũng là hoa dung thất sắc chỉ vì người ngang ngược không biết lý lẽ mắng diệp thần phong vì không hổ thẹn chi đồ còn muốn nỗ lực giết diệp thần phong lúc này mới cho bọn họ thăng đến rồi sát sinh tai họa công tử thần bí ta không phải làm yêu thích cái ngoại hiệu này Diệp Thần Phong lãnh đạm nói, đây không thể nghi ngờ là Diệp Thần Phong thừa nhận thân phận của mình, này làm cho Trương Thánh Tài cùng Phạm Mộng Tuyết hoàn toàn tuyệt vọng. Diệp Thần Phong đã thi triển ra hai loại kiếm ý, tuy rằng Diệp Thần Phong thực lực so với hắn yếu, nhưng Trương Thánh Tài hiện tại không cho là mình có thể chiến thắng Diệp Thần Phong rồi. Trốn, nhất định muốn trốn, đây là Trương Thánh Tài bây giờ trong lòng ý niệm duy nhất, hắn không có để ý Phạm Mộng Tuyết rồi thân ảnh của hắn hướng về nơi xa nhanh chóng lao đi. Nhưng Diệp Thần Phong trên người bất khuất khí thế hiển hiện, trong tay hắc huyền kiếm vung lên, thất dài bất khuất kiếm ý. Một đạo bàng bạc màu nâu kiếm khí nhanh chóng hướng về Trương Thánh Tài tập kích tới, từ Trương Thánh Tài trên cổ lướt qua. Trương Thánh Tài trên cổ trong nháy mắt xuất hiện một cái vết máu. Trương Thánh Tài dưới chân bước chân dừng lại, hắn cảm giác được ý thức của mình tại từng điểm từng điểm biến mất, hắn không muốn chết hắn thật sự không muốn chết a hát. Thật vất vả đã lấy được long cốt lệnh, đã lấy được tiến vào long nguyên bí cảnh tư cách, có trở thành cường giả hy vọng, chỉ cần hắn có thể đủ thuận lợi từ long nguyên trong bí cảnh đi ra, nhưng tất cả những thứ này đều kết thúc, trương thánh tài trong lòng hối hận a hát. Hắn hối hận tại sao mình muốn xem thượng phạm mộng tuyết loại này ngu nữ nhân ngu xuẩn. Trên cổ vết máu mở rộng, tiên huyết phun, trương thánh tài đầu lăn đã rơi vào mặt đất. Mà Phạm Mộng Tuyết là dọa đến sắc mặt trắng bệch, nàng nhìn thấy Diệp Thần Phong nhìn chăm chú vào ánh mắt của nàng, người bày ra một cái cực kỳ hấp dẫn nam nhân tư thế thế, thậm chí thanh tuyết trắng đại chân đều lộ ra đến rồi. Nàng nói nói chỉ cần ngươi không giết ta, ta nguyện ý làm nữ nhân của ngươi. Diệp Thần Phong bóng người lóe lên, thân ảnh của hắn từ Phạm Mộng Tuyết bên cạnh tránh qua, trong tay hắc huyền kiếm cũng lướt qua Phạm Mộng Tuyết cổ. Phạm Mộng Tuyết đầu đồng dạng là lan rơi đến trên mặt đất rồi, trên mặt trả duy trì hấp dẫn Diệp Thần Phong kiều mị biểu lộ. Không là tất cả nữ nhân đều xứng làm ta Diệp Thần Phong nữ nhân, rất rõ ràng ngươi không xứng. Diệp Thần Phong tiện tay đem hắc huyền kiếm thả lại trên lưng. Diệp Thần Phong đem trương thánh tài bọn người trên thân chữ vật giới chỉ lấy xuống. Đang dò xét một phen sau đó Diệp Thần Phong từ Trương Thánh Tài trong nhẫn chứa đổ lấy ra một khối lệnh bài màu trắng, tại lệnh bài chính diện có khác một cái cổ điển long. Chữ, từ nơi này viên lệnh bài bên trong trả tản ra một tia loáng thoáng long khí. Cái này lệnh bài cùng lúc trước xích viêm tông lão tổ tàng quang viễn cùng tiền vinh an, đưa cho diệp thần phong long cốt khiến giống nhau như đúc, cho nên cái này lệnh bài cũng là long cốt làm. Trường 1636, không đúng, ma đạo xâm lấn, Diệp Thần Phong không nghĩ tới này Trương Thánh Tài trong nhẫn chứa đồ còn có một viên long cốt lệnh, xem ra này Trương Thánh Tài cũng là có tư cách tiến vào Long Nguyên bí cảnh người. Về phần Trương Thánh Tài đám người trong nhẫn chứa đồ những vật khác, Diệp Thần Phong thực sự là một chút hứng thú cũng không có. Nói đến đan dược, Diệp Thần Phong mình là luyện dược sư, nói đến pháp bảo lời nói, Diệp Thần Phong chính mình lại là luyện khí sư. Lấy địa huyền giới chế thuốc cùng luyện khí trình độ để cân nhắc, bây giờ Diệp Thần Phong tại chế thuốc cùng luyện khí thượng đã coi như là cực kỳ hàng đầu rồi. Hiện tại Diệp Thần Phong trong tay có hai viên long cốt làm, tiến vào long nguyên bí cảnh người, thực lực chỉ có thể tại luân hồi cảnh bên dưới. Căn cứ Diệp Thần Phong trước đó từ tầng quang viễn cùng tiền vinh an khẩu bên trong hiểu được đến, tại long nguyên trong bí cảnh là giới hạn chế tất cả pháp tắc không gian. Đến lúc đó đoán chừng Diệp Thần Phong hỗn độn nhẫn cũng không cách nào sử dụng. Địa huyền giới tứ đại tông môn phong lôi tông, kiếm vũ sơn trang, tinh vân tông cùng thiên âm môn, trong đó phong lôi tông, kiếm vũ sơn trang cùng tinh vân tông đệ tử. Khi tiến vào Long Nguyên bí cảnh sau đó bọn hắn nhất định sẽ nhằm vào Diệp Thần Phong cùng xích viêm tông đệ tử, thậm chí đối với Diệp Thần Phong bọn hắn dưới giết tay. Từ trên người Trương Thánh Tài lấy được cái này Long Cốt lệnh, Diệp Thần Phong nhưng không muốn lãng phí một cách vô ích, cho dù không giết chết Trương Thánh Tài đám người, phong lôi tông các loại ba đại tông môn cũng sẽ không tại Long Nguyên trong bí cảnh buông tha hắn. Nếu như đem cái này Long Cốt khiến giao cho Sích Viêm Tông lời nói, Sích Viêm Tông bên trong cũng không có ứng cử viên phù hợp tiến vào Long Nguyên bí cảnh rồi. Theo Diệp Thần Phong hiểu rõ, Sích Viêm Tông đệ tử hạch tâm bên trong, chỉ có thủ tịch đại đệ tử khóa nhập tạo hóa cảnh tầng thứ, những đệ tử còn lại đều tại tạo hóa cảnh bên dưới. Mà tứ đại tông môn bên trong tiến vào Long Nguyên bí cảnh đệ tử, khẳng định đều là đã tới tạo hóa cảnh, để xích viêm tông bên trong tạo hóa cảnh bên dưới đệ tử tiến vào long nguyên bí cảnh, chuyện này quả thật là đi chính mình chịu chết. Diệp thần phong tại trong đầu nghĩ đến một lần sau đó kỹ là có hai cái so sánh ứng cử viên phù hợp, phân tiên tông thiếu chủ tả phi bạch cùng lạc nhật đảo thiếu chủ ngô lực phàm, hai người kia đều tại tạo hóa cảnh tầng thứ, bọn hắn ngược lại là miễn cưỡng có thể đi long nguyên bí cảnh xông vào một lần rồi nhưng Diệp Thần Phong trong tay dư thừa long cốt khiến cũng chỉ có một khối. Diệp Thần Phong quyết định không suy nghĩ nhiều rồi, trước về một chuyến Diệp Môn, về phần trong tay khối này long cốt khiến xử lý như thế nào. Hắn sẽ chậm rãi nghĩ đi, Diệp Thần Phong không có đi để ý tới trên mặt đất trương thánh tải đám người thi thể rồi, long nguyên bí cảnh mở ra có thể không đợi người, hắn nhất định muốn nắm chặt thời gian trước về một chuyến Diệp Môn nhìn một chút. Ở sau đó trong vòng 10 ngày, Diệp Thần Phong là ngày đêm không nghỉ chạy đi, cũng may dọc theo con đường này không có gặp phải cái khác phiền toái. Tại ngày thứ 10 vào buổi trưa, Diệp Thần Phong liền đã tới Diệp Môn chỗ ở dưới chân núi. Tại lần trước rời đi Diệp cửa thời điểm, Diệp Thần Phong đem Diệp Môn giao cho Thiên Hỏa lão nhân xử lý, dù sao Thiên Hỏa lão nhân thực lực có luân hồi cảnh tam trọng thiên đỉnh phong đây. Theo Diệp Thần Phong có ngày Hỏa lão người tỏa trấn, Diệp Môn hẳn là sẽ không phát sinh cái gì bất ngờ. Lúc trước Diệp Thần Phong tại luyện khí giao đấu thượng, thắng luyện khí tông trưởng lão Chu Văn Thường, thiên hỏa lão nhân chính là cái kia chàng giao đấu trọng tài. Sau đó thiên hỏa lão nhân liền lạy Diệp Thần Phong vi sư, hắn đối luyện khí là cực kỳ nóng lòng, hắn từ trong đáy lòng bội phục Diệp Thần Phong người sư phụ này luyện khí trình độ. Mà khi Diệp Thần Phong vừa vặn muốn bước lên đi về Diệp cửa bậc thang lúc, lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh cùng lão Hắc Giang Vận Thiên, hai người bọn họ thanh âm tại diệp thần phong trong đầu đột nhiên vang lên tiểu gia hỏa tiểu tử chậm đã diệp thần phong dưới chân bước chân thu lại rồi hắn hơi nghi hoặc một chút ở trong lòng hỏi lão bạch lão hắc các ngươi như thế giật mình làm gì lão bạch ngô phong dỗi rảnh hồi đáp tiểu gia hỏa diệp trên cửa không đúng lắm ta mơ hồ cảm thấy ma khí e sợ diệp trên cánh cửa lớn có ma tu hơn nữa là thực lực không thấp ma tu lão hát giang vận thiên cũng tán đồng nói ra tiểu tử ngươi như vậy đại đại liệt liệt tùy tiện tiêu sái thượng diệp môn tuy rằng ngươi có thể trốn hỗn độn trong chiếc nhẫn thế nhưng ngươi hội đánh rắn động cỏ ma tu diệp thần phong hơi sững sờ nói như vậy diệp trên cửa có người trong ma đạo này làm cho diệp thần phong lông mày chăm chú vừa nhíu hắn tại thiên vân thành thời điểm gặp ma tu quỷ diện nhà sư bây giờ làm sao diệp trên cánh cửa lớn cũng có người trong ma đạo này người trong ma đạo không phải trốn ở U Minh quỷ vực bên trong sao. Bình thường một loại sẽ không bước vào U Minh quỷ vực, khoảng thời gian này nhiều lần gặp phải người trong ma đạo, Diệp Thần Phong mơ hồ có một loại dự cảm xấu rồi. Tiểu gia hỏa, bây giờ Diệp trên cánh cửa lớn e sợ có niết bàn cảnh ma tu, người bây giờ nhất định muốn các loại, các loại đến tối sau đó chúng ta lại giúp người len lén lẻn vào Diệp trong môn phái, đem Diệp môn tình huống bây giờ dò xét điều tra rõ ràng. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh nói ra. Diệp Thần Phong biết Lão Bạch nói một chút cũng không sai. Nếu như Diệp trên cánh cửa lớn thật sự có niết bàn cảnh người trong ma đạo, như vậy nếu như hắn trực tiếp đi tới Diệp Môn không những không thể thăm dò rõ ràng tình huống, hơn nữa còn có thể sẽ làm cho Diệp trên cửa tình huống trở nên càng thêm hỏng bét. Thế là, Diệp Thần Phong tiềm phục tại Diệp Môn phụ cận, lặng lặng chờ đợi buổi tối lại tới. Mà lúc này, Diệp trên cánh cửa lớn, một chỗ âm trầm bên trong căn phòng. Một tên quần áo lam lũ lão đầu vết thương chẳng chịt, tay chân của hắn đều bị tráng kiện xích sắt cho trói lại, thân thể được vững chắc ổn định ở một căn trên cây cột. Nếu như Diệp Thần Phong tại nơi này, hắn liền một mắt có thể nhận ra ông lão này chính là trời hỏa lão nhân. Thiên hỏa trên thân lão nhân huyệt đạo đều bị phong bế rồi, thân thể bên trong liền một tia linh khí cũng tăng lên không đứng lên rồi, hơn nữa thân thể bên trong bị nội thương nghiêm trọng, trong lỗ mũi hô hấp cũng nứt quãng cả người là thoi thóp rồi. Mà ở thiên hỏa trước mặt lão nhân cách đó không xa trên ghế, ngồi hai cái khuôn mặt tiểu tụy lão đầu. Trong đó một cái ăn mặc trường sa màu đen trên đầu mái tóc màu trắng thưa thớt, trên mặt che kín nếp nhăn, trong con người thỉnh thoảng tránh qua vẻ âm tàn lão đầu, tên của hắn gọi là Khương Tề Thạch, hắn chính là là ma đạo tông môn luyện huyết tông lão tổ, thực lực tại niết bàn cảnh nhất trọng thiên hậu kỳ. Một cái khác trái mắt mù, trên mặt che kín lão nhân ban, há mồm ra, hàm răng đều không có mấy viên lão đầu, hắn cũng là luyện huyết tông lão tổ, tên là Chuông Nghi nhiên, thực lực tại niết củi cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong. Ma đế huyết thiên yếu thức tỉnh tin tức, U Minh quỷ vực rất nhiều ma đạo tông môn đều biết rồi, chỉ là bây giờ vẫn không có chuyển tới chính đạo tông môn trong tai. Ma đế huyết thiên cùng dưới tay hắn thập đại ma tướng yếu thức tỉnh tin tức, này không thể nghi ngờ cho ma đạo tông môn đánh một thuốc cường tâm châm. Từ khi hơn 300 năm trước, chính đạo cùng ma đạo đánh một trận xong, ma đạo tông môn lùi tới u minh quỷ vực bên trong. Một cái trốn chính là hơn 300 năm đi qua, rất nhiều ma đạo tông môn đã sớm là xuẩn xuẩn dục động. Này luyện huyết tông chính là trong đó nhất là dễ kích động tông môn. Năm đó ma đạo cùng chính đạo một trận chiến, ma đạo tông môn lùi vào u minh quỷ vực, mà rất nhiều ma đạo tông môn không kịp đem tông môn bảo vật toàn bộ mang đi. Bọn hắn liền đem bảo vật chôn giấu ở địa phương bí ẩn, đợi được về sau Ma đạo tông môn quật khởi, bọn hắn liền lại đến một lần nữa đào ra bảo vật. Mà diệp cửa dưới đáy vừa lúc bị một cái Ma đạo tông môn chôn giấu bảo vật. Cái kia Ma đạo tông môn lúc trước cùng luyện huyết tông đi rất gần, đáng tiếc cuối cùng cái kia Ma đạo tông môn không thể tới kịp trốn U Minh quỷ vực, đã bị chính đạo tông môn người cho diệt trừ. Mà luyện huyết tông lão tổ biết, cái kia Ma đạo tông cửa bảo vật chôn giấu địa điểm Tại Diệp Môn không có thành tổng cộng trước đó, nơi này chính là Bạch Tuyết Sơn Trang, là Diệp Thần Phong đem Bạch Tuyết Sơn Trang cho tóm thâu, mà Bạch Tuyết Sơn Trang chỉ là gần 100 năm mới thành lập tông môn mà thôi. Nếu ma đế huyết thiên yếu thức tỉnh rồi, như vậy luyện huyết tông hai vị lão tổ tự nhiên là không nhẫn nại được, bọn hắn lặng lẽ rời đi U Minh Quỷ Vực, bọn hắn dự định đem Diệp Môn dưới đáy bảo vật đều đào móc ra. Bây giờ Diệp Môn đã hoàn toàn bị Luyện Huyết Tông cho chiếm lĩnh. Đương nhiên u minh quỷ vực bên trong rất nhiều ma đạo tông môn đều nhao nhao muốn thử, một hồi có thể bao phủ toàn bộ huyền giới đại phong bạo đã nằm trong quá trình chuẩn bị rồi. Luyện huyết tông lão tổ khương tề thạch, hắn nói ra, chỗ này tông môn dưới lòng đất mật thất cũng nhanh yếu đào thông chứ. Đợi được đem mật thất đào thông sau đó là có thể đưa những người này toàn bộ lên đường. Luyện huyết tông một người khác lão tổ chuông nghi nhiên, hắn cũng nói, đúng vậy, đã sắp đào một tháng. Mà Đế Huyết Thiên một khi thức tỉnh, chúng ta Ma đạo quật khởi là ngay trong tầm tay rồi. Hẳn là muốn cho chính đạo tông môn nếm thử ở tại U Minh Quỷ vực bên trong mùi vị, ha 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 tiểu. Luyện Huyết Tông người rất rõ ràng vẫn không có đối diệp cửa người đại khai sát giới, mà là dùng diệp cửa đệ tử đến làm lao động rồi, đến giúp bọn họ đào móc được chôn ở dưới đất bảo vật. Chương 1637, có đi mà không có về. Thân thể được cố định tại trên cây cột Tay chân được tráng kiện xích sắt chói chặt thiên hỏa lão nhân, hắn nghe luyện huyết trưởng thượng tổ Khương Tề Thạch cùng chuông nghi nhiên đối thoại, hắn đã bị nhốt sòng giã một tháng, trong một tháng này, hắn cũng đại khái hiểu rõ mục đích của những người này cùng lai lịch. Lúc trước Diệp Thần Phong thành lập Diệp Môn, trong đó phần lớn đều là trước kia Bạch Tuyết Sơn Trang đệ tử, Diệp Thần Phong lúc đó rút lấy các đệ tử một giọt bản mệnh tinh huyết, đem tính mạng của bọn họ toàn bộ trưởng khống ở trong tay mình. Những kia nguyên bản Bạch Tuyết Sơn Trang đệ tử, khởi điểm trong lòng bọn họ là có mâu thuẫn, bất quá, Diệp Thần Phong cho bọn họ cung cấp càng nhiều tu luyện dùng linh thạch, giúp bọn họ thay đổi công pháp tu luyện, có thể nói trước kia những Bạch Tuyết đó Sơn Trang đệ tử, bọn hắn từ từ quên được chính mình nguyên bản thân phận, mà là thật sự coi chính mình là làm là Diệp cửa đệ tử, hơn nữa lẫn nhau đều phi thường đoàn kết. Lần trước Diệp Thần Phong rời đi Diệp cửa thời điểm, thanh thiên hỏa lão nhân ở lại diệp môn tọa chấn rồi. Một tháng trước luyện huyết tông lặng yên không tiếng động công phá diệp môn, có luyện huyết tông hai vị niết bàn cảnh lão tổ tại, thiên hỏa lão nhân căn bản vô pháp ngăn cản. Nguyên bản luyện huyết tông lão tổ khương tề thạch cùng chuông nghi niên, bọn hắn muốn trực tiếp giết thiên hỏa lão nhân, về phần diệp cửa những đệ tử khác thì là dùng để làm lao động, dù sao bảo vật trôn giấu địa phương phi thường sâu, yêu cầu hoa thời gian dài đi đào móc mà Diệp cửa đệ tử thấy luyện huyết tông muốn giết Thiên hỏa lão nhân, bọn hắn mỗi một người đều nguyện ý cùng Thiên hỏa lão nhân chết chung. Cho dù luyện huyết tông như hà uy hiếp, Diệp cửa đệ tử cũng không hề bị lay động. Cuối cùng vì mau chóng đem bảo vật khai quật ra, luyện huyết tông lão tổ khương tề thạch cùng chuông nghi niên mới tạm thời tha Thiên hỏa lão nhân một mạng. Để Diệp cửa các đệ tử đều ngoan ngoãn nghe lời của bọn hắn đi đào móc. Môi khô nứt ra, thoi thóp một hơi Thiên hỏa lão nhân trong lòng của hắn thở dài. Hắn biết Diệp cửa đệ tử trong lòng trả tràn đầy hy vọng, bọn hắn đang đợi tông chủ Diệp Thần Phong trở về, nhưng Diệp Thần Phong thật sự có thể đúng lúc trở về sao? Hơn nữa cho dù Diệp Thần Phong đúng lúc trở về rồi, đối mặt ma đạo tông môn luyện huyết tông, chống trơn là hai tên niết bàn cảnh lão tổ, liền phải hay không Diệp Thần Phong có thể đối phó, cho nên thiên hỏa lão nhân trong lòng hy vọng Diệp Thần Phong không nên quay lại hắn kính nể Diệp Thần Phong luyện khí trình độ, trong lòng chân tâm thật ý coi Diệp Thần Phong là làm luyện khí thượng sư phụ, bằng không hắn cũng sẽ không cam lòng ở lại Diệp môn chấn dữ rồi. Trên đầu mái tóc màu trắng thưa thất khương tề thạch, hắn nhìn một thoi thóp một hơi thiên hỏa lão nhân, hắn mở miệng nói, hy vọng quỷ thiên môn năm đó trôn giấu ở chỗ này bảo vật có thể cho chúng ta một cái kinh hỉ đi năm đó thanh bảo vật trôn giấu tại diệp môn chỗ ở dưới lòng đất ma đạo tông môn tựu kêu là quỷ thiên môn. Luyện huyết tông một người khác mù mắt trái lão tổ chuông nghi niên, hắn tự tin nói, quỷ thiên môn năm đó so với chúng ta luyện huyết tông đều mạnh thịnh rất nhiều, năm đó quỷ thiên môn nhưng là ma đạo bên trong kiệt xuất. Nhưng là chính đạo tông môn chém giết trọng điểm đối tượng. Nếu không phải năm đó chúng ta luyện huyết tông cùng quỷ thiên môn giao tình không tệ, chúng ta cũng sẽ không biết quỷ thiên môn đem một phần bảo vật chôn giấu ở chỗ này rồi. Khương Tề Thạch cảm thấy chuông nghi niên nói phi thường có đạo lý, hắn đi tới thiên hỏa trước mặt ông lão, cười lạnh nói yên tâm, qua một ngày nữa, các loại mật thất hoàn toàn đào thông sau đó ngươi là có thể không cần chịu đến thống khổ, ngươi đến lúc đó là có thể chính thức lên đường. Nói xong, Khương Tề Thạch cùng chuông nghi niên liền rời đi có phần âm trầm gian phòng thiên hỏa lão nhân trong con ngươi tràn đầy có chút tuyệt vọng bất quá hắn cũng không hối hận cũng không hối hận bái diệp thần phong vi sư thái dương rơi xuống mặt trăng chậm rãi được đưa lên buổi tối phủ xuống tiềm phục tại diệp môn dưới chân núi phụ cận diệp thần phong tại đêm tối đến đây sau đó hắn liền ở trong lòng hỏi lão bạch lão hắc ta muốn như thế nào mới có thể thần không biết quỷ không hay lẻn vào diệp môn Lão Hắc Giang Vận Thiên nói ra, tiểu tử, sau đó người đem hơi thở của mình hoàn toàn thu liếm, ta cùng lão bạch cảm giác được, diệp trên cánh cửa lớn người trong ma đạo cũng không ít, tại lèn vào diệp cửa đoạn này trong quá trình, người nhất định muốn để hô hấp của mình cùng tim đập nằm ở đình chỉ trạng thái, bằng không ngươi tuyệt đối sẽ được niết bàn cảnh người trong ma đạo phát hiện. Khi nghe đến lão Hắc Giang Vận Thiên lời nói sau, diệp thần phong lập tức đem hơi thở của mình cực hạn thu liếm, hắn lại hết sức để trái tim của mình nhảy lên cùng hô hấp đều đình chỉ trạng thái như thế này hắn nhưng duy trì không được bao dài thời gian dù sao chỉ có người tử vong mới có thể một mực duy trì trái tim không nhảy lên cùng không có hô hấp diệp thần phong hiện tại nhất định muốn nắm chặt thời gian rồi hắn phải mau sớm biết rõ diệp trên cánh cửa lớn đến cùng xảy ra biến cố gì dựa vào bóng đêm khiến cho trái tim cùng hô hấp tạm thời dừng lại diệp thần phong Hắn bóng người lặng yên không tiếng động hướng về Diệp trên cánh cửa lớn lao đi rồi. Diệp Thần Phong phát hiện tại Diệp môn quảng trường lối vào nơi, có hai tên tạo hóa cảnh tam trọng thiên người trong ma đạo canh gác. Diệp Thần Phong thân thể bay ở trên bầu trời, từ hai tên người trong ma đạo trên đỉnh đầu bầu trời bay qua, toàn bộ quá trình Diệp Thần Phong đều vô cùng cẩn thận, lần sau trái tim của hắn cùng hô hấp đều tạm thời đình chỉ, cái kia hai tên người trong ma đạo không có phát hiện Diệp Thần Phong. Diệp thần phong thân ảnh rơi xuống Diệp trong môn phái tương đối hẻo lánh trong một góc hẻo lánh, có bóng đêm yểm hộ, này làm cho Diệp thần phong dễ dàng rất nhiều. Lão Bạch Ngô Phong dối rảnh nói ra, tiểu gia hỏa, niết bàn cảnh người trong ma đạo hẳn là tại bên trong đại điện, hơn nữa phần lớn người trong ma môn cùng Diệp cửa đệ tử cũng đều ở trong đại điện. Diệp thần phong ở trong lòng hỏi, lão Bạch, các người giúp ta cảm ứng một cái thiên hỏa lão nhân khí tức. Lão Bạch cùng Lão Hắc cũng từng thấy thiên hỏa lão nhân, bọn hắn tự nhiên có thể cảm giác được suốt thiên hỏa lão nhân hơi thở. Một lát sau, Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh nói ra, tiểu gia hỏa, thiên hỏa lão nhân hẳn là tại phương Bắc một cái âm u trong phòng, ở trong phòng bên ngoài không có ai canh gác, bất quá, trong đại điện niết bàn cảnh người trong ma đạo thời khắc cảm ứng diệp môn trong ngoài khí tức, chỉ cần trái tim của ngươi nhảy một cái động, hoặc là bắt đầu hô hấp, bọn hắn liền có thể lập tức phát hiện ngươi. Tại luyện huyết tông hai tên lão tổ trong mắt, thiên hỏa lão nhân huyệt vị bị phong lại, thân thể cũng bị trọng thương rồi, căn bản không có cần phải phái người trông coi rồi, lần sau bọn hắn thời khắc cảm ứng Diệp trên cánh cửa lớn khí tức đây. Diệp thần phong khi biết thiên hỏa lão nhân còn chưa chết, trong lòng của hắn là thở phào nhẹ nhõm, thân ảnh của hắn lặng lẽ hướng về thiên hỏa lão nhân chỗ ở gian phòng lao đi rồi. Để trái tim cùng hô hấp dừng lại trạng thái, Diệp thần phong duy trì không được bao lâu, hắn tiềm nhập thiên hỏa lão nhân chỗ ở âm u bên trong gian phòng làm diệp thần phong nhìn thấy thiên hỏa lão nhân thoi thóp được cố định tại trên cây cột hình ảnh sau trong lòng của hắn không có từ trước đến nay một trận phẫn nộ mà thiên hỏa lão nhân tại thấy có người bóng sau khi tiến vào phòng hắn hư nhược nói ra các ngươi những này người trong ma đạo các ngươi không cần đợi mau chúc giết ta đi thiên hỏa lão nhân không muốn tại kéo dài hơi tàn rồi Diệp thần phong thân ảnh đi tới thiên hỏa lão nhân bên cạnh, hắn nhỏ giọng nói thiên hỏa là ta. Nguyên bản thoi thóp một hơi thiên hỏa lão nhân, con mắt của hắn trong nháy mắt trừng lớn, hắn trong con người bắn ra không dám tin vẻ mặt, trên mặt ra thịt nhăn thành một đoàn, hắn nói ra, sư, sư phụ, là ngài. Diệp thần phong gật gật đầu, hắn hiện tại không có thời gian làm chế nãi, hắn nói ra, thiên hỏa, người mau chóng nói với ta một cái diệp môn chuyện đã xảy ra. Thiên Hỏa lão nhân cũng biết bây giờ không phải là ôn chuyện thời điểm, hắn từ nhìn thấy Diệp Thần Phong khiếp sợ và trong vui mừng tỉnh táo lại, hắn lập tức đem Diệp Môn khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra đầu đuôi nói một lần. Căn cứ Thiên Hỏa lão nhân giải, lần này Luyện Huyết Tông không riêng hai vị lão tổ đến rồi, Luyện Huyết Tông tông chủ cũng tới, Luyện Huyết Tông tông chủ tại Luân Hồi Cảnh thực lực, về phần còn lại Luyện Huyết Tông người đều là tạo hóa cảnh trưởng lão rồi. Có thể nói lần này luyện huyết tông là thần niệm cảnh bên trên cao thủ dốc hết toàn lực rồi. Cũng còn tốt Diệp Thần Phong nghe được Diệp cửa đệ tử chỉ là được kéo đi làm lao động rồi, tạm thời vẫn không có quá lớn thương vong, này mới khiến Diệp Thần Phong lửa giận hơi chút dẹp loạn một ít. Diệp Thần Phong ở trong lòng lẩm bẩm, dám đến chúng ta Diệp môn đào móc bảo vật, lại dám đến ta Diệp cửa ngang ngược, vậy ta liền để cho bọn họ có đi mà không có về đi. Diệp Thần Phong trong lòng đã toát ra một cái kế hoạch rồi, hắn muốn đem Luyện Huyết Tông người một lưới bắt hết. Mà chính lúc thời điểm này, phù phù, một tiếng, Diệp Thần Phong nhịp tim dĩ nhiên tự chủ khôi phục nhảy lên, Diệp Thần Phong cũng không làm được được Luyện Huyết Tông lão tổ phát hiện, hắn vội vàng ý thức hơi động, bóng người trong nháy mắt tiến vào hỗn độn nhẫn bên trong tiểu thế giới. Chương 1638, cùng mọi người hảo hảo vui đùa một chút. Âm trầm bên trong căn phòng Tại Diệp Thần Phong trái tim đột nhiên khôi phục nhảy lên, lập tức trốn hỗn độn nhẫn bên trong tiểu thế giới sau. Chỉ đi qua ước chừng 5 giây, luyện huyết tông lão tổ chuông nghi niên, thân ảnh của hắn liền như quỷ mị xuất hiện. Mù một con mắt trái chuông nghi niên, hắn phải trong mắt ánh mắt quét mắt âm trầm gian phòng, tỉ mỉ cảm ứng trong phòng manh mối, hai cái xấu xí lông mày chăm chú nhíu lại. Cũng không lâu lắm, luyện huyết tông một người khác lão tổ khương tề thạch, thân ảnh của hắn cũng xuất hiện tại trong phòng, thanh âm hắn có phần khàn khàn mà hỏi chuyện gì xảy ra. Lẽ nào người phát hiện chỗ gì không đúng sao? Niết bàn cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong, mà Khương Tề Thạch thực lực tại niết bàn cảnh nhất trọng thiên hậu kỳ, vừa vặn diệp thần phong trái tim chỉ là khôi phục hơi nhúc nhích một chút, hắn liền lập tức trốn hỗn độn nhẫn bên trong tiểu thế giới rồi. Chuông nghi niên cùng Khương Tề Thạch hai người này, chuông nghi niên năng lực cảm ứng khá mạnh, bọn hắn nhất chân cảm ứng toàn bộ diệp cửa trong ngoài khí tức, vừa vặn chuông nghi niên cực kỳ mơ hồ cảm ứng được, trong căn phòng này nhiều hơn một đạo khí tức, dù sao diệp thần phong trốn bên trong tiểu thế giới tốc độ quá nhanh rồi. Mà Khương Tề Thạch bởi năng lực cảm ứng so với chuông nghi niên yếu hơn không ít, hắn cũng không có cảm giác được không thích hợp địa phương. Nếu như Diệp Thần Phong trái tim trong nhiều nhảy lên mấy lần, đoán chừng Khương Tề Thạch cũng có thể cảm ứng được. Chuông nghi niên trên mặt mang theo nghi hoặc, hắn nói ra, ta vừa vặn cảm giác được nơi này nhiều hơn một đạo khí tức. Nghe vậy, Khương Tề Thạch cũng lập tức cẩn thận cảm ứng, liền trong phòng bất kỳ một tấc không khí cũng không có buông tha, tại cảm ứng xong trong phòng sau, hắn lại cảm ứng toàn bộ diệp cửa, mà bị cố định tại trên cây cột thiên hỏa lão nhân, hắn hơi hơi lim dim mắt, trong lòng là hãi hùng khiếp vía, hắn cũng không biết diệp thần phong là làm sao biến mất. Hắn sợ sệt diệp thần phong được Khương Tề Thạch bọn hắn tìm đến. Sau một hồi lâu, Khương Tề Thạch mở miệng nói, trong căn phòng này không có bất cứ vấn đề gì, nơi này toàn bộ trong tông môn cũng không có vấn đề, chỗ có khí tức không có thêm ra một đảo, cũng không có thiếu mất một đảo. Dù sao vừa vặn chuông nghi niên cũng chỉ là mơ hồ cảm ứng được một cái, hắn nhìn xem nhắm mắt lại thoi thóp một hơi thiên hỏa lão nhân, hắn nói ra có thể là ta vừa nãy cảm ứng sai rồi. Khương Tề Thạch gật đầu nói, yên tâm đi, nếu như là chính đạo tông môn phát hiện chúng ta, bọn hắn căn bản sẽ không len lén lẻn vào nơi này, mà là sẽ trực tiếp đến vây quét chúng ta, các loại đã lấy được quỷ thiên môn năm đó trôn giấu ở chỗ này bảo vật sau, chúng ta lập tức rời đi, trước tiên tìm một nơi tạm thời trốn đi, chờ đợi ma đế huyết thiên thức tỉnh. Chuông nghi niên biết Khương Tề Thạch nói không sai, cho nên, hắn liền cùng Khương Tề Thạch cùng rời đi âm trầm gian phòng. Nhắm mắt lại thiên hỏa lão nhân, hắn tại cảm giác được luyện huyết tông hai vị lão tổ sau khi rời đi, trong lòng của hắn cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, chính lúc hắn muốn mở miệng nhẹ giọng gọi một cái diệp thần phong lúc. Chỉ thấy chuông nghi niên cùng Khương Tề Thạch đi mà quay lại rồi, này lại cái lão đầu thân ảnh lần thứ hai xuất hiện tại âm u trong phòng, này suýt chút nữa sợ đến thiên hỏa trái tim của ông lão đều đột nhiên ngừng. Khương Tề Thạch lắc đầu nói, ngươi quá khẩn trương, nơi này ngoại trừ cái này thoi thóp một hơi lão ra hỏa ở ngoài, căn bản không có người khác rồi. Chuông nghi niên lại cảm ứng một lần sau đó lúc này hắn xác định chính mình có thể là cảm ứng sai rồi, hắn mở miệng nói chúng ta đi thôi. Lúc này, cho dù Khương Tề Thạch cùng Chuông nghi niên rời khỏi, thiên hỏa lão nhân cũng không dám vì tiện phát ra âm thanh rồi, hắn không biết Diệp Thần Phong phải hay không trả tại trong căn phòng này. Hắn không hiểu Diệp Thần Phong là như thế nào tránh thoát hai vị niết bàn cảnh cường giả cảm ứng. Tại chuông nghi niên cùng Khương Tề Thạch rời khỏi nửa giờ sau. Diệp thần phong thân ảnh từ tiểu thế giới bên trong đi ra, hắn lần thứ hai xuất hiện tại thiên hỏa trước mặt ông lão, hắn giờ khắc này lại khôi phục trái tim cùng hô hấp dừng lại trạng thái. Thiên hỏa lão nhân nhìn thấy diệp thần phong thần không biết quỷ không hay xuất hiện, hắn trong lỗ mũi hô hấp vi vi ngưng lại, hắn nhìn ra được bây giờ diệp thần phong thực lực đã bước vào tạo hóa cảnh rồi, hắn nhớ rõ lần trước cùng diệp thần phong lúc chia tay, Diệp Thần Phong mới thần niệm cảnh nhị trọng thiên thực lực đây. Loại này tăng cao thực lực tốc độ, để Thiên Hỏa lão nhân là kinh hãi không thôi, bất quá, Thiên Hỏa lão nhân dù sao cũng từng thấy cảnh tượng hoành tráng người rồi. Hắn tại phục hồi tinh thần lại sau đó hắn hư nhược nói ra: "Sư phụ, người không cần quản chúng ta, chính ngươi rời đi nơi này đi." Trên trời Hỏa lão người xem ra Diệp Thần Phong là không đối phó được hai tên niết bàn cảnh cường giả. Diệp Thần Phong lắc lắc đầu, nói ra, thiên hỏa, người yên tâm, nếu bọn hắn dám đến diệp cửa, như vậy bọn hắn liền đều đừng rời đi rồi, người trước lại kiên trì một ngày, ta nhất định định tại trong vòng một ngày đem những người này toàn bộ giải quyết xong. Thiên hỏa lão nhân còn muốn nói chuyện, nhưng diệp thần phong thân ảnh liền lặng yên không tiếng động rời khỏi phòng, này làm cho thiên hỏa lão nhân trong lòng bất đắc dĩ thở dài một hơi. Này luyện huyết tông người không phải ở nơi này đào móc bảo vật sao? như vậy diệp thần phong liền đưa cho bọn họ như thế bảo vật trước đó thủy ra cái kia tổ truyền hộp diệp thần phong trả ở lại hỗn độn trong chiếc nhẫn từ trong hộp lấy được chiến vương cường thân quyết diệp thần phong là hoàn toàn lĩnh ngộ bây giờ trong hộp chỉ còn dư lại một ít cổ lão mà lại tang thương hơi thở những khí tức này ngược lại là có thể khiến người ta cho rằng trong hộp có bảo vật mà muốn yếu mở hộp ra liền nhất định phải đem trên cái hộp hoa văn chính xác sắp xếp đi ra mà chính xác mở hộp ra phương thức sắp xếp chỉ có một loại, một khi sắp xếp sai lầm, như vậy hoa văn bên trong liền sẽ xung kích xuất nhất cổ xóa bỏ sức mạnh, đến lúc đó đầy đủ để hai tên niết bàn cảnh luyện huyết tông cường giả đi gặp Diêm Vương ra rồi. Diệp thần phong rời đi âm trầm gian phòng sau, hắn hiện tại nhất định muốn lẫn vào đào móc bảo vật địa phương. Căn cứ lão bạch cùng lão hắc cảm ứng, phần lớn luyện huyết tông người và diệp cửa đệ tử đều tại bên trong đại điện, như vậy Diệp Thần Phong hầu như có thể khẳng định, bọn họ là ở trong đại điện đào móc, vấn đề bây giờ là Diệp Thần Phong yếu làm sao lẫn vào trong đại điện. Trái tim cùng hô hấp đều dừng lại Diệp Thần Phong, hắn dựa vào bóng đêm yểm hộ, hắn không nhúc nhích tiềm phục tại đại điện Chu Vi. Diệp Thần Phong khí tức trên người cũng thu lại đã đến cực hạn, lại tăng thêm trái tim cùng hô hấp đình chỉ, giờ khắc này, cả người hắn trạng thái cùng không khí không khác, cho nên liền ngay cả niết bàn cảnh cường giả cũng là không phát hiện được hắn. Rất nhanh, Diệp Thần Phong nhìn thấy một tên mang màu đen mặt sắt có nam nhân, hắn từ trong đại điện đi ra, người đàn ông này thân bụi tản ra nhàn nhạt ma khí, thân cao cùng Diệp Thần Phong gần như thực lực tại tạo hóa cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong. Diệp Thần Phong con người vi vi sáng ngời, trong lòng của hắn có lẫn vào đại điện phương pháp xử lý rồi, chỉ cần hắn đem người đeo mặt nạ này giết, đến lúc đó hắn đổi người này quần áo cùng mặt nạ, hắn liền thọ nắm chắc lẫn vào bên trong đại điện rồi. Nhưng vấn đề là luyện huyết tông hai tên lão tổ thời khắc cảm ứng trong ngoài khí tức, nếu như đột nhiên thiếu một đạo khí tức, như vậy luyện huyết tông lão tổ nhất định sẽ khả nghi. Lần sau Diệp Thần Phong cho dù đổi lại cái mặt nạ này y phục của nam nhân, muốn lẫn vào bên trong đại điện, trên người hắn chả nhất định muốn duy trì ma khí. Lão Hắc Giang Vận Thiên cảm thấy Diệp Thần Phong ý nghĩ trong lòng, hắn mở miệng nói tiểu tử ma thiên quyết cũng coi như là công pháp ma đạo rồi ngươi chỉ cần thích đương khống chế ma thiên quyết vận chuyển ngươi là có thể đem trên người ma khí khống chế đến giống như những người khác lần sau ngươi chỉ cần giết đối phương trong nháy mắt ngươi lập tức để tim đập của chính mình cùng hô hấp khôi phục như vậy hơi thở của ngươi là có thể thế thân đối phương hơi thở cái kia hai tên niết bàn cảnh người cũng sẽ không phát hiện không được bình thường lão hắc mặc dù nói phi thường ung dung thế nhưng diệp thần phong tâm yếu mặt nhưng không có chút nào ung dung yếu tại đối phương vừa vận tắt thở trong nháy mắt hắn giây phút không lầm đem khí tức thế thân đi tới này phải nên nắm chắc cực kỳ tinh chuẩn nhưng bây giờ này là biện pháp tốt nhất rồi diệp thần phong xem đến cái kia mang thiết mối bộ luyện huyết tông nam nhân hắn cách xa đại điện này chính hợp diệp thần phong tâm ý tim đập cùng hô hấp dừng lại diệp thần phong hắn bám theo một đoạn trong tay hắn nhiều hơn năm cái ngân châm đang xác định chu vi không có người khác sau. Diệp Thần Phong thân ảnh cố ý làm cho đối phương phát hiện, tên kia mang mặt sắt có luyện huyết tông nam nhân, hắn dưới mặt nạ con ngươi ngưng lại, mở miệng nói, ngươi là ai? Diệp Thần Phong không nói nhảm, trong tay hắn năm cái ngân châm bên trong từ lâu quán chú linh khí, bàn tay vung một cái, năm cái ngân châm nhất thời hướng về cổ của đối phương đánh tới. Năm cái ngân châm đem mặt sắt có nam nhân đường lui toàn bộ phong tỏa dù sau này mặt sắt có nam nhân chỉ có tạo hóa cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong thực lực khi hắn phát hiện mình muốn tránh cũng không được thời điểm hắn lập tức đem trong thân thể linh khí che chùm lên của mình quanh thân nhưng năm cái ngân châm lại trực tiếp phá tan rồi hắn linh khí phòng hộ chính lúc hắn muốn gọi kêu thời điểm hết thảy đã muộn rồi năm cái ngân châm thuận lợi chui vào cái này mặt sắt có cổ của nam nhân bên trong diệp thần phong tinh thần thời khắc đều độ cao tập trung Tại mặt sắt có nam nhân tắt thở trong nháy mắt, hắn lập tức khôi phục tim đập cùng hô hấp, để hơi thở của hắn không kém chút nào thế thân mặt sắt có nam nhân. Tại phát hiện không có ra bất kỳ cái gì ý bên ngoài, sau đó Diệp Thần Phong hầu lung bên trong là nặng nề thở ra một hơi đến, trong miệng thấp giọng tự nói, các ngươi đã muốn chơi, như vậy ta liền cùng mọi người hảo hảo vui đùa một chút. Chương 1639, con cả yếu mắc câu rồi. Đêm, yên tĩnh thâm trầm chỉ có tình cờ thổi qua gió nhẹ mới sẽ để lá cây phát ra sàn xà thanh âm. Một mảnh dày nặng mây đen che lại trong bầu trời đêm mặt trăng, toàn bộ đại địa biến được càng thêm đen nhánh rồi. Diệp thần phong tại lạng yên không tiếng động giải quyết xong mặt sắt có nam nhân sau đó hắn đem mặt sắt có nam người quần áo trên người toàn bộ cởi ra, sau đó hắn đem mặt sắt có nam nhân ném vào một góc hẻo lánh bên trong. Đổi lại mặt sắt có quần áo, mang lên mặt sắt có nam nhân mặt nạ sau đó diệp thần phong thân thể bên trong vận chuyển ma thiên quyết, duy trì cùng mặt sắt có trên thân nam nhân bằng nhau ma khí. Mà diệp thần phong thực lực chỉ có tạo hóa cảnh nhất trọng thiên trung kỳ, nhưng mặt sắt có nam nhân nhưng là có tạo hóa cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong thực lực, cuối cùng diệp thần phong chỉ có thể đem thực lực hết sức thu liếm, hắn hy vọng đối phương không nên phát hiện này một sơ hở. Tại đem tất cả chuẩn bị sắp xếp sau đó Diệp Thần Phong liền hướng trong đại điện đi đến, hắn tận lực bắt trước mặt sắt có nam nhân bước đi tư thế thế, tại đi vào trong đại điện sau đó Diệp Thần Phong nhìn thấy tại đại điện chính giữa trên ghế ngồi hai cái lão đầu, hắn biết hai cái này lão đầu khẳng định chính là luyện huyết tông lão tổ rồi. Một tên luân hồi cảnh tam trọng thiên trung kỳ đàn ông trung niên, hắn đang nhìn đến Diệp Thần Phong sau đó hắn quát lên, mặt sắt, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Nhanh đi giám sát đào móc tiến độ, gần như còn có một ngày thời gian, là có thể hoàn toàn đào thông địa đáy ngọn nguồn mật thất luân hồi cảnh thực lực diệp thần phong biết cái này đàn ông trung niên hắn đạt định chính là luyện huyết tông tông chủ rồi trên thực tế diệp thần phong đoán một chút cũng không sai cái này luân hồi cảnh đàn ông trung niên chính là luyện huyết tông tông chủ trần ngàn võ rồi diệp thần phong biết trần ngàn võ đang nói chuyện với hắn xem ra mặt sắt chính là cái kia mặt sắt có nam nhân biệt hiệu rồi cũng còn tốt Diệp Thần Phong tại giết mặt sắt có nam nhân trước đó, cái kia mặt sắt có nam nhân nói một câu ngươi là ai. Diệp Thần Phong bắt trước mặt sắt có thanh âm của nam nhân, mở miệng nói tốt. Xem ra Diệp Thần Phong hết sức đem thực lực thu liếm, này cũng không hề gây nên ở đây luyện huyết tông nhân hoài nghi. Lần sau, ở đây những người còn lại đều là tại tạo hóa cảnh nhất trọng thiên đỉnh trên đỉnh mặt sắt có nam nhân nguyên bản hẳn là trong những người này thực lực yếu nhất rồi, cho nên được an bài đi giám sát diệp môn đệ tử đào móc tiến độ rồi. Này ngược lại là vừa vặn để diệp thần phong đã giảm bớt đi không ít phiền phức. Hắn không tất kiếm cứ tiến vào đào móc dưới lòng đất rồi. Hắn có thể đủ đường đường chính chính đi tiếp thôi. Diệp thần phong thanh âm mô phỏng theo cùng mặt sắt có nam nhân giống nhau như đúc. Lần sau diệp thần phong trên người tản ra nhàn nhạt ma khí. Cho nên luyện huyết tông tông chủ trần ngàn võ căn bản không có phát hiện trước mặt hắn khẩu bên trong mặt sắt đã thay đổi một người mà ngồi ở đại điện chính giữa trên ghế lão tổ khương tề thạch cùng chuông nghi niên hai người bọn họ hơi hơi lim dim mắt bọn hắn thời khắc đều cảm ứng diệp cửa trong ngoài bọn hắn căn bản không có nhìn thêm diệp thần phong một mắt bọn hắn cũng không có hoài nghi diệp thần phong dù sao diệp thần phong trên người ma khí duy trì cùng mặt sắt có nam nhân giống nhau như đúc cho dù diệp thần phong đem thực lực hết sức thu liếm điều này cũng trực tiếp làm cho ở đây luyện huyết tông nhân cho không để ý đến diệp thần phong lại đi tiến đại điện thời điểm hắn liền quét mắt một lần tình huống chung quanh rồi hắn phát hiện tại bên trong đại điện chỉ có dưới góc phải mặt đất có một cái cửa hang lớn hắn biết diệp cửa đệ tử phải là ở cái này cửa động dưới đáy đào móc diệp thần phong nghênh ngang hướng về dưới góc phải cửa động đi đến cái động này khẩu một đường hướng về kéo dài xuống một mắt căn bản không nhìn thấy phần cuối Diệp thần phong đi vào trong động khẩu, từng cái từng cái cầu thang một đường đi xuống tại hai bên bùn trên vách đá trả để đó từng cái từng cái cây đuốc. Diệp thần phong theo cầu thang một đường đi xuống, xem ra đào móc phi thường sâu, đi rồi hơn ba phút, diệp thần phong vẫn không có đi tới phần cuối. Mà ở cửa động thấp nhất, cũng chính là cầu thang phần cuối. Nơi này có một mảnh vẫn tính rộng rãi không gian, tại cái không gian này bên trái địa phương, đã bị đào ra một cái mật thất rồi mà cái này mật thất hẳn là chẳng qua là năm đó Quỷ Thiên môn dùng để che giấu tai mắt người cái này trong mật thất căn bản không có vật gì. Căn cứ luyện huyết tông hai vị lão tổ suy đoán, năm đó Quỷ Thiên môn ở nơi này dưới nền đất tổng cộng thiết trí hai cái mật thất, hẳn là một tả một hữu, bây giờ bên trái mật thất đã khai quật ra chỉ còn dư lại bên phải một cái chân chính chôn giấu bảo vật mật thất. Tại cầu thang phần cuối cái này vẫn tính rộng rãi trong không gian, ngồi từng cái mặt mày xám xịt sắc mặt trắng bệch diệp môn đệ tử. Những người này đã có tầm một tháng không có nghỉ ngơi, ngày đêm không ngừng đang đào móc, chỉ cần bọn hắn dừng lại một cái, nhất định sẽ gặp phải luyện huyết tông người một trận đánh đập, hoặc là lấy thiên hỏa lão nhân tính mạng đến uy hiếp bọn hắn. Tại đây một nhóm lớn diệp môn trong các đệ tử, rất rõ ràng là lấy ba cái thanh niên làm trung tâm, này ba cái thanh niên chính là Hà Bình, Hoàng Xuân Nghĩa cùng hạng giết ràng rồi lúc trước ba người này nhưng là cùng diệp thần phong đồng thời tại hàn băng tông hàn băng trong thánh địa hoạn qua khó khăn ba người bọn họ trong lòng cũng thật tâm thật ý nhận thức diệp thần phong làm lão đại rồi tại diệp thần phong rời đi diệp cửa trong khoảng thời gian này có ngày hỏa lão người tọa trấn diệp môn phát triển ngược lại là xuôi gió xuôi nước nhưng một tháng trước luyện huyết tông đến nay triệt để để diệp môn lâm vào trong ác mộng hà bình hoàng sung nghĩa cùng hãng giết Giàng ba người này trên mặt bọn họ là treo đầy sầu lo, bọn hắn cũng mơ hồ biết dưới nền đất bảo vật sắt đào móc ra rồi, một khi đào móc ra, như vậy chính là bọn họ những người này giờ chết rồi. Tông chủ nhất định sẽ tới cứu chúng ta, ta tin tưởng tông chủ nhất định sẽ xuất hiện. Đúng, chỉ chờ tới lúc tông chủ trở về rồi, như vậy chúng ta là có thể lại thấy ánh mặt trời rồi. Hà Bình Hoàng Sung Nghĩa cùng hãng giết ràng chung quanh Diệp Môn đệ tử, bọn hắn từng cái lần lượt mở miệng, trong lòng bọn họ đối Diệp Thần Phong trả tràn đầy hy vọng, hay hoặc giả là Diệp Thần Phong chính là là bọn hắn bây giờ hy vọng duy nhất. Hà Bình, Hoàng Xuân Nghĩa cùng hãng giết ràng ba người này, trong lòng bọn họ mỗi một người đều than thở, lần này ma đạo tông môn luyện huyết tông xâm lấn, luyện huyết tông hai vị niết bàn cảnh lão tổ tự thân xuất mã. Đây chính là niết bàn cảnh cường giả A Hát, tại Hà Bình các loại trong mắt người, niết bàn cảnh cường giả đã là nhìn thấy nhưng không với được được rồi bọn hắn ý nghĩ trong lòng cùng thiên nhọn lão nhân tương đồng cho dù diệp thần phong trở về rồi diệp thần phong cũng không đối phó được luyện huyết tông hai tên lão tổ đó cũng không phải trưởng người khác trí khí diệt tự cung uy phong thật sự là luyện huyết tông quá cường đại cường đại đến để hà bình đám người không còn dám ôm có hy vọng rồi bọn hắn không có đem hiện thực nói ra bọn hắn chỉ hy vọng là diệp cửa những đệ tử khác không nên tại trong tuyệt vọng chết đi hà bình Hoàng Sung Nghĩa cùng hãng giết ràng ba người này, trong lòng bọn họ coi Diệp Thần Phong là làm lão đại, bọn hắn đương nhiên cũng không hy vọng Diệp Thần Phong về đi tìm cái chết được rồi. Tại Diệp cửa đệ tử từng cái ngươi một lời, ta một lời thời điểm. Trên mặt mang mặt nạ Diệp Thần Phong, hắn cuối cùng là đi đến cuối con đường, mà Hoàng Sung Nghĩa bọn người ở tại nhìn thấy Diệp Thần Phong lúc, bọn hắn rất rõ ràng là coi Diệp Thần Phong là làm mặt sắt có nam nhân, bọn hắn từng cái tiếp tục vùi đầu đào móc lên đổi lại dĩ vãng hà bình đám người đã làm tốt bị đánh chuẩn bị mà diệp thần phong lại trực tiếp đi vào bên trái đã bị đào thông trong mật thất này làm cho hà bình đám người là một trận nghi hoặc nhưng bọn họ cũng không dám hỏi nhiều bọn hắn cũng không dám đi quấy dày tiến vào bên trái trong mật thất diệp thần phong diệp thần phong sở dĩ không ngàn lập tức cùng hà bình đám người quen biết nhau hắn là sợ chính mình đả thảo kinh xa diệp thần phong mới vừa mới nhìn đến hà bình các loại diệp môn đệ tử từng cái sắc mặt trắng bệch, rõ ràng cho thấy mệt nhọc quá độ, có mấy người trên người trả che kín từng đạo vết thương, này làm cho Diệp Thần Phong trong lòng lửa giận lại xông ra. Dám động hắn Diệp Thần Phong người, Diệp Thần Phong từ trước đến giờ là cực kỳ tự binh. Diệp Thần Phong lại đi tiến bên trái trong mật thất sau, hắn nhìn thấy trong mật thất không có vật gì, hắn suy đoán trong mật thất bảo vật hoặc là được cầm đi, hoặc là cái này trong mật thất căn bản không có bảo vật, chẳng qua là ban đầu chôn giấu bảo vật người dùng để che giấu tai mắt người. Diệp thần phong cố ý ở trên vách tường tạc ra một cái hình chữ nhật hố đến trong động, tiếp lấy, hắn lại đem thủy ra cái kia tổ truyền hình chữ nhật hộp lấy ra. Diệp thần phong đem linh khí truyền vào hộp mặt ngoài hoa văn bên trong, tại hoa văn sáng sau khi thức dậy, hắn lập tức bắt đầu sắp xếp lên trên cái hộp hoa văn rồi. Tại đem mở hộp ra chính xác hoa văn phương thức sắp xếp sắp xếp sau khi đi ra. Lạch cạch, một tiếng, hộp tự chủ mở ra, bên trong Cổ lão mà lại tang thương khí tức vẫn không có tiêu tan, hơn nữa hiện ra phải vô cùng nồng nặc. Diệp Thần Phong hai tay của không ngừng vung lên, Cổ lão mà lại tang thương khí tức bay ra khỏi mật thất, một đường hướng xuống đất bên trên tung bay đi rồi. Diệp Thần Phong tin tưởng chỉ cần luyện huyết tông lão tổ cảm ứng được luồng hơi thở này, bọn hắn lập tức sau đó đến kiểm tra, đến lúc đó Diệp Thần Phong bảo đảm để cho bọn họ trả giá xứng đáng một cái giá lớn con cá yếu mắc câu rồi. chương 1640, các người có thể lên đường. Từ hình chữ nhật trong hộp bay ra cổ lão mà lại tang thương khí tức. Tại Diệp Thần Phong cố ý dưới sự thúc dục một đường phiêu đến mặt đất thượng trong đại điện sau, cổ lão mà lại tang thương khí tức trở nên mỏng manh rất nhiều, không phải người bình thường có thể cảm giác được rồi. Liền ngay cả luyện huyết tông tông chủ trần ngàn võ, hắn cũng không có cảm giác suốt này mỏng manh khí tức cổ xưa ngược lại là một mực tại cảm giác diệp môn trong ngoài khương tề thạch cùng chuông nghi niên hai người bọn họ hơi con mắt đang nhắm đột nhiên mở ra ánh mắt của bọn họ không hẹn mà cùng nhìn hướng đi về dưới lòng đất cửa động hai vị này luyện huyết tông lão tổ bởi vì bọn họ lại cái thực lực khóa nhập niết bàn cảnh hai người bọn họ cảm ứng đương nhiên muốn so luân hồi cảnh trần ngàn võ nhạy cảm rất nhiều niết bàn cảnh nhất trọng thiên hậu kỳ khương tề thạch hắn thấp giọng tự nói, chẳng lẽ nói trôn giấu có bảo vật mật thất nhanh như vậy liền đào thông. Niết bàn cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong chuông nghi niên, hắn hồi đáp, đi xuống xem một chút liền biết rồi. Sức tiếng, Khương Tề Thạch cùng chuông nghi niên này thân ảnh của hai người, nhanh chóng hướng về đi về dưới nền đất cửa động lao đi rồi, khi tiến vào cửa động trước đó, Khương Tề Thạch còn để lại một câu lời nói, ngàn võ, các người chuyên tâm tại nơi này ở lại trôn giấu bảo vật lập tức muốn khai quật ra rồi, thời điểm này không thể có chút sai lầm. Dưới nền đất, bên trái trong mật thất diệp thần phong, hắn cảm thấy Khương Tề Thạch cùng chuông nghi niên đang nhanh chóng tiếp cận, hắn lập tức đem hộp cho khép lại, thanh trên cái hộp hoa văn sắp xếp phương thiếp khôi phục được đóng trạng thái. Bất quá, diệp thần phong lần nữa hướng về hoa văn bên trong rót vào linh khí, hắn để hoa văn duy trì phát sáng trạng thái. Đến lúc đó cũng có thể để luyện huyết tông lão tổ sớm một ít mắc lừa. Tại đem hình chữ nhật hộp thả trên mặt đất sau đó Diệp Thần Phong đem quần áo trên người cởi ra, hắn đem tay phải của mình cánh tay bị rạch rách rồi, tại quần áo để lại một bãi lớn tiên huyết sau. Diệp Thần Phong trong đầu ý thức hơi động, hắn liền tiến vào hỗn độn nhẫn bên trong tiểu thế giới. Tại hỗn độn nhẫn bên trong tiểu thế giới, Diệp Thần Phong có thể rõ ràng cảm giác được tình huống bên ngoài, bất quá, người bên ngoài nhưng không cảm giác được bên trong tiểu thế giới hơi thở tại Diệp Thần Phong chân trước mới vừa tiến vào hỗn độn nhẫn bên trong tiểu thế giới. Luyện huyết tông lão tổ khương tề thạch cùng chuông nghi niên hai cái này lão đầu, bọn hắn liền xuất hiện tại cái này bên trái trong mật thất. Hai người bọn họ mục quang nhìn trên mặt đất một cái hộp, tại hộp mặt ngoài hoa văn thượng còn tản ra ánh sáng. Ngược lại, hai người bọn họ lại thấy được mặt đất chiếm quần áo, này chính là mặt sắt có nam nhân quần áo, tại trên mặt quần áo trả lây dính một bãi lớn tiên huyết khương tề thạch cùng chuông nghi niên lông mày trong nháy mắt nhanh nhíu lại hai người bọn họ tỉ mỉ cảm ứng lên dưới lòng đất khí tức bọn hắn căn bản không cảm giác được mặt sắt có hơi thở của đàn ông rồi bọn hắn đối cảm ứng của mình vẫn là tràn đầy tự tin nếu không cảm ứng được mặt sắt có nam nhân tồn tại trên mặt đất lại để lại dính đầy tiên huyết quần áo như vậy khương tề thạch cùng chuông nghi niên kết luận mặt sắt có nam nhân đã chết rồi hai cái này lão đầu ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú lấy mặt đất thượng hộp bọn hắn biết vừa vặn khí tức cổ xưa là từ chiếc hộp này thượng truyền tới, bọn hắn hầu như có thể khẳng định trong hộp có bảo vật. Nhưng trước đó bọn hắn đã kết luận cái này mật thất, hẳn là năm đó quỷ thiên môn dùng để che giấu tai mắt người, bọn hắn nhìn xem trên vách tường đào ra một cái hình chữ nhật hố, bọn hắn không nghĩ ra mặt sắt có nam nhân là làm sao phát hiện chiếc hộp này. Tại Khương Tề Thạch Cùng Chuông Nghi Niên xem ra, nhất định là mặt sắt có nam nhân tại nơi này phát hiện chiếc hộp này, nhưng mặt sắt có nam nhân chỉ có tạo hóa cảnh nhất trọng thiên thực lực, kết quả được chiếc hộp này thượng cấm chế nào đó đánh giết rồi. Khương Tề Thạch cùng chuông nghi niên tại liếc nhau một cái sau đó hai người bọn họ từ từ tiếp cận trên mặt đất hộp, bọn hắn nhìn xem trên cái hộp phát ra quang hoa văn, bọn hắn phi thường khát vọng biết trong hộp đến cùng có bảo vật gì. Khương Tề Thạch cùng chuông nghi niên cảm ứng toàn bộ hộp, bọn hắn không có cảm giác suốt cái gì không đúng đến, thế là Niết bàn cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong chuông nghi niên, hắn ngủ mắt trái rút xúc hai lần, hắn từ từ lấy tay đi đụng vào hộp rồi, trong lòng căng thẳng vạn phần, mà khi hắn tìm thấy hộp trong nháy mắt, hắn không có cảm giác đến bất cứ dị thường nào. Cho nên, chuông nghi niên đem toàn bộ hộp chậm rãi cầm lên, cầm ở trong tay cũng không có phát hiện dị thường sau đó chuông nghi niên là thở phào nhẹ nhõm, hắn mở miệng nói trên cái hộp cấm chế khả năng bị mặt sắt cho phát động rồi, Xuất hiện tại toàn bộ hộp đã không có cấm chế. Một bên Khương Tề Thạch Văn nói, hắn cũng cảm thấy phi thường có đạo lý, hai người bọn họ muốn yếu mở hộp ra, nhưng dù như thế nào bọn hắn cũng không cách nào mở ra, này để lông mày của bọn họ lần nữa nhíu lại. Một lát sau, Khương Tề Thạch ánh mắt tập trung vào hộp mặt ngoài phát sáng hoa văn bên trên, hắn đưa bàn tay đặt tại hoa văn thượng, hắn phát hiện bàn tay của mình có thể di động trên cái hộp hoa văn. Hắn lập tức nói ra, xem ra muốn mở ra chiếc hộp này, phải dùng đặc biệt phương pháp di động này trên cái hộp hoa văn, hẳn là đây mới là then chốt. Hai cái này lão đầu là từng bước từng bước đi vào, Diệp Thần Phong vì bọn họ chuẩn bị xong trong bẫy dập rồi, đáng tiếc bọn hắn trả hồn nhiên không biết đây. Chuông Nghi Niên cũng dùng bàn tay di động trên cái hộp hoa văn hắn phát hiện hoa văn thật sự có thể di động, sau đó hắn gật đầu nói, không sai xem ra muốn mở hộp ra then chốt hay là tại những nảy hoa văn chi bên trong. Chuông nghi niên cùng Khương Tề Thạch Thanh hộp đặt ở trên mặt đất, bọn hắn bắt đầu đồng thời di động hộp mặt ngoài hoa văn rồi. Đang di động trên cái hộp hoa văn trong quá trình, chỉ cần dừng lại 30 giây khoảng chừng, trên cái hộp hoa văn liền sẽ cho rằng ngươi đã sắp xếp xong rồi, đến lúc đó nếu như sắp xếp sai lầm, như vậy liền sẽ bị hoa văn bên trong sức mạnh đánh chết. Chuông nghi niên cùng Khương Tề Thạch cùng nhau di động từng cái từng cái hoa văn, bọn hắn rốt cuộc cảm thấy sáu tia không đúng, bọn hắn cảm giác được hoa văn bên trong, có nhất cổ để hai người bọn họ đều tim đập nhanh sức mạnh. Mà ở hỗn độn nhẫn bên trong tiểu thế giới diệp thần phong, hắn cũng cảm thấy luyện huyết tông hai vị lão tổ cùng nhau sắp xếp hoa văn rồi. Hiện tại đại cục cơ bản đã định, Diệp Thần Phong từ tiểu thế giới bên trong đi ra, bóng người lần thứ hai về tới trong mật thất. Bây giờ Diệp Thần Phong mặt nạ trên mặt đã lấy xuống rồi, hắn cũng đổi lại quần áo của mình rồi tại diệp thần phong bỗng dưng xuất hiện trong nháy mắt khương tề thạch cùng chuông nghi niên trên mặt vẻ mặt hơi dừng lại một chút sát theo đó hai người bọn họ ánh mắt không lành nhìn chằm chằm diệp thần phong khương tề thạch quát lên ngươi là ai ngươi làm sao sẽ xuất hiện tại nơi này diệp thần phong cũng không hề ẩn giấu thực lực khương tề thạch cùng chuông nghi niên có thể rõ ràng cảm giác được diệp thần phong thực lực nhưng Diệp Thần Phong cái khu vực này khu tạo hóa cảnh nhất trọng thiên trung kỳ người, hắn làm sao có khả năng thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở đây. Diệp Thần Phong đột nhiên xuất hiện, này đã cắt đứt chuông nghi niên cùng Khương Tề Thạch di động trên cái hộp hoa văn, hai người bọn họ vốn là ngồi xổm ở trên mặt đất, bây giờ bọn hắn từ trên mặt đất đứng lên, nhìn về phía Diệp Thần Phong trong ánh mắt là sát ý nồng nặc. Diệp thần phong hiện tại chỉ cần kéo dài 30 giây tả hữu thời gian là được rồi, tại Khương Tề Thạch trong khi nói chuyện, thời gian đã qua 10 giây đồng hồ rồi. Diệp thần phong tùy ý nhún nhún vai, nói ra các ngươi hai lão không còn sống lâu nữa rồi, nếu như ta là các ngươi, như vậy tay của ta tuyệt đối sẽ không rời đi trên mặt đất hộp, xuất hiện tại các ngươi có thể an tâm lên đường. Đúng rồi, quên tự giới thiệu mình, ta là Diệp cửa tông chủ Diệp thần phong. Chuông nghi niên cùng Khương Tề Thạch càng phát cảm thấy không được bình thường, khi nghe đến Diệp Thần Phong lời nói sau, hai người bọn họ vốn là muốn yếu trực tiếp đập chết diệp thần phong nhưng bọn họ ánh mắt không khỏi liếc mắt nhìn phía sau trên mặt đất hộp bây giờ thời gian vừa vặn đi qua tam phong dây chỉ thấy hộp hoa văn thượng lóe lên ánh sáng càng lúc càng nhanh nhất cổ cho người tim đập nhanh sức mạnh từ hộp hoa văn bên trong từ từ thẩm thấu mà ra này làm cho chuông nghi niên cùng khương tề thạch không khỏi thay đổi sắc mặt bọn hắn không lo được diệp thần phong rồi bọn hắn muốn lập tức rời đi nơi này nhưng là hết thảy đều đã chậm oanh một tiếng nhất cổ quang mang mãnh liệt bao phủ lại khương tề thạch cùng chuông nghi niên trong ánh sáng còn kèm theo nhất cổ xóa bỏ sức mạnh nguồn sức mạnh này chỉ nhằm vào sắp xếp hoa văn khương tề thạch cùng chuông nghi niên đợi đến ánh sáng tản đi chỉ thấy khương tề thạch trên người đã thiên sang bách khổng rồi chỉnh cái đầu cũng biến thành một vũng máu sương mù ngược lại là thực lực so với khương tề thạch cao hơn một chút chuông nghi niên dáng dấp của hắn tốt hơn không ít, trái tim của hắn được xuyên thấu, nửa bên trái đầu cũng đã biến mất. Chuông nghi niên vẫn chưa hoàn toàn chết đi thấu, bất quá, hắn căn bản vô pháp vận chuyển trong thân thể linh khí, hắn thân thể liên tục rút xúc, con mắt của hắn trừng lên diệp thần phong, miệng của hắn không ngừng trương hợp, có vẻ như muốn mở miệng nói chuyện. Lại dám đến ta diệp cửa ngang ngược, chúng ta quan tâm các ngươi là cái gì luyện huyết tông, vẫn là luyện giám tông đây này chính là các người yếu trả giá cao. Diệp thần phong thanh sau lưng hắc huyền kiếm rút xuất, ánh sáng màu đen chợt lóe lên, không hề phản kháng lực lượng chuông nghi niên, đầu của hắn liền cùng cái cổ chia lìa. Hết thảy đều hướng về diệp thần phong dự liệu như vậy ở trên diễn. Giải quyết xong hai tên luyện huyết tông lão tổ sau, diệp thần phong là dễ dàng không ít, dù sao kế tiếp thực lực cao nhất cũng chỉ là luân hồi cảnh luyện huyết tông tông chủ, Audio điện tử võ tấn bền. Khết tập 82.